Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 176. Vực sâu. Khi nhảy xuống vực sâu, Dương Diệp đã biết rất rõ. Nếu như không nhảy xuống, hắn sẽ phải liều chết với cường giả hồn giáo này, lấy tình trạng của hắn hiện tại thì tuyệt đối không có phần thắng gì. Mà nhảy xuống cũng nguy hiểm. Hắn tất nhiên không quên nguy hiểm mình từng gặp phải ở phía dưới, càng không có quên cảm giác trước đây. Nhưng tất cả mọi điều phía dưới đều là không biết. Thử một lần. Mang ý nghĩ này, hắn nhảy xuống vực sâu, không lâu sau, cường giả hồn giáo này liền xuất hiện ở bên cạnh vực sâu, nhìn vực sâu phía dưới, người mặc áo đen có chút do dự. Chỗ này là nơi lấm kỵ. Là nơi cấm kỵ của tất cả Vĩnh Hằng Quốc. Người càng mạnh xuống đó thì càng dễ chết. Mà nếu như loại cường giả như hắn xuống, tuyệt đối sẽ không phải là chuyện gì tốt. Xuống hay không xuống? Trong giây lát, cường giả hồn giáo này có chút gặp sự. Khương hắn nhanh chóng quyết định xuống thử một chút. Bởi vì phía dưới ngăn cách tất cả thần thức của hắn căn bản không có cách nào xuống được. Nếu như Dương Diệp chạy trốn xuống dưới đó, vậy hắn sẽ phải thất bại trong gang tấc. Không do dự nữa, người mặc áo đen trực tiếp nhảy xuống. Nhưng rất nhanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người trực tiếp bay từ trong vực sâu ra. Bóng đen này chính là cường giả áo bào đen của hồn giáo. Hắn trực tiếp đập rơi vào trên mặt đất, thân thể hắn lập tức nổ tung, linh hồn hắn cũng hoàn toàn trở nên mờ ảo. Thiếu chút nữa thì thần hồn của hắn cũng bị tiêu diệt. Cường giả áo bào đen kinh hãi nhìn vực sâu, trong lòng còn đang run rẩy. Sau khi Dương Diệp nhảy xuống vực sâu, hắn nhanh chóng gặp được nam tử trung niên có mà Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh từng gặp. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Dương Diệp cười gượng. Tiền bối, đã lâu không gặp. Nam tử trung niên liếc nhìn phía trên đỉnh đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đi xuống đi, Uyên chủ muốn gặp ngươi. Uyên chủ. Trong lòng Dương Diệp chợt lạnh, đó lại là nhân vật lớn nào vậy? Nam tử trung niên nói xong câu đó liền xoay người rơi xuống phía bên dưới. Dương Diệp do dự một lát, sau đó cũng đi xuống theo. Bây giờ, hắn hình như không có lựa chọn nào khác. Vực sâu này còn lớn hơn sự tưởng tượng của Dương Diệp. Càng đi xuống phía dưới oi, Dương Diệp lại càng kinh ngạc. Ở trong quá trình rơi xuống, hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể đang bồng bềnh, ngoại ra còn có một ít chí bảo. Thần khí. Toàn bộ đều là thần khí. Những thần khí lơ lửng ở trên không trung, cứ lẳng lặng bay như vậy. Dương Diệp nhìn thấy liền cảm giác trong lòng ngứa ngáy. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ra tay cầm lấy. Dù sao bây giờ hắn đang ở trên địa bàn của người ta, vẫn nên cố gắng khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Khiêm tốn. Cuối cùng cũng đến nơi. Người trung niên kia thi lễ với phía xa, sau đó xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn về phía đó. Nơi đó có một tiểu nữ hài mặc váy kẻ ô vuông màu đen trắng đang đứng. Tiểu nữ hài này lớn hơn nhị nha một chút, bên cạnh nàng là để từng cái đầu đầm đìa máu. Lúc này, tiểu nữ hài đang đá một cái đầu kia nảy lên ở trên chân của nàng theo tiết tấu. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, chân nàng nhanh chóng ngừng lại, cái đầu kia cũng lăn sang một bên. Tiểu nữ hài đi tới cái ghế gỗ cách nàng không xa và ngồi xuống ghế, mắt nhìn Dương Diệp nhưng không nói lời nào. Dương Diệp bị nàng nhìn cảm thấy không được tự nhiên, hắn do dự một lúc, sau đó nói. Cái đó, nàng không đi theo ngươi à? Tiểu nữ hài đột nhiên hỏi. Sao? Dương Diệp không hiểu nhìn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chỉ vào bức tường cách đó không xa, Dương Diệp nhìn theo ngón tay nhỏ của thiếu nữ và lập tức ngây người ra. Trên vách tường, hắn nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Ở trên bức tường kia có một con yêu thú, nửa phần sau bị bóng tối che phủ, hắn chỉ nhìn thấy được nửa phần trước. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là đỉnh đầu của yêu thú kia có hai cái sừng quả thật rất giống với sừng của nhị nha. Hắn từng sờ qua hai cái sừng này. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía tiểu cô nương kia. Chuyện này, nàng không đi theo ngươi à? Tiểu nữ hài lại hỏi. Rõ ràng nàng muốn nói về nhị nha. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nàng đi chỗ khác chơi rồi. Chơi. Tiểu nữ hài nhíu mày. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tiểu nữ hài nói, chơi gì, chơi vui không? Dương Diệp. Tiểu nữ hài đột nhiên đứng lên, trong phút chốc, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp.
xuất hiện mà không có dấu hiệu nào báo trước. Trong nháy mắt, vẻ mặt Dương Diệp trở nên rất nghiêm trọng. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên thò tay chỉ vào trước ngực Dương Diệp. Đừng sợ, ta không giết ngươi. Dương Diệp. Bàn tay của tiểu nữ hài đột nhiên áp vào trước ngực Dương Diệp, rất nhanh, Dương Diệp cảm giác toàn thân mình đều bị trói chặt, không chỉ có vậy, thế giới bên trong Hồng Mông Tháp dường như lập tức bị lực lượng gì đó khóa lại vậy. Tất cả Hồng Mông Tháp đều dừng lại. Cho dù là lôi khu cũng lặng lẽ ẩn nấp, không có một tia lôi điện nào. Sau một lúc lâu, tiểu nữ hài thu bàn tay về. Ngươi không gạt ta, nàng quả thật không ở đó. Nói xong, nàng trở lại trên ghế của mình. Thân thể Dương Diệp khôi phục bình thường, bên trong Hồng Mông Tháp cũng khôi phục lại bình thường. Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương kia, sau đó nói. Ngươi quen biết với nhị nha sao? Nhị nha? Tiểu nữ hài hơi tò mò. Nàng tên là nhị nha sao? Dương Diệp gật đầu. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu. Trước đây nàng không phải tên là nhị nha. Vậy là tên gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Hắn vẫn rất tò mò về lai lịch của nhị nha, đáng tiếc, có rất ít người biết được. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Trước đây nàng gọi là Ác Linh, nàng không có nói với ngươi sao? Ác Linh. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Nàng không phải là yêu thú sao? Tiểu nữ hài hỏi ngược. Ta nói nàng không phải là yêu thú à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Ác Linh là một loại yêu thú à? Tiểu nữ hài khẽ gật đầu. Ác Linh là tổ của vạn ác, cũng được gọi là bản nguyên của vạn ác, nàng rất không đơn giản. Nàng vốn là một loại yêu thú, nói chính xác là một loại ác thú. Thời đại kia còn chưa có yêu thú. Ác thú? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu nữ hài nói. Thế giới này, đúng hơn là vũ trụ ba chiều này có một loại quy tắc, gọi là vạn vật phân ra âm dương, vạn sự có chính tà. Ngươi hiểu cái này không? Dương Diệp chớp chớp mắt, sau đó nói. Không hiểu rõ lắm. Tiểu nữ hài lắc đầu, tiếp tục nói. Có âm thì nhất định phải có dương, lại giống như nam nữ, nam chính là dương, nữ chính là âm. Đây là pháp tắc của không gian ba chiều này, cũng là đại đạo gì đó mà các ngươi nói tới. Ngoại trừ âm dương còn có thiện ác, nàng là ác thú, thủy tổ của vạn vật ác, có thể nói bản thân nàng chính là một phần của vũ trụ ba chiều này. Phải nói rằng nàng là một phần của pháp tắc vũ trụ ba chiều. Ác thú. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Nói như vậy, người bình thường chúng ta có phải cũng là một phần của vũ trụ ba chiều này đúng không? Tiểu nữ hài lắc đầu. Ngươi là đời người, nàng là do ý niệm tà ác của vũ trụ ba chiều này sinh ra, ngươi hiểu chưa? Nghe được này, Dương Diệp bị dọa cho giật mình. Ngươi là nói nàng chính là vũ trụ ba chiều này à? Tiểu nữ hài lắc đầu. Là ý niệm tà ác của vũ trụ ba chiều này. Dương Diệp nuốt nước bọt. Lai lịch của nhị nha. Sau này mình có phải nên đối xử tốt hơn với nhị nha không nhỉ? Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp lại hỏi. Có ác niệm thì phải có thiện niệm, vậy có phải còn có thiện linh gì đó nữa không? Tiểu nữ hài chớp chớp mắt. Không phải thiện linh cũng đi theo ngươi rồi sao? Dương Diệp ngây người rồi nhanh chóng kinh ngạc nói. Ngươi là nói tiểu bạch là thiện niệm sao? Tiểu bạch, tiểu nữ hài nhíu mày. Ta không biết nàng tên gì, ta chỉ biết là ta cảm nhận được khí tức của nàng ở trên người ngươi. Nhưng nàng không hoàn chỉnh. Vậy là có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Tiểu nữ hài nói. Theo ta được biết, năm đó nàng bị đánh tan và chia làm vài bộ phận, mấy bộ phận trong đó bị tiêu diệt, số còn lại lưu lạc đến các nơi trong vũ trụ ba chiều này. Dương Diệp. Không thể không nói, trong lòng Dương Diệp lúc này vẫn vô cùng chấn động, nhị nha là ác niệm gì đó của vũ trụ ba chiều này, tiểu bạch lại là thiện niệm. Vậy thì vấn đề này lại tới. Hai tiểu tử kia không phải nên ngươi chết ta sống sao? Vì sao quan hệ của các nàng tốt như vậy, tốt đến mức có thể cùng nhau liếm một viên mứt quả? Hay là nói có chỗ nào sai rồi? Lúc này, tiểu cô nương kia lại nói. Nếu như lần sau ngươi tới, xin nhớ dẫn các nàng đi cùng, ta muốn gặp các nàng. Dương Diệp liếc nhìn tiểu nữ hài và do dự một lúc, hắn hỏi. Vậy ngươi quen biết với các nàng sao? Tiểu nữ hài vuốt tay. Ta biết nhị nha mà ngươi nói, nhưng không quen biết tiểu bạch kia. Tuy nhiên, nếu nhị nha có thể làm bằng hữu với nàng,
chắc chắn ta cũng có thể làm được. Ngươi là bằng hữu của nhị nha sao? Dương Diệp lại hỏi. Tiểu nữ hài hỏi ngược. Không thể được sao? Dương Diệp ngây người, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Đương nhiên có thể, chỉ là, ta thấy rất tò mò, các ngươi làm sao biết nhau được vậy? Tiểu nữ hài nói. Năm đó ta đánh nhau, ta đánh thua suýt nữa bị giết, nàng giúp ta một tay. Nàng có ơn với ta. Dương Diệp hiếu kỳ nói. Các ngươi đánh với ai vậy? Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi có hơi nhiều vấn đề rồi đấy. Dương Diệp. Tiểu nữ hài đi qua một bên và tiếp tục đá cầu, vừa đá vừa nói. Ta không thích người khác tới đây làm phiền ta, người tới đều sẽ trở thành như vậy. Nói xong, nàng chỉ vào cái đầu cách đó không xa. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, thật may là có nhị nha, nếu như không phải có nhị nha, sợ rằng hắn cũng sẽ trở thành như vậy. Tiểu nữ hài lại nói. Nếu như để cho ngươi đi như thế, ngươi ra ngoài có thể bị người ta giết chết hay không? Nếu như bị người ta giết chết, ai dẫn các nàng tới tìm ta chứ? Đúng vậy, không được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta phải làm ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có khả năng thả ngươi đi được. Dương Diệp chớp chớp mắt. Chuyện này, sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy? Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Dương Diệp lại vui muốn nở hoa rồi. Giúp đỡ mình trở nên mạnh mẽ. Trời ạ! Đây là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đấy. May mắn của mình tới rồi. À! Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này chứ? Không đợi tiểu nữ hài nói tiếp, Dương Diệp liền vội vàng nói. Ngươi nói rất đúng, bây giờ ta quá yếu, chỉ cần đi ra ngoài thì sợ rằng sẽ không nhìn thấy nổi mặt trời ngày mai mất. Ta cần phải mạnh hơn nữa. Nguyên chủ liếc nhìn Dương Diệp, ngươi chịu được khổ không? Dương Diệp nghiêm mặt nói. Có thể, đặc biệt có thể. Nguyên chủ khẽ gật đầu, hai tay nàng vung vẩy. Cơ thể con người các ngươi rất kỳ diệu, nó chính là một vũ trụ nhỏ, các ngươi mạnh hay yếu được quyết định bởi ở các ngươi có thể khai thác được bao nhiêu. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Có thể nói rõ hơn một chút không? Tiểu nữ hài vừa đá cầu vừa nói. Một người có thể có thành tựu lớn tới mức nào, quyết định bởi việc hắn có thể khai thác óc của mình ra sao. Nói đơn giản một chút, các ngươi tu đạo thật ra chính là tu não, khai thác óc của mình. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là vậy, nhưng đại khái chính là như vậy đi. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Dương Diệp. Đầu của ngươi không khai thác được bao nhiêu, ngược lại thân thể lại khai phá không ít đâu. Dương Diệp. Lúc này, tiểu nữ hài lại nói. Ngươi là muốn phát triển đầu, hay muốn khai phá cơ thể? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Có thể đều khai phá được không? Tiểu nữ hài đột nhiên ngừng lại và liếc nhìn Dương Diệp. Rất đau khổ đấy. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Ta không sợ. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu. Thủ đoạn mạnh nhất của ngươi là gì? Dương Diệp vội vàng nói. Kiếm vực. Vực à. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp và hơi tò mò nói. Cho ta xem nào. Dương Diệp vội vàng thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực trực tiếp bao phủ tất cả vực sâu. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện ra mình căn bản không cảm giác được tiểu nữ hài trước mắt này. Hoàn toàn không cảm giác được gì cả. Dương Diệp đang muốn hỏi, mà vào lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên nói. Đùa gì vậy? Vừa dứt lời, chân phải của nàng nhẹ nhàng giẫm một cái. Ở đó dường như có thứ gì đó bị nghiền nát nổ tung. Dương Diệp cảm giác đầu óc mình trống rỗng, sau đó ngã xuống. Phá vực. Kiếm vực của hắn trực tiếp bị một đạp của tiểu nữ hài này phá. Theo vực bị phá, Dương Diệp trực tiếp ngất đi. Cách đó không xa, tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp và khẽ lắc đầu. Yếu đuối như vậy à? Nói, nàng tiếp tục đá cầu. Khoảng một canh giờ sau, Dương Diệp mới tỉnh táo lại, nhưng hắn lập tức cảm giác đầu mình giống như bị đổ trì, giống như muốn nổ tung vậy. Dương Diệp chợt lắc lắc đầu, sau đó lại muốn đứng lên, nhưng hắn kinh hãi phát hiện toàn thân mình tự nhiên không có sức. Ngươi tỉnh rồi à? Lúc này, bên cạnh truyền đến giọng nói của tiểu cô nương kia. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Lúc này, tiểu cô nương kia đang nhìn hắn. Dương Diệp lại dùng sức lắc đầu, sau đó nói. Vì sao? Vì sao cái gì?
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu nữ hài hỏi. Dương Diệp nói. Vì sao lại ra tay với ta? Tiểu nữ hài đi tới trước mặt Dương Diệp. Ta muốn cho ngươi hiểu rõ, cái ngươi gọi là vực tệ tới mức nào. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu nữ hài lắc đầu. Ngươi biết vực thật sự là cái gì không? Là cái gì? Dương Diệp theo bản năng hỏi. Tiểu nữ hài khẽ nói. Cái gọi là vực là một loại không gian có tư duy độc lập với không gian ba chiều, loại vực này cũng có sự khác biệt, ví dụ như là kiếm vực của ngươi, mà của người khác có thể là đao vực, thương vực gì đó, thậm chí là cái gì khác. Nói một cách đơn giản, vực đã vượt ra không gian ba chiều, cũng không tồn tại không gian tứ duy, nhưng vực của ngươi. Nói đến đây, tiểu nữ hài lắc đầu. Vực của ta làm sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp. Thậm chí còn chưa vượt qua được không gian ba chiều. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Nói như vậy, vực của ta là giả à? Tiểu nữ hài lắc đầu. Không phải giả, chỉ là cấp bậc không đủ. Cái này có liên quan tới kiến thức cùng tu vi của bản thân ngươi. Kiến thức của ngươi quá nông cạn, tu vi quá kém nên không có cách nào đạt được vực thật sự. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Vậy ta phải làm thế nào mới có thể đạt được loại vực thật sự này? Tiểu nữ hài giang tay ra. Ta làm sao biết được? Dương Diệp. Tiểu nữ hài ngồi xuống ghế của mình. Điều này phải xem bản thân ngươi, nhưng ta có thể giúp tăng cường vực này của ngươi lên một chút, hoặc nói là biến nó vững chắc hơn. Vững chắc hơn. Dương Diệp vội vàng thi lễ. Xin chỉ giáo. Tiểu nữ hài nói, vực của ngươi quá dễ vỡ, khi đối địch cùng người. Nó là một trợ lực lớn của ngươi, nhưng cũng là khuyết điểm chí mạng của ngươi, nếu như biến nó vững chắc hơn, vậy khuyết điểm này của ngươi sẽ không dễ dàng bị người ta xem là điểm đột phá nữa. Nàng liếc nhìn Dương Diệp. Thi triển vực đi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó lại thi triển ra kiếm vực. Mà lúc này, chân phải của tiểu nữ hài nhẹ nhàng giẫm một cái. Trong nháy mắt, kiếm vực của Dương Diệp lập tức nghiền nát, hắn trực tiếp bay ngược về phía sau. Cùng lúc đó, đầu hắn có cảm giác như bị người ta dùng búa sắt đánh một đòn nghiêm trọng, theo đó một cảm giác đau đớn dữ dội nặng nề truyền đến, hắn trực tiếp ngất đi. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp ngất đi và khẽ lắc đầu. Dễ vỡ. Qua khoảng một canh giờ sau, Dương Diệp đã tỉnh táo lại, nhưng cảm giác đau đớn này vẫn tồn tại. Đặc biệt là ở đầu, hắn cảm giác đầu mình như muốn nổ tung vậy, đầu rất căng và đau, rất khó chịu. Qua sau nửa canh giờ, cảm giác đau đớn trong đầu Dương Diệp mới dần dần biến mất, mà lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên nói. Tiếp tục, Dương Diệp. Nhìn thấy biểu tình khổ sở của Dương Diệp, tiểu cô nương kia khẽ nói. Thế nào, không phải ngươi nói không sợ đau khổ sao? Dương Diệp cười gượng. Nhưng, phá vực như thế thì có thể tăng cường được sao? Tiểu nữ hài khẽ nói. Một thanh kiếm trở thành kiếm tốt tuyệt thế. Nó đã nhận bao nhiêu lần bị búa sắt đánh mạnh xuống? Nó nhận được bao nhiêu lần lửa đốt? Bây giờ ngươi chính là kiếm, phương pháp của ta chính là phá vực của ngươi, phá tới khi vực của ngươi bị phá quen, nó tự nhiên trở nên vững chắc hơn, năng lực chịu đựng của ngươi cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Ngươi không phát hiện ra sao? Bây giờ ngươi tỉnh táo lại nhanh hơn trước một chút còn gì? Dương Diệp đen mặt, người này là muốn bảo mình chịu đòn cho giỏi à? Tiểu nữ hài đột nhiên nói. Nếu như ngươi không muốn thì có thể lập tức rời đi, nhưng không được bước vào chỗ của ta. Ta đương nhiên bằng lòng. Dương Diệp đột nhiên nghiêm mặt nói. Ta tin tưởng tiền bối đồng ý lãng phí thời gian giúp đỡ ta chính là vinh hạnh cực lớn đối với ta sao có thể không tin tiền bối được chứ? Nói xong, hắn lại thi triển ra kiếm vực. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, trong phút chốc, chân phải của nàng nhẹ nhàng giẫm một cái. Trong nháy mắt, kiếm vực của Dương Diệp trực tiếp nghiền nát, sau đó hắn lại bay ngược ra ngoài. Sống không bằng chết. Cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi. Đặc biệt khó chịu, bởi vì kiếm vực bị nghiền nát, linh hồn, tinh thần và cơ thể của hắn đều bị thương nặng. Có thể nói là hắn bị thương toàn diện. Nhưng hắn phát hiện, sau mỗi lần bị phá, tốc độ hắn tỉnh táo cũng nhanh hơn trước một chút. Bây giờ, sau khi bị phá gần 100 lần. Một giờ sau hắn sẽ tỉnh táo lại. So với trước đã ít hơn một giờ rồi. Ngoài việc đó ra,
hắn phát hiện, mình hình như không quá đau đớn nữa. Điều này thật sự có hiệu quả sao? Cứ như vậy, trong thời gian tiếp theo, hắn ở dưới vực sâu này bị phá vực hết lần này tới lần khác. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, mỗi ngày hắn ngoại trừ hôn mê chính là hôn mê, hắn đã quên mình bị phá vực bao nhiêu lần, hắn chỉ biết là bây giờ mình không đau đớn như trước nữa. Hơn nữa, sau mỗi lần hôn mê, hắn chỉ cần nửa khắc sẽ tỉnh táo lại. Thời gian hắn tỉnh lại càng lúc càng ngắn. Cứ như vậy, lại qua 13 ngày sau. Sau khi kiếm vực của Dương Diệp bị nghiền nát, hắn sẽ không hôn mê nữa, tuy vậy, sắc mặt hắn đặc biệt tái nhợt, thật sự không dễ nhìn. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp. Cảm giác thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Rất khó chịu. Tiểu nữ hài khẽ nói. Bây giờ năng lực chịu đựng từ vực của ngươi đã mạnh hơn trước rất nhiều, các phương diện khác cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, ngươi có thể xem thử. Các phương diện khác. Dương Diệp ngây người rồi vội vàng thi triển ra vực. Sau đó, hắn cảm nhận được rất nhiều thứ xung quanh, ví dụ như hai lão già trong bóng tối cách đó không xa, nhưng đối phương không đi ra. Ngoại trừ hai lão già kia, hắn còn cảm nhận được một vài khí tức lạnh lẽo. Nhưng hắn vẫn không cảm giác được tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lại ở trước mặt hắn, vực của hắn che phủ lên tiểu nữ hài, nhưng hắn vẫn không cảm giác được nàng. Dường như biết được suy nghĩ của Dương Diệp, tiểu cô nương kia đột nhiên nói. Ngươi không cảm giác được ta là bình thường, bởi vì bây giờ ngươi đang ở trong thế giới của ta. Ở trong thế giới của ngươi. Dương Diệp không hiểu. Tiểu nữ hài hơi nâng tay phải lên, trong phút chốc, không gian ở đó đột nhiên rung lên và Dương Diệp vực trực tiếp biến mất. Dương Diệp. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đây là vực của ta. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, sau đó nói. Ngươi cũng biết về vực sao? Tiểu nữ hài hỏi ngược. Có vấn đề gì sao? Dương Diệp. Lúc này, tiểu nữ hài nhỏ khẽ vung tay, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên trực tiếp vặn vẹo, trong phút chốc lại dần dần trở nên mờ ảo và hiện ra một hình ảnh kỳ lạ. Phụt. Trong miệng Dương Diệp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cơ thể hắn nghiêng sang một bên, trực tiếp ngã xuống. Lúc này, một giọng già nua sau lưng tiểu nữ hài vang lên. Chủ nhân, lấy cảnh giới của hắn bây giờ vẫn chưa thể tiếp xúc được thế giới kia. Tiểu nữ hài nhún vai và tiếp tục đá cầu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp đã tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy tiểu cô nương kia đang đá cầu. Hắn phát hiện ra tiểu nữ hài này vẫn luôn đá cầu, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ vẫn vậy. Nàng hình như rất buồn chán. Ngươi tỉnh rồi sao? Tiểu nữ hài đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Ta vừa tỉnh lại, vừa rồi là gì vậy? Tiểu nữ hài khẽ nói. Không gian tứ duy. Không gian tứ duy. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Nó thật sự có thật à? Tiểu nữ hài gật đầu. Dương Diệp nói. Có không gian tứ duy, vậy có phải cũng có không gian ngũ duy, không gian lục duy, không gian thất duy hay không? Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp. Không gian tứ duy là không gian vũ trụ cấp bậc cao nhất được biết, về phần có không gian ngũ duy hay không thì ta không biết. Đúng rồi, lão già cõng giỏ trúc có thể biết, nếu như hắn cũng không biết thì hẳn chỉ có không gian tứ duy vị kia thôi. Lão già đeo giỏ trúc. Dương Diệp hỏi. Vậy ngươi có biết lai lịch của lão già này không? Tiểu nữ hài lắc đầu. Ta chỉ biết là hắn tồn tại từ rất sớm, còn sớm hơn cả ta, đúng rồi, có khả năng còn sớm hơn cả nhị nha nữa. Dương Diệp. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Hắn hình như từng nhìn thấy ngươi, đương nhiên theo ta được biết, hắn từng giúp đỡ rất nhiều người, ngươi chỉ là một người trong đó. Dương Diệp im lặng. Lão già đeo giỏ trúc. Không gian tứ duy. Nhị nha. Còn có Uyên chủ nữa, tất cả những người này hình như đều vượt qua nhận thức của hắn. Dương Diệp cười gượng, từ trước đến nay, hắn phát hiện, chỉ cần mình càng mạnh, sẽ càng cảm thấy mình nhỏ bé. Vũ trụ mênh mông thật sự không điểm cuối sao, thật sự là vô cùng vô tận sao. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, cũng không hỏi, có vài thứ, có một số việc, bây giờ mình biết cũng không có ý nghĩa gì. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất và bắt đầu chữa thương. Sau nửa canh giờ, trạng thái của hắn đã khôi phục, sau đó hắn thi triển ra kiếm vực. Hắn cảm nhận chỗ khác biệt của kiếm vực.
Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cẩn thận cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng hắn tuyệt đối không phát hiện ra có gì khác trước. Do dự một lúc, hai thanh kiếm bên thắt lưng của Dương Diệp đột nhiên bay ra. Xuy xuy, hai thanh kiếm bay qua bên trong kiếm vực. Khóe miệng Dương Diệp đột nhiên hơi cong lên và khẽ cười. Tốc độ cùng lực lượng. Hắn phát hiện tốc độ cùng lực lượng của hai thanh phi kiếm này đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, ngoài ra, hắn còn cảm nhận được, kiếm vực của mình hình như có cảm giác dày hơn. Nói một cách đơn giản chính là lực phòng ngự kiếm vực của hắn đã được tăng cường. Bây giờ, cường giả chủ cảnh nhị phẩm tuyệt đối không có khả năng phá được kiếm vực cả hắn, cho dù là cường giả chủ cảnh tam phẩm sợ rằng cũng khó có thể phá được. Điều này có nghĩa là hắn gặp phải cường giả hồn giáo này, hắn có thể không cần ở e ngại bị đối phương phá kiếm vực. Như vậy là thực lực của hắn cũng được tăng lên. Ngươi muốn tăng cơ thể lên không? Lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên hỏi. Nâng cao cơ thể. Trong lòng Dương Diệp vui mừng, vội vàng nói. Đương nhiên, bây giờ cơ thể hắn đã đạt được tứ giới, nếu nâng cao nữa chính là ngũ giới, chỉ cần đạt được ngũ giới, cảnh giới của hắn có thể đạt được ngũ giới, khi đó, hắn sẽ chỉ cách chủ cảnh một chút nữa thôi. Chênh lệch giữa hắn cùng chủ cảnh cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Vậy nâng cao cơ thể, không phải là dùng cách chịu đòn không? Ta thanh minh trước một chút. Thân thể của ta đã từng bị đánh quá nhiều lần, bây giờ sợ rằng không có hiệu quả gì đâu. Cho nên, sử dụng thiên tài địa bảo gì đó nâng cao mới là tốt nhất. Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp và không nói gì. Dương Diệp có chút lo lắng không yên. Ta không lừa ngươi. Tiểu nữ hài nói. Thân thể ngươi, rất yếu, đặc biệt yếu. Dương Diệp. Tiểu nữ hài nghiêm túc nói. Điều này lại giống như một thanh kiếm. Nếu như không được rèn đúng chỗ, nó sẽ không sắc bén. Mà thân thể ngươi chính là thanh kiếm không có rèn đúng chỗ, ngươi hiểu chưa? Yết hầu của Dương Diệp lăn lộn, sau đó nói. Vậy ý của ngươi là ngươi có thể giúp ta rèn đúng chỗ sao? Tiểu nữ hài gật đầu. Đúng vậy. Dương Diệp liếc nhìn xung quanh và do dự một lúc, sau đó nói. Ngươi có thể đánh chết ta không? Đây là điều hắn lo lắng nhất. Thực lực của tiểu nữ hài này tuyệt đối khủng khiếp, nếu như nàng ra tay không phân nặng nhẹ, có lẽ sẽ hắn bị đập chết. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt. Ta làm sao có thể đập chết ngươi? Trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt. Đúng lúc này, tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp do dự một lúc, lại nói. Ngươi thật sự sẽ không đập chết ta chứ? Tiểu nữ hài đặc biệt nghiêm túc nói. Sẽ không đâu. Dương Diệp hít sâu một hơi. Vậy đến đây đi. Hắn vừa dứt lời, tiểu nữ hài liền ra quyền. Nàng đánh một quyền vào bụng của Dương Diệp, chính là một quyền nhẹ nhàng như vậy. Ầm. Dương Diệp lập tức bay ngược ra ngoài, cơ thể rạn nứt, máu tươi văng ra khắp nơi. Tuy nhiên, cơ thể của hắn ở ranh giới của sự vỡ vụn lại dừng lại. Rõ ràng, tiểu nữ hài ra tay vẫn rất có chừng mực. Phía xa, Dương Diệp nện vào vách núi, cả vách núi chấn động mạnh. Sau đó hắn rơi xuống đất và nhắm mắt, trực tiếp ngất đi. Máu trong cơ thể của hắn văng ra khắp nơi, cơ thể vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Bây giờ, chỉ cần một tiểu hài tử tùy tiện tới cũng có thể đánh nát hoàn toàn cơ thể hắn, tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không chết được, ta không lừa gạt hắn. Phía sau tiểu nữ hài vang lên một giọng già nua. Đúng là khờ lông lừa thật. Chỉ là sống không bằng chết mà thôi. Cứ như vậy, Dương Diệp trực tiếp hôn mê một ngày một đêm. Khi hắn tỉnh lại, cơ thể hắn đã khôi phục được 7-8 phần, nhưng cảm giác thân thể bị xé rách vẫn tồn tại, không chỉ vậy còn đặc biệt đau đớn. Giờ phút này, hắn tình nguyện mình cứ hôn mê tiếp. Lúc này, tiểu Úc cô nương kia đột nhiên nói. Ta sử dụng một loại lực lượng đặc biệt, loại lực lượng này sẽ ở lại trên người ngươi, không ngừng xé rách tế bào thân thể ngươi. Đương nhiên, chỉ là xé rách thôi chứ không phá hủy. Chỉ là chút đau đớn nhỏ thôi, ngươi chịu đựng một lát là được. Một chút đau đớn nhỏ à? Dương Diệp thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng người. Đây chẳng qua là chút đau đớn nhỏ sao? Đó là sống không bằng chết thì có. Hắn cảm giác cơ thể bây giờ lại giống như có người đang lấy đao chậm rãi cắt ra vậy, không, còn khủng khiếp hơn nữa, như là cầm kim cứ một lát lại đâm một cái.
từng kim đều đâm tới tận xương. Quá kinh khủng. Lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên nói. Nếu như ngươi kiên trì không nổi thì có thể nói với ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dương Diệp. Giờ phút này, tâm tính của Dương Diệp lại nổi lên, đây là mình cầu người khác, không phải là ai khác cầu mình đâu. Cắn răng kiên trì một chút đi. Người chịu được khổ trong khổ mới là người trên người. Cổ Kiếm Tông vẫn đang chờ mình vương giả trở lại. Cứ như vậy, những ngày kế tiếp trở thành những ngày khó quên nhất trong cả đời của Dương Diệp. Tiểu nữ hài xuống tay với hắn thật sự ngoan độc. Mỗi lần ra tay, cơ thể hắn đều sẽ rạn nứt đến ranh giới của sự nghiền nát. Chờ tới khi hắn lợi dụng hồng mông tử khí chữa trị tốt cho thân thể của mình, tiểu nữ hài sẽ lại ra tay lần nữa. Nghiền nát, chữa trị. Cứ tuần hoàn như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là cơ thể rạn nứt, hắn vẫn có thể chịu được, dù sao hắn đã từng trải qua loại chuyện này không ít lần. Nhưng vấn đề là không chỉ có như vậy. Mỗi lần tiểu cô nương kia ra quyền đều sẽ có một loại lực lượng thần bí tiến vào trong người hắn, loại lực lượng này sẽ không ngừng xé rách cơ thể hắn, không chỉ cơ thể mà ngay cả xương và kinh mạch cũng sẽ không bỏ qua. Xé rách hết lần này tới lần khác. Về phần hiệu quả, bây giờ hắn không quan tâm có hiệu quả hay không, hắn chỉ quan tâm mình còn sống hay không. Nửa tháng qua, mỗi ngày tiểu nữ hài đều làm hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là đá cầu, nàng dường như vĩnh viễn cũng không chán đá. Hoặc nói, nàng căn bản không có chuyện gì khác để làm. Một chuyện khác chính là ra quyền với Dương Diệp. Có một lần, tâm tình nàng hình như không tốt nên lực đánh ra không kiểm soát được, một quyền này thiếu chút nữa đã đánh chết Dương Diệp. Thật may, mạng Dương Diệp cứng mới còn lại một hơi thở, được hồng mông tử khí kéo trở về. Tiểu nữ hài dường như có chút xấu hổ, sau đó ra quyền cũng nhẹ hơn. Cứ như vậy, mỗi ngày Dương Diệp đều sống không bằng chết. Một tháng sau, dưới đáy vực sâu, theo tiểu nữ hài ra quyền, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài và đập tới vách vực sâu. Dương Diệp đập rơi xuống đất, nhưng chẳng bao lâu đã chậm rãi bỏ dậy. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp và không ra tay nữa. Cách đó không xa, Dương Diệp đứng lên, bản thân cũng thấy sửng sốt. Mình lại có thể không ngất đi. Mình còn có thể đứng lên. Hắn nhìn về phía tiểu cô nương kia. Tiền bối đã nương tay sao? Tiểu nữ hài khẽ nói. Thân thể ngươi đã đột phá rồi. Đột phá? Dương Diệp lại sửng sốt. Một lát sau, Dương Diệp vội vàng điều tra thân thể của mình, quả nhiên cơ thể của hắn đã đạt đến ngũ giới. Chịu đòn như thế mà đạt tới ngũ giới à? Dương Diệp lại cẩn thận cảm nhận thân thể của mình, lần này hắn có phát hiện khác. Cơ thể của hắn đặc biệt rắn chắc, đây không phải là nói cơ thể căng chặt. Mà tế bào máu thịt bên trong đã biến chất. Điều này lại giống như một thanh sắt vụn được búa đánh qua nghìn lần, nó sẽ biến thành kiếm sắc bén vậy. Cơ thể này của hắn đã không phải là rắn chắc bình thường nữa. Có thể nói cơ thể của hắn ngưng thực cao độ, có khả năng đã vượt qua tiểu long, mà là đã vượt qua tiểu long. Nhưng chắc hẳn kém hơn nhị nha một chút. Không, thật ra là kém hơn rất nhiều mới đúng. Cơ thể của nhị nha biến thái đến mức khiến cho người ta giận sôi gan. Ngươi có thể đi được rồi. Tiểu nữ hài đột nhiên nói. Đi à? Dương Diệp sửng sốt. Tiểu nữ hài khẽ nói. Bây giờ ngươi đã bị đánh như vậy sẽ không dễ dàng chết nữa. Ngươi đi đi. Dương Diệp. Tiểu nữ hài tiếp tục đá cầu, không để ý tới Dương Diệp nữa. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Có muốn đi cùng không? Đi ra bên ngoài chơi một chút. Đi ra bên ngoài chơi một chút sao? Tiểu nữ hài ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Có đá cầu chơi vui sao? Dương Diệp nghiêm mặt nói. Chơi vui hơn đá cầu nhiều. Ra ngoài. Dương Diệp có chút kích động, bởi vì nếu như có thể dẫn theo tiểu nữ hài trước mắt này ra ngoài, hồn giáo gì đó đều chỉ là cặn bã. Chỉ là chuyện một cái tát mà thôi. Đây là chỗ dựa lớn siêu cấp đấy. Mà tiểu cô nương kia nghe thấy Dương Diệp nói vậy, cũng có chút động lòng. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tiểu cô nương. Kia! Không thể! Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối, nơi đó có một lão già chậm rãi đi ra, lão già đi tới trước mặt tiểu nữ hài và thi lễ, chủ nhân, nếu ngài ra ngoài, thế giới bên ngoài sẽ không chịu nổi đâu. Ngài hiểu rõ mà. Lúc này, Dương Diệp vội vàng nói. Ta, trong cơ thể ta có một thế giới gọi là Hồng Mông Tháp.
Lão già liếc nhìn Dương Diệp. Thế giới này của ngươi chẳng qua là thế giới trung đẳng, thế giới bên ngoài là vũ trụ ca cô đẳng, ngay cả vũ trụ cao đẳng còn không chịu nổi chủ nhân nữa là thế giới trung đẳng của ngươi. Dương Diệp. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói. Ta có thể áp chế cảnh giới của mình sao? Dương Diệp chớp chớp mắt. Có thể. Lão già kia sừng sốt. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu. Cũng không có vấn đề gì. Nàng nhìn về phía lão già kia. Lão già khẽ lắc đầu. Quá nguy hiểm. Nguy hiểm. C. Tiểu nữ hài giang tay. Ở đây quá lâu nên rất buồn chán. Lão già hơi thi lễ. Chủ nhân, nhiều năm qua ngài đều nhẫn nhịn như vậy, chẳng lẽ còn kém chút thời gian này sao? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Tiền bối, nàng ra ngoài cùng ta, ta sẽ chăm sóc cẩn thận cho nàng, ta. Chăm sóc. Đột nhiên, một khí tức cường đại bao phủ lấy Dương Diệp. Ngươi chăm sóc thế nào? Ngươi ngay cả bản thân mình còn không lo được. Còn nữa, ngươi đừng tưởng là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Ngươi có biết, nếu như chủ nhân ra ngoài sẽ tạo thành hậu quả gì không? Ngươi căn bản không biết. Dương Diệp. Lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên nói. Ta bảo đảm không ra tay, còn không được sao? Lão già còn muốn nói điều gì, lúc này, một lão già khác đột nhiên đi ra. Sát tịch, ngươi hãy để cho chủ thượng ra ngoài đi dạo đi. Dương Diệp nhìn về phía lão già kia, hai lão già đều mặc áo bào đen, hắn căn bản không phân biệt được ai với ai. Lão già tên là Sát Tịch nhìn về phía người mặc áo đen vừa đi ra. Thương Mộ, chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả sao? Chủ thượng nàng. Lão già tên là Thương Mộ khẽ lắc đầu. Chủ thượng không ra tay là được. Bao nhiêu năm qua, nàng ở trong này làm bạn cùng hai lão bất tử chúng ta đã khổ cho nàng rồi. Để cho nàng đi ra ngoài xem thử đi. Hơn nữa, thời đại này, vũ trụ này có vô số cường giả, để cho nàng đi ra xem cũng không phải là chuyện xấu. Lão già tên gọi Sát Tịch kia còn muốn nói điều gì, nhưng tiểu cô nương đã bắt đầu áp chế cảnh giới của bản thân mình. Việc áp chế này diễn ra gần một canh giờ. Không ngừng yếu đi. Mãi đến khi hai lão già kia gật đầu, tiểu cô nương kia mới dừng lại. Dương Diệp đã nở người ra. Ép cảnh giới thôi cũng phải ép lâu như vậy à? Sốt cuộc cảnh giới của tiểu nữ hài này là gì vậy? Sau khi cảnh giới được áp chế, tiểu nữ hài nhìn về phía Dương Diệp và chỉ vào trong cơ thể hắn. Ta tiến vào được chứ? Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp trả lời đã trực tiếp bước vào hồng mông tháp của Dương Diệp. Nàng mới vừa tiến vào hồng mông tháp, trong nháy mắt Dương Diệp lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt vừa rồi. Hắn cảm giác mình bị người đánh một đòn nghiêm trọng, một cảm giác nặng nề lan tràn khắp cơ thể hắn từ trên xuống dưới. Nguyên nhân là vì tiểu cô nương kia. Dương Diệp nhìn về phía hai lão già kia, lúc này, bọn họ đều đang nhìn hắn. Lúc này, lão già Thương Mộ đột nhiên nói. Nàng chỉ đi ra ngoài chơi một chút thôi, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu. Thương Mộ lão già lại nói. Nếu như ngươi để cho nàng ra tay ở bên ngoài, người khác sẽ chết, nhưng ngươi cũng sẽ chết. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Thương Mộ lắc đầu. Rất nhiều chuyện, ta không thể nào giải thích rõ với ngươi được. Ngươi chỉ cần biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng để cho nàng ra tay là được rồi. Làm vậy là tốt với nàng, cũng tốt với ngươi. Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó khẽ gật đầu. Dương Diệp không lập tức rời đi. Mà ở lại đáy vực sâu này thăng cấp đến ngũ giới mới rời đi. Trước khi hắn rời đi, hai lão già kia lại đi tới trước mặt hắn. Thương Mộ chỉ vào đỉnh đầu. Nhìn thấy những thần khí kia không? Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, trong lòng thầm mừng rỡ. Đây là muốn cho hắn thần khí sao? Mà lúc này, lời Thương Mộ nói giống như một chậu nước lạnh dội từ đỉnh đầu hắn xuống. Chờ sau khi nàng chơi đủ. Người dẫn nàng trở về thì chúng là của ngươi. Bây giờ không thể lấy, hiểu rõ chưa? Dương Diệp. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo tâm tư bất bình rời khỏi vực sâu. Vốn tưởng mang đi một vị đại thần có thể làm bùa bảo vệ tính mạng, nhưng bây giờ, vị đại thần này không thể làm bùa bảo vệ tính mạng mà trở thành bùa đòi mạng mất rồi. Nàng không thể ra tay. Nàng ra tay mình sẽ chết. Mẹ nó, đây là chuyện gì chứ, dưới đáy vực sâu. Hai lão già im lặng nhìn Dương Diệp rời đi, qua rất lâu sau,
lão già sát tịch đột nhiên nói. Vì sao? Thương Mộ khẽ nói. Ngươi nhìn thấy vị kiếm tu trước đây không? Sát tịch im lặng. Thương Mộ khẽ nói. Thời đại này không phải là thời đại của chúng ta, cũng không phải là thời đại của chủ nhân, nhưng chúng ta không thể khinh thường thời đại này. Để cho chủ thượng ra ngoài tiếp xúc nhiều một chút cũng không phải là truy kiện gì xấu. Hơn nữa, cho dù người này yếu, trong tương lai không có tư cách tranh nhập môn, nhưng ngươi đừng quên, trên người hắn còn quá ác linh tổ cùng thiện linh tổ. Chủ thượng quen biết cùng các nàng cũng không phải là chuyện gì xấu. Sát tịch khẽ lắc đầu. Ta sợ không phải chuyện gì xấu, nhưng có thể cũng không phải là chuyện tốt. Thương Mộ im lặng. Theo chủ nhân rời đi, đáy vực sâu này trở nên tĩnh mịch. Bên trong Hồng Mông Tháp, tiểu nữ hài tò mò quan sát tất cả, nàng nhanh chóng đi đến địa bàn của Tiểu Long. Tiểu Long đang nằm ở chỗ này chợt phát hiện có người đi tới, nó mở mắt rồng liếc nhìn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cũng liếc nhìn Tiểu Long, sau đó nói. Ngươi là rồng sao? Tiểu Long. Tiểu nữ hài đi tới trước mặt Tiểu Long và chậm rãi liếc nhìn nó, sau đó lắc đầu. Rồng quá yếu, huyết mạch quá tệ, kém hơn con rồng năm đó rất nhiều. Tiểu Long nghe vậy lập tức nổi giận. Đây là đang sỉ nhục nó à? Một long uy cường đại đột nhiên từ trên người Tiểu Long cuốn ra ngoài, long uy này trực tiếp nghiền ép về phía tiểu nữ hài. Tiểu Long vẫn chưa hạ ra tay. Tuy nó không biết tại sao tiểu nữ hài này lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu nàng đã xuất hiện thì có khả năng quen biết cùng Dương Diệp bởi vậy, nó vẫn nương tay. Tiểu cô nương kia không tránh không né, mặc cho long uy này ép ở trên người mình, nói chính xác là long uy vừa xuất hiện ở trên người nàng liền trực tiếp biến mất. Biến mất sạch sẽ. Tiểu Long ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tiểu nữ hài lắc đầu và xoay người rời đi. Tiểu Long ngơ ngác nhìn theo. Sau khi rời khỏi địa bàn của Tiểu Long, tiểu nữ hài đi tới trước Hỗn Nguyên Thu, nàng nhìn một lát rồi tò mò nói. Trái cây còn miễn cưỡng tạm được. Tay phải của nàng vẫy một cái, một hỗn nguyên quả trực tiếp bay đến trong tay, sau đó nàng cắn một cái. Giờ phút này, Hỗn Nguyên Thu lập tức nổi giận. Cho dù là Dương Diệp cũng không dám tùy ý lấy trái cây của nó đâu. Một lực lượng cường đại trực tiếp từ trên thân của Hỗn Nguyên Thụ này chấn động ra, mục tiêu của lực lượng cường đại này chính là tiểu cô nương kia. Tiểu nữ hài cắn một miếng và thản nhiên liếc mắt nhìn Hỗn Nguyên Thụ này, nàng đứng ở nơi đó, mặc cho lực lượng kia đánh vào trên người mình. Một hơi thở sau, tiểu nữ hài vẫn đứng ở nơi đó ăn trái cây. Hỗn Nguyên Thụ chấn động một hồi lâu, dần dần mới khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu nữ hài lại hái xuống một quả, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Hỗn Nguyên Thụ không kêu tiếng nào. Sau khi rời khỏi cây Hỗn Nguyên Thụ kia, nàng đi tới trước Thiên Dựng Thụ, ánh mắt nàng nhìn Thiên Dựng quả. Lát sau, hai hỗn nguyên quả trong tay đã bị nàng ăn hết. Nàng đang muốn đi hái Thiên Dựng quả, đúng lúc này, một Thiên Dựng quả đột nhiên rơi xuống, bay đến trước mặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài rất thản nhiên nhận lấy và ăn, chẳng mấy chốc, nàng đã ăn xong. Lúc này, lại một Thiên Dựng quả khác bay đến trước mặt nàng. Tiểu nữ hài nhận lấy Thiên Dựng quả rồi liếc nhìn Thiên Dựng thụ. Trong phút chốc, nàng vung tay phải lên, một lực lượng thần bí bao phủ lấy Thiên Dựng thụ và tự hình thành một không gian, tự hình thành một giới. Giờ phút này, Thiên Dựng thụ trực tiếp sôi trào. Bởi vì giờ phút này, nó đã không bị vũ trụ ba chiều này hạn chế nữa. Tuy nó không vượt ra ngoài phạm vi của vũ trụ ba chiều, nhưng nó đã không bị pháp tắc của vũ trụ ba chiều này hạn chế, nó có thể tự do sinh trưởng, nó không có giới hạn cao nhất. Mừng rỡ như điên. Đây là cảm giác của Thiên Dựng thụ giờ phút này. Có thể nói, nếu như chờ Tiểu Bạch trở về, Tiểu Bạch cố gắng bồi dưỡng nó sẽ hoàn toàn vượt ra ngoài bản thân, trở thành tồn tại siêu thần khí. Đây là chuyện rất nhiều sinh linh nằm mơ cũng muốn có. Sự thật chứng minh làm cây cũng không giống nhau. Tiểu nữ hài ăn liền hai quả của người ta, hơn nữa người ta còn biết điều như vậy, nàng cảm thấy nếu như mình không biểu thị thì không thể nào nói nổi. Tiểu nữ hài ăn trái cây xong liền xoay người rời đi, nàng nhanh chóng đi tới lôi khu. Ở trên lôi khu có một tiểu nữ hài chính là Lôi Lâm. Lôi Lâm đang nằm ở chỗ này gặm một đám tinh hoa của lôi. Nhìn thấy tiểu nữ hài tới, Lôi Lâm liếc nhìn tiểu nữ hài. Sau đó chỉ vào tinh hoa lôi trước mặt mình và nói. Ngươi có ăn không? Tiểu nữ hài liếc nhìn Lôi Lâm lắc đầu. Nàng do dự một lúc, sau đó đưa trái cây trong tay mình tới.
Ngươi ăn không? Lôi Lâm lắc đầu, sau đó leo đến trước mặt tiểu nữ hài và hiếu kỳ nói. Ngươi tên gì vậy? Tên gì à? Tiểu nữ hài suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói. Kỳ, kỳ. Lôi Lâm chớp chớp mắt. Tiểu nữ hài nhíu mày suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói. Kỳ Bỉ Thiên, vũ trụ ba chiều có tầng 9 trời, ta cao hơn trời một chút. Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu nữ hài cùng Lôi Lâm nói chuyện với nhau rất lâu. Mà Lỗi Khu rõ ràng có chút kiêng kỵ tiểu nữ hài, sau khi nàng xuất hiện, Lôi Khu hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không có một tia lôi điện nào. Cứ như vậy, tiểu nữ hài Kỳ Bỉ Thiên lại chờ ở bên trong Hồng Mông Tháp. Mà ở bên ngoài Hồng Mông Tháp, sau khi Dương Diệp rời khỏi vực sâu, hắn không phát hiện ra người mặc áo đen hồn giáo kia. Rõ ràng, đối phương đã rời đi. Dương Diệp cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì bây giờ hắn đã là ngũ giới, cảnh giới không chỉ là ngũ giới, cơ thể cũng đạt tới ngũ giới, hơn nữa, mức độ cường hãn cơ thể của hắn còn không kém hơn Tiểu Long. Hắn rất muốn đại chiến một trận cùng đối phương. Chiến đấu, bây giờ hắn rất muốn vui vẻ đánh một trận. Đáng tiếc, cường giả hồn giáo này lại rời đi mất rồi. Dương Diệp không ở lại vực sâu quá lâu, hắn xoay người rời khỏi đó. Lần này, hắn đi tới chiến thành. Nhưng hắn còn chưa bước vào chiến thành đã bị một lão già ngăn lại. Lão già này chính là một trong hai người trước đây đã giúp hắn ngăn cản cường giả hồn giáo. Dương Diệp thi lễ với lão già. Đa tạ tiền bối lúc trước đã giúp đỡ. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi không thể vào thành. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Vì sao? Lão già khẽ nói. Ngươi đã bị trục xuất khỏi chiến giới. Dương Diệp kinh ngạc nói. Ta bị trục xuất chiến giới à? Ai làm vậy? Lão già khẽ nói. Người phía trên làm. Dương Diệp không phục nói. Bảo bọn họ đi ra, ta phải một đấu một với bọn họ, ta. Đúng lúc này, một đường ánh sáng trắng đột nhiên lao thẳng lên trời sau đó giáng xuống, tốc độ của ánh sáng trắng kia cực nhanh, làm cho Dương Diệp còn không kịp phản ứng đã bị đánh lên trên người. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bay đến ngoài mấy trăm trượng. Dương Diệp nằm trên mặt đất run rẩy một hồi. Lúc này, lão già kia đi tới trước mặt Dương Diệp. Còn muốn một đấu một nữa không? Dương Diệp chậm rãi bò dậy, hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua. Hắn cảm giác có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói. Hiểu nhầm, chỉ là một hiểu nhầm thôi. Lão già liếc nhìn Dương Diệp và khẽ thở dài. Ngươi đi đi, trước đó chúng ta nhúng tay vào một lần đã phá hỏng quy củ rồi. Hơn nữa, chiến giới không hy vọng chuyện giữa cổ kiếm tông ngươi cùng hồn giáo sẽ kéo tới đây. Cho nên, người của hồn giáo và cả đệ tử cổ kiếm tông ngươi ở chiến giới đều tạm thời bị đuổi ra khỏi chiến giới. Trước khi các ngươi giải quyết xong mâu thuẫn, các ngươi bị cấm vào chiến giới. Dương Diệp im lặng. Lão già lại nói. Nếu như cuối cùng cổ kiếm tông vẫn khó thoát vận rủi, khi đó ngươi có thể tới đây, chỉ cần ngươi khôi phục thân phận chiến giới thì phía trên sẽ có người bảo vệ ngươi một mạng. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời, sau đó cười nói. Xin nhận tấm lòng. Hắn nhìn về phía lão già. Ta có thể vào thành một chuyến không? Yên tâm, ta sẽ không gây sự, chỉ đi tới phòng giao dịch ngầm làm một vài chuyện thôi. Sau khi làm xong, ta sẽ rời khỏi chiến giới. Lão già do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Dương Diệp ôm quyền. Cảm ơn. Nói xong, hắn bước vào trong chiến thành. Lão già khẽ thở dài. Dương Diệp lại đi tới phòng tối nhỏ của hội giao dịch ngầm, hắn nhìn thấy người thần bí kia. Người ta muốn tìm đâu? Dương Diệp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người thần bí nói. Có hai người chưa có tung tích, số còn lại, cơ bản đã xác định được vị trí, không bao lâu nữa. Nếu như các nàng đồng ý sẽ tìm đến ngươi thôi. Không có tung tích của hai người. Dương Diệp nhíu mày. Đó là hai người nào vậy? Người thần bí nói. Thiên nữ và huyết nữ. Chúng ta đã từng tìm được tung tích của huyết nữ, nhưng chẳng bao lâu nàng lại biến mất. Về phần thiên nữ, chúng ta sẽ cố gắng thử xem, nhưng cơ hội cũng không lớn lắm đâu. Thiên nữ, huyết nữ. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu. Vậy đành làm phiền đến ngươi rồi. Nói xong, hắn xoay người tính rời khỏi đó. Mà lúc này, người thần bí đột nhiên nói.
Người từ vực sâu đi ra sao? Dương Diệp dừng bước lại và xoay người nhìn về phía người thần bí kia. Các ngươi thật lợi hại, ngay cả điều này cũng biết được. Người thần bí nói. Ngươi từng đi tới đáy vực sâu sao? Dương Diệp cười nói. Thế nào? Người thần bí im lặng một lát, sau đó nói. Ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi nữa. Nếu như ngươi biết đáy vực sâu có gì, có thể trao đổi cùng ta, ta. Dương Diệp lắc đầu. Xin lỗi, ta không biết. Trao đổi à? Dương Diệp biết, Kỳ Bỉ Thiên cùng hai lão già thần bí tuyệt đối sẽ không hy vọng hắn tiết lộ tình hình của bọn họ. Người thần bí còn muốn nói điều gì đó, Dương Diệp lại lắc đầu. Các hạ đừng nên ép buộc nữa. Người thần bí khẽ thở dài. Được rồi, các hạ bảo trọng. Dương Diệp ôm quyền, sau đó xoay người rời khỏi phòng tối nhỏ. Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một giọng nói vang lên ở nơi đây, hắn nhất định đã từng đi qua, người thần bí nói. Ta biết. Giọng nói kia lại nói. Người này tự nhiên lại có thể bước vào đáy vực sâu. Đồng thời sống sót đi ra. Trên người hắn còn có rất nhiều điều mà chúng ta không biết. Người thần bí khẽ nói. Vũ trụ vô cùng rộng lớn, chúng ta có thể biết được bao nhiêu chứ? Đáy vực sâu này không phải là vũ trụ ba chiều, nhưng không nhất định là vũ trụ tứ duy. Mọi chuyện từ từ rồi chúng ta có thể hiểu rõ thôi. Trong phòng tối nhỏ rơi vào trong sự im lặng. Dương Diệp rời khỏi hội giao dịch ngầm. Hắn không lập tức rời đi mà tìm đến Diệp Chi Bắc cùng Hình Bỉ Thanh. Bọn họ gặp mặt một chút. Trên một đỉnh núi, ba người ngồi xếp bằng dưới đất. Hai nàng im lặng. Dương Diệp cười nói. Đừng làm ra vẻ nghiêm trọng như thế chứ. Lần này ta tới tìm các ngươi là muốn gặp mặt một chút. Bởi vì chờ sau khi ta rời khỏi đây, có khả năng sẽ không có cơ hội tiến vào nữa. Ngươi bị trục xuất ra khỏi chiến giới rồi à? Hình Bỉ Thanh hỏi. Dương Diệp gật đầu. Hình Bỉ Thanh khẽ nói. Ta đã đoán được. Đoán được. Dương Diệp hơi tò mò. Ngươi làm sao đoán được vậy? Hình Bỉ Thanh khẽ nói. Thân phận ngươi tương đối đặc biệt, trước đó ngươi cùng cường giả hồn giáo đi tới chiến giới lại ra tay độc ác. Ta biết, chiến giới chắc chắn sẽ không để yên. Ở đây chỉ có một mục đích, đó chính là nhất trí với bên ngoài, cho dù bên trong chiến đấu huấn luyện. Nhưng cũng trong phạm vi ở phía trên có thể khống chế. Nhưng rõ ràng chuyện của ngươi cùng hồn giáo đã vượt ra ngoài sự khống chế của phía trên. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là cho các ngươi rời khỏi chiến giới, các ngươi đi ra bên ngoài giải quyết, mà không phải kéo khói lửa chiến tranh tới trong này. Dương Diệp cười nói. Giống như ngươi đoán, đợi sau khi ta rời khỏi đấy, sợ rằng thật sự không có cơ hội nào đi tới nơi này nữa. Hình Bỉ Thanh liếc nhìn Dương Diệp. Thật ra ngươi có thể không cần quay về Cổ Kiếm Tông. Lấy thiên phú và thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng ở chỗ này, không nhúng tay vào chuyện của Cổ Kiếm Tông, người phía trên tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi. Cho dù bọn họ khó bảo vệ được ngươi, ta có thể bảo Hình Gia Ta đứng ra, ngươi đi tới Hình Gia Ta, chỉ cần ngươi đi tới Hình Gia Ta thì hồn giáo lại không có cách nào bắt được ngươi. Dương Diệp lắc đầu cười. Ta thật sự xin nhận tấm lòng của ngươi, nhưng ngươi cũng biết. Bây giờ những kiếm tu Cổ Kiếm Tông kia rất tín nhiệm ta, nếu như hiện tại ta rời khỏi, bọn họ phải làm thế nào? Bọn họ đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay cả hồn giáo. Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, người trở lại cũng không có khả năng thay đổi được điều gì. Thế lực hồn giáo này đã tồn tại vô số năm, cho dù là Hình Gia Ta cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu bọn họ. Mà lần này, bọn họ bắt buộc phải có được Cổ Kiếm Tông. Bọn họ sẽ bất chấp tất cả mọi giá để lấy được Cổ Kiếm Tông, chiếm linh địa ở đây, trở thành một trong mấy lực lớn của Vĩnh Hằng Quốc. Dương Diệp cười nói. Vậy ta lại tranh tài đánh cùng bọn họ một trận. Hình Bỉ Thanh khẽ thở dài, không nói gì. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai nàng. Ngược lại các ngươi còn muốn ở lại chiến giới này sao? Hình Bỉ Thanh nói. Sẽ không đâu, gia tộc có rất nhiều chuyện cần chúng ta giúp đỡ xử lý. Nói đến đây. Nàng dường như nghĩ tới điều gì nên dừng lại một lát mới nói tiếp. Ngươi từng đi tới hoang tộc chưa? Dương Diệp liếc nhìn Hình Bỉ Thanh, rõ ràng đối phương đã biết thân phận của hắn. Dương Diệp cười nói. Ta đã từng đi qua đó. Ngươi thấy thế nào? Hình Bỉ Thanh hỏi. Dương Diệp khẽ nói. Hoang tộc rất mạnh, vị tộc trưởng hoang tộc kia càng thâm sâu khó lường hơn. Hai nàng Hình Bỉ Thanh im lặng. Dương Diệp lại nói.
Hơn nữa, trong hoàng tộc rất đoàn kết, nhưng Vĩnh Hằng Quốc lại khác. Lúc này, Diệp Chi Bắc vẫn im lặng đột nhiên nói. Thật ra, Vĩnh Hằng Quốc cũng rất đoàn kết. Dương Diệp nhìn về phía Diệp Chi Bắc, Diệp Chi Bắc khẽ nói. Vĩnh Hằng chủ lệnh. Vĩnh Hằng chủ lệnh là gì? Dương Diệp không hiểu. Hình Bỉ Thanh cười nói. Đó là một loại lệnh bài kia vừa ra thì bất kỳ thế lực nào, bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ kẻ nào ở Vĩnh Hằng Quốc đều phải nghe lệnh, kể cả hồn giáo cũng vậy. Đây là nguyên nhân chủ yếu bọn họ ở lại Vĩnh Hằng Quốc. Bởi vì nếu như bọn họ không thừa nhận Vĩnh Hằng lệnh này, bọn họ không có khả năng sinh tồn ở đây. Đương nhiên, Vĩnh Hằng lệnh không được can thiệp vào chuyện nội bộ của người ta, tác dụng duy nhất nó chính là đối đầu với hoang tộc. Vĩnh Hằng chủ lệnh. Dương Diệp hỏi. Vậy người đứng đầu Vĩnh Hằng ở đâu? Ở Hình Gia sao? Hai nàng liếc mắt nhìn nhau sau đó lắc đầu, các nàng cũng không biết. Dương Diệp vẫn muốn hỏi thêm, nhưng lúc này, hắn nhíu mày và nhanh chóng đứng lên. Gặp chuyện gì sao? Hình Bỉ Thanh hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Cổ Kiếm Tông gặp chuyện không may nên ta phải lập tức chạy trở về. Hai vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp xoay người lập tức biến mất. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ thở dài. Trong lúc Dương Diệp rời khỏi chiến giới, bên trong Hồng Mông Tháp. Tiểu cô nương Kỳ Bỉ Thiên đi tới tòa phi thăng đài, nàng liếc nhìn và thì thào khẽ nói. Tại sao ta nhìn lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ? Kỳ Bỉ Thiên quan sát một lát vẫn không nhớ ra. Cuối cùng, nàng đành buông tha, khế đá vào phi thăng đài, sau đó xoay người rời đi. Phi thăng đài chấn động một hồi mới bình thường trở lại. Kỳ Bỉ Thiên rất tò mò về mọi thứ bên trong Hồng Mông Tháp, cái gì nàng cũng muốn nhìn. Mà khi tiểu nữ hài thần bí này nói mình là bằng hữu của nhị nha, những yêu thú và các linh bên trong Hồng Mông Tháp lập tức biểu thị hoan nghênh nàng. Khi biết các yêu đều có địa bàn của mình, Kỳ Bỉ Thiên lập tức tìm một mảnh đất phong thủy bảo địa làm địa bàn của mình, cũng chính là một chỗ thác nước cách Kiếm Tông không xa. Ở nơi đó, nàng làm một căn nhà trúc, hơn nữa còn chuyển thiên dựng thụ cùng hỗn nguyên thụ rời đến. Trước nhà, hai cái cây này dĩ nhiên là không năng lực phản kháng. Một căn nhà trúc, tấm thác nước, trước cửa có hai cái cây. Dương Diệp hoàn toàn mặc kệ Kỳ Bỉ Thiên, đương nhiên, hắn cũng không có thực lực để quản tiểu nữ hài này, hơn nữa, bây giờ hắn cũng không có thời gian đi quản nàng. Tuy nhiên, dưới mọi cách thỉnh cầu của hắn, Kỳ Bỉ Thiên đáp ứng hắn một việc, đó chính là huấn luyện đám đại yêu tiểu long. Kết quả là cuộc sống đau khổ của đám đại yêu tiểu long đã tới. Phương pháp huấn luyện của Kỳ Bỉ Thiên cũng bạo lực giống như nhị nha, đơn giản trực tiếp chính là đánh. Đánh đến chết. Trong giây lát, bên trong Hồng Mông Tháp có từng tiếng kêu rên vang lên. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Sau khi Dương Diệp nhận được tin tức do Kiếm Kinh truyền đến liền lập tức rời khỏi chiến giới, sau đó nhanh chóng chạy về Cổ Kiếm Tông. Ở Cổ Kiếm Tông, khi nhìn thấy Dương Diệp, Kiếm Kinh cùng đám người Cổ Nam nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Dương Diệp chính là trụ cột của Cổ Kiếm Tông, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Lúc trước, Dương Diệp giống như mất tích, khi đó, bọn họ vô cùng sốt ruột. Một khi Dương Diệp gặp chuyện không may, Cổ Kiếm Tông ở trước mặt hồn giáo thật sự không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Dương Diệp thả Yên Nữ ra trước, Yên Nữ không quá hứng thú đối với chuyện của Cổ Kiếm Tông, nàng trực tiếp xoay người đi tìm đám người Minh Nữ. Yên Nữ đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm Kinh trầm giọng nói. Gần đây, Cổ Kiếm Tông ta có đệ tử chết rất ly kỳ. Chết ly kỳ à? Dương Diệp nhíu mày. Người có chi tiết một chút. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Trước đây không lâu, Cổ Kiếm Tông ta có một đệ tử đột nhiên chết thảm, linh hồn hắn không còn, đầu lại được đặt ở dưới chân núi Cổ Kiếm Tông. Đây chỉ là bắt đầu. Sau đó càng lúc càng nhiều đệ tử chết thảm. Cho tới bây giờ đã có 28 đệ tử Cổ Kiếm Tông lặng lẽ chết đi. Bây giờ bên trong Cổ Kiếm Tông, đặc biệt là lòng người ở ngoại môn cùng nội môn đều dao động. Ánh mắt Dương Diệp dần dần lạnh đi, không cần phải nói, đây tuyệt đối là chuyện do hồn giáo làm. Bây giờ, hồn giáo đã bắt đầu ra tay, tuy nhiên bọn họ đổi thành một thủ đoạn khác. Dương Diệp hỏi, trận pháp Cổ Kiếm Tông có khởi động sao? Kiếm Kinh gật đầu. Có khởi động nhưng vẫn không có cách nào, bởi vì cho dù có khởi động trận pháp vẫn có đệ tử chết đi. Cổ Nam trưởng lão tự mình đứng ra chấn giữ,
nhưng cho dù là hắn cũng không có tìm được người ra tay. Điều này rất kỳ lạ. Dương Diệp đang muốn nói. Đúng lúc này, một đệ tử Cổ Kiếm Tông đi vào trong đại điện, khi nhìn thấy Dương Diệp, hắn đầu tiên ngây người, sau đó hành lễ. Ra mắt tổng chủ. Có chuyện gì sao? Dương Diệp hỏi. Tên đệ tử Cổ Kiếm Tông kia trầm giọng nói. Lại có một vị sư huynh chết rồi. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Dẫn ta đi xem. Cứ như vậy, mọi người đi tới dưới chân núi Cổ Kiếm Tông, nơi đó có để một cái đầu cùng thi thể đầm đìa máu, thi thể cùng cái đầu tách rời. Giống như trước đây, linh hồn cũng không còn. Mới xuất hiện sao? Dương Diệp hỏi. Tên đệ tử Cổ Kiếm Tông kia gật đầu. Mới phát hiện ra không lâu. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Lúc này, một lão già xuất hiện ở bên cạnh. Lão già kia là một trưởng lão của Cổ Kiếm Tông, cũng là cường giả chủ cảnh. Hắn vẫn chịu trách nhiệm trấn giữ ở đây. Dương Diệp nhìn về phía lão già lắc đầu. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng dưới kiếm vực, hắn cũng không cảm nhận được gì. Sau một lúc lâu, Dương Diệp chậm rãi nhắm mắt lại. Mọi người nên làm gì thì cứ đi làm đi, chuyện này cứ để cho ta giải quyết. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó xoay người rời đi. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh hỏi. Ngươi biết? Dương Diệp khẽ gật đầu. Biết một chút. Kiếm Kinh khẽ nói. Có nắm chắc không? Dương Diệp cười nói. Thử xem mới biết được. Kiếm Kinh khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Kiếm Kinh rời khỏi, Dương Diệp trở lại động phủ của mình và tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Hắn đi tới trước căn nhà trúc của Kỳ Bỉ Thiên. Lúc này, nàng đang đá cầu. Tuy nhiên, nàng không phải đá đầu người, mà là một quả cầu mây. Sở dĩ không phải đầu người, là bởi vì Dương Diệp nói cho nàng biết, nếu như nàng tiếp tục đá đầu người sẽ dọa đám người Lôi Lâm bỏ chạy mất. Kỳ Bỉ Thiên rõ ràng tương đối để ý Lôi Lâm, bởi vậy nàng bỏ qua việc đá đầu người, lựa chọn đá quả cầu mây do Dương Diệp chuẩn bị cho nàng. Dù sao đều là quả cầu cả. Lôi Lâm lại ngồi ở trên bậc thang bằng trúc, trong lòng nàng ôm một đám tinh hoa lôi. Từ sau khi mảnh lôi chỉ đến, nàng chưa bao giờ thiếu tinh hoa của lôi. Khi nhìn thấy được Dương Diệp tới, ánh mắt Lôi Lâm lập tức sáng lên và vội vàng chạy tới trước mặt hắn. Ca ca! Dương Diệp ôm lấy Lôi Lâm xoay tròn, sau đó cười nói. Lôi Lâm hình như lớn hơn một chút rồi. Lôi Lâm chớp chớp mắt. Thật vậy sao? Dương Diệp đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Lôi Lâm lập tức hôn lên mặt của Dương Diệp lại giật cho hắn chấn động một hồi. Hắn vội vàng thả Lôi Lâm xuống. Mỗi ngày tiểu nha đầu này đều ăn những tinh hoa của lôi, trên người nàng thỉnh thoảng sẽ tự động phát ra tia chớp. Những tia chớp này vẫn có chút khủng khiếp, tuy không nguy hiểm đến tính mạng của hắn, nhưng tuyệt đối không chỉ là gãi ngứa. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì, tiếp tục đá cầu. Dương Diệp cười hì hì đi tới bên cạnh Kỳ Bỉ Thiên. Ngài ở đây có thoải mái không? Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Là có chuyện. Vẻ tươi cười của Dương Diệp cứng đờ, tiểu nữ hài này thoạt nhìn không tim không phổi, thật sự giống nhị nha, nhưng Dương Diệp biết, thật ra nàng đã trưởng thành, còn đặc biệt trưởng thành nữa. Tuy nhiên, nàng cũng giống với nhị nha, chính là rất dễ xúc động. Dương Diệp nghiêm mặt nói, ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Kỳ Bỉ Thiên tiếp tục đá cầu, không nói gì. Dương Diệp lại nói, là như vậy, ta gặp phải một người thần bí, đối phương giết người ở Cổ Kiếm Tông ta, mỗi lần đối phương đều có thể làm được lặng lẽ, hơn nữa cho dù ta sử dụng kiếm vực cũng không cảm giác được đối phương tồn tại. Điều này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, có hai loại khả năng, thứ nhất, thực lực đối phương cao hơn các ngươi rất nhiều. Loại thứ hai, đối phương có công pháp, hoặc bí pháp đặc biệt, hoặc thủ đoạn đặc biệt nào khác. Tuy nhiên, đối phương có thể tránh được vực của ngươi, rõ ràng có khả năng cũng là một loại vực. Vực. Không gian vực. Giờ phút này, Dương Diệp nghĩ đến nữ tử váy đen. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngài biết không gian vực không? Kỳ Bỉ Thiên gật đầu. Dương Diệp lại hỏi. Vậy ngươi có thể, ngài có thể nói một chút về không gian vực này không? Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Tại sao ta phải nói chứ? Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên lại nói. Chuyện xê đám trẻ các ngươi, ta không muốn dính vào. Chuyện đám trẻ các ngươi. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen,
Ở trước mặt nàng, chuyện giữa cổ kiếm tông cùng hồn giáo chính là chuyện của đám trẻ. Dương Diệp đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bây giờ, hắn phát huy đầy đủ quy tắc không biết xấu hổ thì vô địch. Nửa canh giờ trôi qua, Dương Diệp vẫn ở trước căn nhà trúc, một canh giờ trôi qua, hắn vẫn ở trước nhà trúc. Cuối cùng, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi biết đá cầu không? Đá cầu. Dương Diệp chớp chớp mắt, sau đó liền vội vàng gật đầu. Trước biết, ta biết. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Kỳ Bỉ Thiên bắt đầu đá cầu. Bọn họ vừa đá cầu vừa nói chuyện phiếm, lúc đầu nói về chuyện đá cầu, cuối cùng trò chuyện một lát lại tới không gian vực. Cái gọi là không gian vực cũng là một loại vực này lấy vũ trụ ba chiều làm cơ sở, nó được thành lập ở trên không gian vũ trụ ba chiều. Nói một cách đơn giản, người lĩnh ngộ không gian vực có thể tạm thời trốn ra khỏi không gian ba chiều. Mà vực của ngươi bây giờ chỉ có thể bao trùm bên trong mà không cảm giác được bên ngoài của không gian ba chiều. Kỳ Bỉ Thiên vừa đá cầu vừa nói. Dương Diệp nhận lấy cầu do Kỳ Bỉ Thiên đá tới, sau đó không để ý hỏi. Nói như vậy, không gian vực chẳng phải là vô địch à? Vô địch? Kỳ Bỉ Thiên cười lạnh. Một không gian vực nho nhỏ thì vô địch cái gì? Ngươi biết trong tất cả vực, vực nào là lợi hại nhất không hả? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Kiếm vực. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Da mặt ngươi thật dày đấy. Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên dựng một ngón tay lên. Trong tất cả vực, tuyệt đối không có vực mạnh nhất, bởi vì vực mạnh cùng không mạnh được quyết định bởi con người. Người mạnh, cho dù không có vực, hắn cũng có thể chém giết người nắm giữ vực. Cho nên vực mạnh vì người. Nhưng có một vài vực vẫn vô cùng đặc biệt kỳ lạ, nếu như sau này ngươi gặp phải thì vẫn nên cẩn thận sẽ thỏa đáng hơn. Đó là vực gì vậy? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nói. Một loại vực tên là phệ vực, loại vực này có khả năng cắn nuốt, có thể cắn nuốt không gian vũ trụ ba chiều. Tuy nhiên người nắm giữ loại vực này cũng không dám làm loạn. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Kỳ Bỉ Thiên nói. Vũ trụ ba chiều cũng không phải đần độn, sao có thể để cho hắn cắn nuốt như vậy chứ? Dương Diệp hỏi. Chuyện này. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên giẫm một chân làm nổ quả cầu mây dưới chân. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp. Có thể để cho ta nói hết hay không? Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên tiếp tục nói. Ngoại trừ phệ vực còn có một loại vực đặc biệt kỳ lạ, đó thời không vực, có thể nghịch chuyển thời không, làm cho thời gian xuất hiện chảy ngược. Đương nhiên, vực này có chút mơ hồ và khó khống chế, một khi làm không tốt, sẽ làm chảy ngược thời gian của bản thân. Đúng rồi, còn có một loại khác là tử vực, có thể khống chế được linh hồn, một khi thi triển ra vực này, linh hồn ở trong vực sẽ bị nó khống chế. À, còn có một loại nữa là mạng vực, đây là một loại vực đặc biệt có thể giải được mạng, có thể đoán được mạng, có thể đoạt mạng trong vô hình. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Biết vực của ta là gì không? Dương Diệp lắc đầu, tò mò hỏi. Là vực gì vậy? Kỳ Bỉ Thiên nói. Ta không nói cho ngươi biết đâu. Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên thật sự sẽ không nói ra, cố tình làm Dương Diệp tò mò. Trong lòng Dương Diệp giống như một vạn con ngựa đang lao nhanh. Nhìn xuống. Nhìn xuống. Dương Diệp miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Chúng ta trở về chuyện chính đi. Vậy phải làm thế nào để phá được không gian vực này? Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Có thể dùng lực trực tiếp phá hỏng vực của đối phương. Nhưng không tìm được đối phương thì làm thế nào? Dương Diệp lại hỏi. Thật ra, hắn không phải là sợ không gian vực kia, vấn đề là bây giờ người ta không ra, hắn căn bản không có cách tìm được. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Nguyên nhân hắn tìm đến Kỳ Bỉ Thiên thực sự cũng là xem nàng có biện pháp gì có thể tìm ra nữ tử nắm giữ không gian vực này không. Kỳ Bỉ Thiên thả quả cầu xuống và đi tới bậc thang bằng trúc rồi ngồi xuống. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu như đối phương thật sự muốn ẩn nấp thì ngươi rất khó tìm ra được. Dương Diệp im lặng. Thật sự không có cách nào giải quyết sao? Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên lại nói. Tuy nhiên có một phương pháp. Phương pháp gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Ta không nói cho ngươi biết. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác mình sắp phát điên rồi. Có thể có tình nước đục thả câu như vậy không? Bởi vì hắn thật sự đánh không nổi đối phương, nếu không hắn nhất định sẽ đánh sưng mông nàng rồi.
giờ phút này, hắn cảm giác Nhị Nha đáng yêu tới mức nào. Dương Diệp cố bình tĩnh lại, đối xử với người trước mắt này, hắn tuyệt đối không thể cứng rắn được. Hắn cứng rắn lên, nàng sẽ lập tức nổi giận, tới khi đó sẽ không có người nào có thể ngăn cản nàng đâu. Đành phải dỗ thôi. Dương Diệp đi tới trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, cười nói. Chờ đám người Nhị Nha trở về, mọi người chúng ta cùng nhau đá cầu được không? Nhị Nha cũng rất thích đá cầu đấy. Chúng ta còn có thể gọi thêm một số người cùng chơi. Chắc chắn sẽ chơi rất vui. Kỳ Bỉ Thiên suy nghĩ một lát, sau đó nói. Hình như rất không tệ. Dương Diệp vội vàng nói. Chắc chắn rồi, đến lúc đó chúng ta chia ra làm hai đội, sau đó xem bên nào đá tốt hơn. Ngươi thấy thế nào? Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ý nghĩ này cũng được. Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, sau đó khẽ thở dài và ngồi xuống bên cạnh. Kỳ Bỉ Thiên nói. Sao vậy? Dương Diệp khẽ thở dài. Ôi, ta ở bên ngoài có rất nhiều chuyện bận rộn, gần đây có một cường giả thần bí làm ta sứt đầu mẻ chán, ta sợ đến lúc đó không có thời gian đá cầu đâu. Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày. Chính là người có không gian vực kia sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Chính là nàng, ta không có biện pháp nào để bắt nàng cả. Ngươi đúng là ngu ngốc. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói. Ngươi sẽ không phong tỏa không gian này sao? Phong tỏa không gian? Dương Diệp nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Nói vậy là có ý gì? Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Ý là ngươi phong tỏa không gian của các ngươi. Người có không gian vực chỉ là có thể nhảy ra khỏi không gian này trong thời gian ngắn. Nói cách khác, nàng muốn đi vào mảnh không gian này thì không gian này lại có thể xuất hiện sự khác thường. Người khác khó có thể phát hiện ra điều đó dị thường này, nhưng người nắm giữ kiếm vực có thể phát hiện ra. Nơi nào có sự khác thường thì nàng lại ở đó thôi. Nói đến đây, nàng đột nhiên đứng lên. Ngoại trừ phương pháp này, người còn có thể phân tích không gian nơi nàng từng xuất hiện. Phân tích thế nào à? Chính là sử dụng vực của ngươi. Ngươi không làm gì được nàng vậy thì hủy diệt không gian nàng từng xuất hiện. Không gian nơi đó bị nghiền nát, ngươi cảm nhận là có thể lợi dụng nó để cảm giác khí tức của nàng, hiểu chưa? Dương Diệp nhìn Kỳ Bỉ Thiên một hồi lâu, sau đó vỗ vào gáy một cái thật mạnh. Ta hiểu rồi. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu và xoay người rời đi, nhưng khi nàng sắp vào nhà Trúc, đột nhiên lại nói. Đừng quên chuyện đá cầu đấy. Nói xong, nàng trực tiếp bước vào nhà Trúc. Dương Diệp lại vội vàng ra khỏi Hồng Mông Tháp. Cổ Kiếm Tông. Trong lúc Dương Diệp ở bên trong Hồng Mông Tháp, Cổ Kiếm Tông lại có mấy đệ tử chết thảm. Cũng giống như trước đây, những đệ tử này bị phân thây ở chân núi Cổ Kiếm Tông. Không thể không nói, chuyện này đã được truyền khắp Cổ Kiếm Tông. Các đệ tử Cổ Kiếm Tông không sợ trực tiếp liều mạng cùng cường giả hồn giáo. Nhưng thứ không biết mới là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ thậm chí còn không nhìn thấy kẻ địch. Dần dần, bên trong Cổ Kiếm Tông đã xuất hiện khủng hoảng. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp liền lợi dụng vạn giới đổ bao phủ cả Cổ Kiếm Tông, sau đó lại lợi dụng kiếm vực che phủ cả Cổ Kiếm Tông. Chấn động không gian. Giống như Kỳ Bỉ Thiên đã nói, bây giờ hắn đang tìm không gian bị chấn động. Trong cả Cổ Kiếm Tông, chỉ cần bất kỳ một chỗ nào không gian có chút dao động. Hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Sau một canh giờ, khóe miệng Dương Diệp đột nhiên nhếch lên, trong phút chốc, hắn trực tiếp biến mất. Ở một chỗ nơi ở của đệ tử nội môn, Dương Diệp từ trong không trung xuất hiện, mà lúc này, trong viện kia đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Tay phải của Dương Diệp vung lên, cửa phòng trực tiếp bị mở ra. Mà ở bên trong, một đệ tử Cổ Kiếm Tông đã đầu thân tách rời. Bên trong gian phòng không có một bóng người. Khóe miệng Dương Diệp cong lên có phần dữ tợn, hắn chợt giẫm mạnh chân phải, ầm. Trong nháy mắt vị trí mảnh không gian này trực tiếp nổ tung ra và hóa thành hố đen không gian tối tăm. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, rất nhanh, thân hình hắn lắc một cái và lập tức biến mất. Trong hố đen không gian tối tăm có một đường kiếm quang chợt lóe lên. Ầm. Trong hố đen không gian dường như có thứ gì đó bị xé rách. Rất nhanh liền có một bóng người xuất hiện. Đó chính là nữ tử váy đen hồn giáo nắm giữ không gian vực. Nữ tử váy đen hồn giáo nhìn chằm chằm Dương Diệp. Sao ngươi có thể phát hiện ra ta chứ? Dương Diệp liếc nhìn nữ tử váy đen. Ta đoán không nhầm, quả thật là ngươi. Nữ tử váy đen cười lạnh,
Người phát hiện ra thì thế nào chứ? Vừa dứt lời, nàng dần dần trở nên mờ ảo. Người còn muốn trốn à? Dương Diệp cười lạnh, trong phút chốc, một lực lượng cường đại bao phủ xung quanh. Đó chính là kiếm vực này. Thoáng cái, từng kiếm quang chém ngang dọc nơi đây. Mấy đường kiếm quang gần như đều tấn công, mục đích là nghiền nát mọi thứ ở đây, bao gồm cả không gian vật chất ám. Bởi vì nữ tử váy đen có thể nhảy ra ngoài không gian vũ trụ ba chiều, nhưng không có năng lực bước vào không gian tứ duy. Nói cách khác, cuối cùng đối phương vẫn phải về không gian vũ trụ ba chiều này. Bây giờ, mục đích hắn tấn công chỉ có một, đó chính là không quan tâm ngươi ở không gian nào, lão tử đều chém hết không sai được. Quả nhiên, sau khi Dương Diệp điên cuồng hủy diệt, nữ tử váy đen đột nhiên ra tay, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một ánh sáng màu đen kỳ lạ. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Không gian trước mặt hắn đột nhiên sôi trào, từng đợt sóng tối đen chấn động về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, Dương Diệp còn cảm nhận được một áp lực. Một áp lực mạnh mẽ đến từ không gian xung quanh. Mà không gian này rõ ràng cũng không phải là không gian ba chiều, phải nói là không hoàn toàn là không gian ba chiều mà còn có chút gì đó của không gian khác. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Chấn áp. Lúc này, hắn đang lợi dụng kiếm vực liều mạng chấn áp không gian xung quanh. Ở dưới sự chấn áp của hắn, những không gian xung quanh dần dần yên tĩnh lại. Nhưng lực lượng kia vẫn còn. Hai loại vực giao phong. Nữ tử váy đen ở trong tối, Dương Diệp ở ngoài sáng. Bọn họ cứ rằng coi như vậy không biết bao lâu, Chu Bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên rời khỏi vỏ, sau đó bay tới chém. Suy. Một chém này, ở đó lập tức vang lên tiếng xé gió đầy chói tai. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, mảnh không gian vật chất ám đột nhiên muốn nổ tung lên, mà Dương Diệp cùng nữ tử váy đen ở trung tâm của không gian này đều bị lực lượng trùng kích mãnh liệt. Hai người trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng. Mà giờ phút này, hai người đã ở trên không trung của Cổ Kiếm Tông. Khóe miệng nữ tử váy đen đã tràn ra một tia máu tươi. Lúc này, nàng muốn trốn nhưng căn bản không có khả năng. Bởi vì ở phía dưới ngoại trừ cường giả Cổ Kiếm Tông còn có bốn nữ tử. Chính là bốn người minh nữ. Lúc này, bốn người đều đang nhìn chằm chằm vào nàng. Trước khi Dương Diệp ra hiệu, các nàng sẽ không nhúng tay cuộc chiến giữa hai người, nhưng nếu như nữ tử váy đen muốn chạy trốn, các nàng nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Xung quanh ngoại trừ có vạn giới đồ cùng kiếm vực của Dương Diệp phong tỏa, còn có kết giới thần bí của giới nữ phong tỏa. Phong tỏa toàn diện chỉ không để cho nữ tử váy đen này chạy trốn. Không gian vực khác với kiếm vực, tác dụng của nó nhiều tới mức kỳ lạ, đặc biệt ở trên phương diện lẩn trốn và ẩn nấp. Trước đó, nếu như không phải nữ tử váy đen tự mình ra tay lần nữa, cho dù hắn dùng kiếm vực bao trùm Cổ Kiếm Tông, sợ rằng cũng khó có thể tìm được đối phương. Đối phương vẫn không có hành động, chắc chắn sẽ không có bất kỳ dao động không gian nào. Đáng tiếc, nữ tử váy đen quá mức tự tin vào mình và không gian vực của mình. Biết rõ Dương Diệp thi triển ra kiếm vực tìm nàng, còn quyết định muốn ra tay. Trên không trung Cổ Kiếm Tông, nữ tử váy đen lạnh lùng liếc nhìn đám người phía dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, châm chọc nói. Diệp đại tông chủ muốn vây đánh sao? Vây đánh? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Giết ngươi thì phải cần vây đánh sao? Nữ tử váy đen cười lạnh. Như vậy đi, chúng ta một đấu một, sống chết tự chịu trách nhiệm, thế nào? Một đấu một. Dương Diệp khẽ cười. Được, ta một đấu một với ngươi. Nhưng bất kể thế nào, hôm nay ngươi cũng không rời khỏi Cổ Kiếm Tông được. Đầu của ngươi dùng để tế cho những huynh đệ đã chết. Ngươi muốn đầu ta sao? Trên mặt nữ tử váy đen cười lạnh, nàng chỉ vào đầu mình. Cái đầu tốt này lại ở đây, nếu như Diệp đại tông chủ có bản lĩnh thì cứ tới lấy đi. Nữ tử váy đen vừa dứt lời, Dương Diệp liền trực tiếp biến mất. Suy! Ở trên không trung Cổ Kiếm Tông đột nhiên bị một đường kiếm quang cắt. Qua! Kiếm ý cường đại cùng kiếm quang chấn động phía chân trời. Trên không trung Cổ Kiếm Tông, cơ thể nữ tử váy đen dần dần trở nên mờ ảo, trong phút chốc, không gian xung quanh nàng lập tức sôi trào, thoáng cái, một sóng công kích với lực lượng cường đại chấn động ra. Lúc này, kiếm đã tới. Suy! Trên không trung Cổ Kiếm Tông, một tiếng nổ lớn chói tai vang lên. Ngay sau đó, mảnh không gian kia bị nghiền nát dưới một kiếm này.
Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đó chính là nữ tử váy đen. Dùng lực phá vực. Dương Diệp lựa chọn dùng lực phá không gian vực của nữ tử này. Bất kỳ vực nào bao gồm vực của bản thân hắn đều có thể bị mạnh mẽ phá hủy, chỉ cần lực lượng đủ cường đại. Lúc này Dương Diệp hắn đã đạt được ngũ giới, các phương diện đều được nâng cao, lại cộng thêm hắn đang nắm thanh siêu thần khí chu này, bởi vậy khi hắn sử dụng toàn lực muốn phá hỏng không gian vực này, cũng không mấy khó khăn. Một kiếm phá vực. Trên không trung cổ kiếm tông, nữ tử váy đen bay ra ngoài mấy trăm trượng mới ngừng lại, lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt, máu tươi văng ra khắp nơi. Vực bị ép là một chuyện gây tổn thương rất lớn. Nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người mạnh hơn so với trước. Vẫn là mạnh hơn. Trước đây nàng đã giao đấu cùng Dương Diệp. Khi đó, tuy thực lực của hắn không tệ, nhưng cũng không mạnh mẽ như bây giờ. Dương Diệp căn bản lười nói nhảm cùng nàng, lắc người và trực tiếp lao vọt về phía nữ tử váy đen. Một kiếm. Không gian trước mặt Dương Diệp trực tiếp bị nghiền nát, nữ tử váy đen lại bay ngược ra ngoài. Nàng ta trực tiếp bay ra ngoài cổ kiếm tông. Tuy nhiên vẫn còn ở bên trong vạn giới đồ. Nhưng vạn giới đồ căn bản không nhốt được nữ tử váy đen này, đối phương lại nắm giữ không gian vực. Mà nữ tử váy đen này cũng không liều mạng cùng Dương Diệp, trong nháy mắt đó, thân hình nàng trực tiếp lóe lên, lợi dụng bước nhảy không gian để bỏ chạy về phía chân trời. Dương Diệp sao có thể chấp nhận buông tha nàng được? Ở bên thắt lưng của Dương Diệp có hai thanh kiếm bay ra. Cuối chân trời, theo hai đường kiếm quang bay qua, nữ tử váy đen kia bị ép phải ngừng lại. Lúc này, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Trong phút chốc, một thanh kiếm chém xuống. 13 kiếm vực chồng chất. Một kiếm này vừa ra, vào giờ phút này không gian trực tiếp vỡ vụn. Đồng tử của nữ tử váy đen đột nhiên co lại, một kiếm này trực tiếp làm không gian xung quanh vỡ vụn, tương đương với phá hỏng nền tảng không gian vực của nàng. Tuy nhiên, nữ tử váy đen tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hai mắt của nữ tử váy đen nhắm lại, trong phút chốc, cơ thể nàng trực tiếp nổ tung ra, thoáng cái, một lực lượng linh hồn cường đại giống như thủy triều bạo phát ra. Lực lượng linh hồn cường đại này lập tức chấn động, đẩy Dương Diệp ra. Nữ tử váy đen cũng không tiếp tục ra tay, mà xoay người bỏ chạy về phía chân trời. Một đòn vừa rồi là do một đòn mạnh nhất khiến nàng phải trả giá bằng cả cơ thể mình. Cơ thể vỡ vụn, chỉ còn linh hồn, bây giờ nàng căn bản không có khả năng được chiến thắng được siêu thần khí trong tay của Dương Diệp. Chạy trốn. Nữ tử váy đen không muốn liều chết, mạng sống mới là quan trọng nhất. Đáng tiếc, nàng quên mất đây là phạm vi của cổ kiếm tông, khi nàng vừa quay người trốn còn chưa tới trăm trượng, một nữ tử đã xuất hiện ở trước mặt. Người này chính là Minh Nữ. Minh Nữ nhìn nữ tử váy đen. Không phải ngươi muốn một đấu một sao? Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Minh Nữ. Những lời gạt người mà ngươi cũng tin à? Vừa dứt lời, nàng trực tiếp bóp nát một bùa chú màu đen. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể của nữ tử váy đen phát ra ngoài, rất nhanh, một cái bóng mờ ảo xuất hiện phía trước. Nữ tử váy đen lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Minh Nữ. Chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp mặt. Vừa dứt lời, nàng xoay người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Minh Nữ cùng Dương Diệp vừa muốn ra tay, đột nhiên, cái bóng mờ ảo kia đột nhiên giơ hai tay lên. Không trung phía chân trời trực tiếp xoay tròn một cách kỳ lạ, ngay sau đó, từng lực lượng linh hồn cường đại bạo phát ra. Giờ phút này, tất cả cổ kiếm tông đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu như không phải kiếm kinh vội vàng khởi động trận pháp, giờ phút này sợ rằng cổ kiếm tông đã trực tiếp bị uy lực còn sót lại của lực lượng cường đại này đập nát. Cứ rằng coi như vậy gần nửa khắc, không trung mới dần dần yên tĩnh lại. Lúc này, Dương Diệp cùng Minh Nữ đứng bên nhau. Tình hình của cả hai đều không quá tốt, đặc biệt là hắn, cơ thể hắn đã dạn nứt thành hình mạng nhện. Minh Nữ có chút đỡ hơn một chút, bởi vì vừa rồi nàng đứng ở phía sau của hắn. Qua rất lâu, cơ thể Dương Diệp dần dần khôi phục lại bình thường, hắn quay đầu lại nhìn về phía Minh Nữ. Không sao chứ? Minh Nữ khẽ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Cái bóng mờ ảo nơi đó đã biến mất. Minh Nữ nói. Bản thể của cái bóng kia còn mạnh hơn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bản thể của cái bóng mờ ảo kia có khả năng chính là giáo chủ hồn giáo. Cho dù không phải cũng tuyệt đối là một người đặc biệt khủng khiếp. Nước hồn giáo này vẫn rất sâu.
Hai người trở lại Cổ Kiếm Tông, Dương Diệp trở lại động phủ của mình, chuyện bên ngoài đều do Kiếm Kinh cùng Cổ Nam trưởng lão quản lý. Trong động phủ, Dương Diệp trở lại bên trong Hồng Mông Tháp. Lần này, hắn cảm giác mình vẫn còn chưa đủ, phải nói, hắn cần phải mạnh hơn nữa. Dương Diệp đi tới trước nhà Trúc tìm Kỳ Bỉ Thiên, lúc này, nàng không đá cầu mà đang chơi cờ năm quân cùng Lỗi Lâm. Mỗi người năm quân cờ, hai người chơi vui vẻ tới quên cả trời đất. Nhìn thấy Dương Diệp tới, Lỗi Lâm rất vui vẻ, trực tiếp bỏ lại quân cờ và chạy tới trước mặt hắn, kéo tay hắn với vẻ rất thân thiết. Kỳ Bỉ Thiên bất mãn liếc nhìn Dương Diệp, sao người này lại phiền thế chứ? Làm phiền mình chơi trò chơi. Dương Diệp khẽ xoa đầu Lỗi Lâm, sau đó dẫn theo nàng đi tới trước mặt Kỳ Bỉ Thiên và cười nói. Các ngươi tiếp tục chơi đi, tiếp tục chơi đi. Hắn biết mình tuyệt đối không thể quấy nhiễu, làm giảm hứng thú của Kỳ Bỉ Thiên. Người này làm việc hoàn toàn là dựa vào tâm trạng, tâm tình tốt thì nàng bằng lòng nói chuyện, bằng lòng giúp đỡ. Nếu tâm tình không tốt, tất cả đều không bàn nữa, có lẽ còn phải chịu đòn. Lỗi Lâm lại ngồi ở đối diện Kỳ Bỉ Thiên. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên kinh ngạc nói, oa, cờ năm quân, các ngươi lại có thể biết chơi cờ năm quân à? Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi cũng biết chơi sao? Dương Diệp nghi lê mặt nói. Đương nhiên, ta cho ngươi biết, năm đó khi chưa bước lên con đường tu hành này, ước mơ của ta là trở thành một người chơi cờ vĩ đại. Hơn nữa, CTA còn muốn tham gia một cuộc thi đấu lớn về cờ năm quân được tổ chức ở thế giới kia của chúng ta. Thật đáng tiếc, sau đó vì sinh tồn, ta không thể không bước lên cóc đường tu hành này, ôi! Trận thi đấu cờ năm quân à? Kỳ Bỉ Thiên chớp chớp mắt. Chính là để cho rất nhiều người đều tới chơi cờ sao? Dương Diệp gật đầu. Đúng vậy. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Điều này đúng là thú vị thật. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Đương nhiên, ta thấy ngươi lợi hại như vậy, chúng ta tới chơi ván tiếp theo nhé. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Tới đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu chơi cờ cùng Kỳ Bỉ Thiên. Hai người chơi phải gọi là kinh thiên động địa, quỷ thần đều khiếp sợ. Ban đầu, hai người chơi tới trời đất xám xịt, nhưng lần nào vào lúc quan trọng nhất, Dương Diệp sẽ đi sai một nước cờ và thua Kỳ Bỉ Thiên. Mỗi lần đến lúc này, Kỳ Bỉ Thiên sẽ cười giống như một đứa bé. Cuối cùng, sau khi thua 8 lần, Dương Diệp ủ rũ cúi đầu ngồi xuống một bên. Mà Lỗi Lâm lại chớp chớp mắt, nàng luôn cảm giác có điều gì đó không thích hợp, bởi vì tiểu Kỳ tỷ tỷ chơi cờ rất kém. Thậm chí còn thua cả nàng. Chẳng lẽ mình rất lợi hại sao? Lỗi Lâm nghĩ đến đây thì vô cùng cao hứng. Nhìn thấy dáng vẻ Dương Diệp ủ rũ cúi đầu, Kỳ Bỉ Thiên an ủi. Đừng như vậy nữa, ngươi cũng rất lợi hại rồi. Dương Diệp khẽ thở dài. Không lợi hại bằng ngươi. Kỳ Bỉ Thiên cười, vẻ tươi cười đặc biệt rạng rỡ, trên mặt hoàn toàn không che giấu sự đắc ý. Dường như không đành lòng đả kích Dương Diệp, nàng vội vàng nhịn cười và tiếp tục an ủi. Thiên phú của ngươi thật sự không tệ, nếu như tiếp tục cố gắng thì vẫn có hy vọng chiến thắng ta. Dương Diệp ngồi dậy, sau đó nói. Ngươi nói không sai, ta phải tiếp tục cố gắng, nào, chúng ta tiếp tục chơi. Kỳ Bỉ Thiên dĩ nhiên rất bằng lòng rồi. Vì vậy, hai người lại bắt đầu cuộc chém giết khó phân, đến cuối cùng, Dương Diệp lại, đi sai một nước cờ thua. Lần này Dương Diệp không nổi giận, tiếp tục chơi cùng Kỳ Bỉ Thiên, nhưng đều thua. Kỳ Bỉ Thiên đã cười muốn nở hoa rồi. Không biết hai người chơi đến ván thứ mấy, Dương Diệp đột nhiên thờ ơ nói. Tiểu Kỳ, có thể giúp ta một chuyện được không? Trong lúc đánh cờ, quan hệ của hai người bọn họ càng gần hơn. Trước gọi là tiền bối, Kỳ Bỉ Thiên cảm thấy tiếng xưng hô này không dễ nghe, cho nên trực tiếp bảo hắn gọi là Tiểu Kỳ. Tâm tình Kỳ Bỉ Thiên rất tốt, không hề nghĩ ngợi nói. Giúp chuyện gì chứ? Dương Diệp lấy ra thanh kiếm chu và đặt ở bên cạnh bàn cờ, sau đó tùy ý nói. Là như vậy, thanh kiếm này bị người phong ấn nên lực lượng của nó không thể hoàn toàn phá ra được, thực lực của ta rất yếu không thể giải phong được. Ngài có thể giải phong giúp ta được không? Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy khó xử thì thôi quên đi, chúng ta tiếp tục chơi cờ. Hắn lén nhìn Kỳ Bỉ Thiên với vẻ khẩn trương. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn thanh kiếm kia khoảng một hơi thở, sau đó tiếp tục chơi cờ. Tiểu Dương, thanh kiếm này của ngươi không tệ lắm. Dương Diệp khiêm tốn nói. Làm gì có chứ,
cũng chỉ là thanh kiếm không đặt được lên mặt bàn thôi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Chu đột nhiên bắt đầu chấn động, dường như đang biểu đạt sự bất mãn. Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên lại nhìn thanh kiếm kia. Cũng còn tạm được. Nàng hạ quân cờ xuống, sau đó cười hì hì. Ngươi lại thua rồi. Gương mặt Dương Diệp lập tức chán nản, ủ rũ, giống như bị chủ cảnh đánh bại vậy. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thấy cũng không đành lòng, nàng cầm Chu, sau đó nói. Nào, để ta giúp ngươi giải phong. Nói xong, nàng khép ngón tay và điểm một cái vào chuôi của thanh kiếm Chu. Một kiếm ý cùng kiếm quang cường đại đột nhiên bạo phát ra. Kiếm ý cùng kiếm quang bạo phát ra, nhưng chẳng bao lâu, bàn tay nhỏ bé của Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng lao qua, luồng kiếm ý cùng kiếm quang cường đại này liền trực tiếp biến mất. Ngón tay của Kỳ Bỉ Thiên vẫn đặt trên thân kiếm của Chu. Chu run rẩy mãnh liệt. Qua một hồi lâu, Chu mới dần dần bình tĩnh lại. Sao? Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên kinh ngạc. Có chút thú vị. Gì cơ? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nói. Thực lực người phong ấn thanh kiếm này của ngươi cũng tạm được. Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên cầm lấy thanh chu này nhìn một chút, sau đó nói. Ta đã giải phong ấn của thanh kiếm này, tuy nhiên, vẫn có một phần không giải phong được. Bây giờ nó chỉ có 9 phần uy lực thôi. Còn một phần cuối cùng thì sao? Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Có thể cũng giải phong luôn không? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Không thể. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Kỳ Bỉ Thiên chỉ vào chỗ mũi kiếm của Chu, nơi đó đã bị gãy nửa đoạn. Chỗ này là nơi uy lực lớn nhất của thanh kiếm này, phong ấn ở đây không phải là chủ nhân của nó. Vậy là ai? Dương Diệp hỏi. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Không biết, hơn nữa. Ta cảm giác được đối phương không chỉ phong ấn nó, còn bẻ gãy mũi thanh kiếm này. Nếu như mũi kiếm còn, nó cũng có chút lợi hại. Nhưng bây giờ nó quy là một thanh kiếm nát bình thường thôi. Tuy nhiên, cho ngươi sử dụng cũng tạm được, chứ nếu như cho ta sẽ không cần. Vật này có cấp quá thấp. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, người này có biết nói chuyện hay không hả? Có cần tổn thương người khác như thế không? Ta nhịn. Kỳ Bỉ Thiên bỏ thanh kiếm lên bàn. Ta có thể giải phong cho ngươi một phần cuối cùng, nhưng lực lượng chủ yếu của thanh kiếm này ở chỗ mũi kiếm, nếu như ta giải phong nó, ngươi sẽ không khống chế được nó. Đến lúc đó, kiếm mạnh hơn người, ngươi có thể sẽ rất thảm đấy. Kiếm mạnh hơn người. Dương Diệp cầm lấy thanh chu này, lập tức có cảm giác khác hẳn. Nhưng hắn cũng nói không được là khác ở chỗ nào. Tuy nhiên, kiếm này hiển nhiên phải mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Phải nói là bây giờ hắn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Dương Diệp thu hồi kiếm vào, sau đó nói. Nào nào, chúng ta tiếp tục chơi cờ đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Kỳ Bỉ Thiên lập tức nở nụ cười. Ngay từ lúc đầu nàng còn tưởng rằng Dương Diệp vì tìm nàng giúp mới đến chơi cờ với nàng. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy hắn nhất định là thật sự thích chơi cờ. Tiểu Dương người này cũng không tệ lắm. Đây là suy nghĩ của Kỳ Bỉ Thiên bây giờ. Cứ như vậy, Dương Diệp ở bên trong Hồng Mông Tháp chơi cờ cùng Kỳ Bỉ Thiên một canh giờ, trong lúc đó, hắn sẽ không để ý hỏi một vài chuyện. Nói chung, sau mấy ván cờ này, hắn thu hoạch được rất lớn. Cuối cùng, khi nhìn thấy được Kỳ Bỉ Thiên không muốn chơi tiếp, Dương Diệp vội vàng nói hôm khác lại chơi tiếp, Kỳ Bỉ Thiên vui vẻ đáp ứng. Cứ như vậy, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp lau mồ hôi. Cuộc sống này thật sự mệt mỏi. Còn mệt hơn cả đại chiến 300 hiệp với người khác nữa. Trong động phủ, Dương Diệp nhìn về phía Chu trong tay, trên thân kiếm Chu có một tia kiếm quang đang di chuyển, nhưng khi nó tới chỗ mũi kiếm sẽ quay lại. Dương Diệp im lặng một lát, trong phút chốc, kiếm ý tràn vào trong Chu. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng trong cả cổ kiếm tông. Giờ phút này, tất cả kiếm tu đều quay đầu lại nhìn về phía động phủ của Dương Diệp. Trong động phủ, Chu trong tay Dương Diệp chấn động kịch liệt, dường như muốn đâm rách bầu trời. Nó muốn lộ ra sự sắc bén của mình. Nếu như trước đó thanh kiếm này có chút trầm lặng, vậy bây giờ nó đã lộ ra sự sắc bén của mình, muốn đâm phá trời cao. Ngoài việc đó ra, hắn còn phát hiện, bây giờ khi hắn cầm thanh kiếm này lại có phần tốn sức. Tốn sức. Trong lòng Dương Diệp chấn động, rõ ràng, thanh kiếm này đã bắt đầu dần dần hiện ra ánh sáng sắc bén bốn có của mình.
Cũng may là Kỳ Bỉ Thiên không hoàn toàn giải phong thanh kiếm này, nếu không, hắn có khả năng thật sự không khống chế được. Mà một khi kiếm mạnh hơn người sẽ chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Dương Diệp thu kiếm vào và rời khỏi động phủ của mình, đi tới trong điện nghị sự của Cổ Kiếm Tông. Trong điện chỉ có hai người, Kiếm Kinh cùng Cổ Nam. Dương Diệp ngồi xuống, hỏi. Hồn giáo gần đây có động tĩnh gì không? Kiếm Kinh gật đầu. Có, ở trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Cổ Kiếm Tông chúng ta đã xuất hiện kết giới thần bí. Kết giới thần bí? Dương Diệp nhíu mày. Kết giới nào vậy? Kiếm Kinh lắc đầu. Ta còn không biết, ngươi đi xem thử xem. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó cùng hai người rời khỏi đại điện và đi tới bên ngoài Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, cách Cổ Kiếm Tông ngàn dặm là một màu tối đen. Hắn nhìn lướt qua một vòng, phát hiện xung quanh Cổ Kiếm Tông lại giống như bị một cái vòng đen bao vây. Dương Diệp khẽ nói, bọn họ muốn phong tỏa Cổ Kiếm Tông chúng ta. Kiếm Kinh gật đầu, bọn họ muốn phong tỏa chúng ta, không cho người của chúng ta ra ngoài. Hơn nữa, trực giác nói cho ta biết, bọn họ dường như đang đợi. Đợi à? Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh gật đầu. Bọn họ tuyệt đối là đang đợi, chỉ có điều ta không biết bọn họ đang chờ cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, một khi đến giờ, bọn họ sẽ phát động cuộc tấn công mãnh liệt nhất. Trong không trung, Dương Diệp nhìn những cái vòng màu đen kia, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên lấy ra Chư Thiên Ấn. Chư Thiên Ấn chậm rãi phóng lên trên không trung, trong phút chốc, một lực lượng thần bí mạnh mẽ từ trong Chư Thiên Ấn chấn động ra. Chư Thiên Ấn có thể phá bất kỳ kết giới cùng trận pháp nào, tuy nói là nói vậy, nhưng Chư Thiên Ấn phát ra lực lượng còn chưa tới gần những cái vòng màu đen kia liền trực tiếp bị một lực lượng cường đại phá nát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày. Đó là thứ gì vậy? Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp bấm tay bắn ra, một kiếm quang xẹt qua phía chân trời và trực tiếp tiến vào trong những vòng đen này. Nhưng sau khi đường kiếm khí tiến vào lại tuyệt đối không gây ra bất kỳ chấn động nào. Một chút dao động cũng không có. Cái quỷ gì vậy? Dương Diệp nhíu mày, hắn lại phát động ra Chư Thiên Ấn. Chư Thiên Ấn trực tiếp hóa thành dải sáng lao về phía vòng màu đen, nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Hắn vội vàng thu lại Chư Thiên Ấn. Bởi vì lúc Chư Thiên Ấn bay qua, những vòng đen này đột nhiên ép lại. Ngay sau đó, một cái rùi màu đen từ trong đó chui ra. Siêu thần khí. Hắn đã từng tiếp xúc với cái rùi này. Đối phương thiếu chút nữa đã trực tiếp phá vỡ Chư Thiên Ấn của hắn. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh trầm giọng nói. Có siêu thần khí chấn giữ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Xem ra bọn họ thật sự nghiêm túc rồi. Tới đi, để cho ta xem thử là món siêu thần khí đó lợi hại, hay là siêu thần khí của ta lợi hại hơn. Hắn lại muốn qua, nhưng bị Kiếm Kinh ngăn lại. Kiếm Kinh lắc đầu. Ngươi đừng đi mạo hiểm. Cổ Nam cũng nói. Kiếm Kinh nói rất đúng, không nên tùy tiện đi mạo hiểm. Bây giờ ngươi có liên quan tới tất cả Cổ Kiếm Tông chúng ta. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, Cổ Kiếm Tông chúng ta thật sự không đánh lại được bọn họ. Dương Diệp liếc nhìn vòng sáng màu đen, phía xa trong đó quả thật khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Xem ra lần này hồn giáo đã thật sự muốn tới rồi. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Không gian ở trước mặt hắn đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, một ảo ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, kiếm ý trên thân chấn động ra, trực tiếp bao phủ lấy ảo ảnh kia. Dương Tông Chủ không cần ra tay. Ảo ảnh kia đột nhiên nói. Tại hạ không phải là người của hồn giáo. Dương Diệp liếc nhìn ảo ảnh này, sau đó thu hồi kiếm ý. Ảo ảnh này ôm quyền nói với Dương Diệp. Tại hạ người của Tử Thị Hoang tộc ra mắt Dương công tử. Tử Thị Hoang tộc. Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó nói. Ngươi là người của hoang tộc sao? Ảo ảnh này khẽ gật đầu. Thiếu tộc trưởng Tử Thị Hoang tộc bảo tại hạ tới thăm hỏi Dương Tông Chủ, tất cả có mạnh khỏe không? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không phải rất tốt. Tử Thị Hoang tộc nói. Có phải bởi vì chuyện của hồn giáo không? Dương Diệp gật đầu. Người của Tử Thị Hoang tộc nói. Chúng ta có thể đổi tới một nơi khác nói chuyện không? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo người của Tử Thị Hoang tộc đi tới động phủ của mình. Dương Diệp liếc nhìn người trước mặt. Sao Ngô Y lại chạy tới nơi này? Tử Thị Hoang tộc nói. Tuy hoang tộc ta không ở Vĩnh Hằng Quốc,
nhưng vẫn biết được một chút về tất cả mọi thứ nơi đây. Sau khi thiếu tộc trưởng biết tình cảnh của Dương công tử liền bảo ta lập tức tới đây. Ngươi tới giúp ta sao? Ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Người của tử thị hoang tộc lắc đầu. Là bảo Dương công tử rời khỏi cổ kiếm tông. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Tử thị hoang tộc nói. Dương công tử, hồn giáo cũng không đơn giản, bọn họ cắn nuốt cổ kiếm tông không phải vì chuyện cá nhân bọn họ mà là chuyện của cả Vĩnh Hằng Quốc. Nói một cách đơn giản chính là những người đứng đầu Vĩnh Hằng Quốc đã đồng ý, việc cắn nuốt cổ kiếm tông phù hợp với ích lợi của bọn họ, cũng là để đối đầu với hoang tộc ta. Cho nên, bọn họ sẽ không dừng tay. Nếu cần thiết, những người phía trên cùng của Vĩnh Hằng Quốc sẽ đích thân ra tay trợ giúp hồn giáo. Ngươi tiếp tục ở lại chỗ này thì chẳng khác nào đang chống lại tất cả Vĩnh Hằng Quốc. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Các ngươi biết bao nhiêu về hồn giáo? Người của tử thị hoang tộc do dự một lúc, sau đó nói. Chúng ta biết một ít, đây là một tổ chức thần bí, bọn họ đã từng động tới quyền lợi của một vài người trong Vĩnh Hằng Quốc, cho nên bị trừng phạt, sau đó bọn họ co đầu rút cổ lại. Nhưng lần này bọn họ thông minh ra, liên kết với vài thế lực, cho nên bọn họ có thể xuất hiện trên đời, hơn nữa còn thuyết phục những thế lực khác phân chia cổ kiếm tông. Dương công tử, thiếu tộc trưởng có nói, phải bảo Dương công tử lập tức rời khỏi cổ kiếm tông. Đừng tới dính vào vũng nước đục này. Nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục. Trong động phủ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ngươi trở lại nói với hắn, ta xin nhận tấm lòng. Người của tử thị hoang tộc do dự một lúc, sau đó khẽ thở dài. Hắn lấy ra cuốn sách cuộn cùng một cái màu đen lệnh bài đặt ở trước mặt Dương Diệp. Thiếu tộc trưởng nói, nếu như Dương công tử không rời đi thì giao cái này lại cho công tử, nói chừng có thể giúp đỡ một chút. Từ biệt. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở trong động phủ. Dương Diệp im lặng nhìn hai vật trước mắt. Dương Diệp mở ra quyển trục này, bên trong là một ít tổ chức bí mật của hoang tộc ở Vĩnh Hằng Quốc. Những tổ chức bí mật này là người của hoang tộc ở lại Vĩnh Hằng Quốc từ rất sớm. Những tổ chức bí mật này bình thường không dính vào bất kỳ chuyện gì của Vĩnh Hằng Quốc, chỉ nghe theo lệnh của hoang tộc, cũng chỉ phục vụ cho hoang tộc. Mà bây giờ, Dương Diệp cũng có thể điều khiển. Bởi vì trước mặt hắn có lệnh bài màu đen, đó là hoang tộc lệnh, thấy lệnh giống như thấy thiếu tộc trưởng. Nhìn hoang tộc lệnh trước mắt, Dương Diệp cảm thấy ấm lòng, hắn không từ chối ý tốt này, bởi vì bây giờ hắn thật sự rất cần sự giúp đỡ. Sau khi Dương Diệp thu hồi lệnh bài cùng quyển sách cuộn liền rời khỏi động phủ của mình. Bên trong cổ kiếm tông. Khi Dương Diệp xuất hiện, tất cả cổ kiếm tông giống như có chỗ dựa, dần dần bình tĩnh lại. Nhưng bầu không khí trong cả cổ kiếm tông vẫn rất khẩn trương. Bởi vì lúc này, tất cả đệ tử cổ kiếm tông đã biết cổ kiếm tông đã bị hồn giáo phong tỏa. Bây giờ, đệ tử cổ kiếm tông không thể đi ra ngoài, chỉ có thể chờ ở đây. Chậm rãi chờ. Rất nhiều đệ tử cổ kiếm tông vẫn tương đối mơ hồ về tương lai. Thật ra, Dương Diệp cũng vậy. Dương Diệp đi tới trước chính điện của cổ kiếm tông, đứng trước một bức tượng lớn. Bức tượng này là hình một nam tử trung niên cầm trường kiếm trong tay. Nam tử này chính là người sáng lập cổ kiếm tông. Về phần người sáng lập này tên gì, thực lực thế nào, hắn đều không biết. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, đừng nói đệ tử cổ kiếm tông bây giờ, cho dù là kiếm kinh cũng không biết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết. Bên cạnh Dương Diệp, kiếm kinh khẽ nói. Nghe đồn năm đó, người này đạp khắp vạn giới, dung hợp trường phái kiếm đạo của vạn giới. Sau đó sáng tạo ra kiếm đạo của mình. Vì không để cho kiếm tu không có chỗ đứng, hắn sáng tạo ra kiếm tông, khai tông lập nghiệp, đáng tiếc là sau đó không biết có chuyện gì xảy ra, thời đại thượng cổ hoàn toàn mất hết ghi chép. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Có phải Kỳ Bỉ Thiên bên trong Hồng Mông Tháp sẽ biết nhiều hơn về chuyện thời đại đó hay không? Kỳ Bỉ Thiên. Dương Diệp nghĩ đến tiểu nữ hài kia liền cảm thấy bất đắc dĩ. Chơi cờ, đá cầu. Đây là chuyện bây giờ nàng đặc biệt thích làm. Trước đây ta không nên bảo ngươi tiếp nhận cục diện rối rắm này. Kiếm kinh đột nhiên nói. Xin lỗi, ta không ngờ được chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Kiếm kinh vẫn là vô cùng áy náy về tình cảnh của Dương Diệp hiện tại. Nàng là nguyên nhân rất lớn dẫn tới việc hắn làm tông chủ cổ kiếm tông. Dương Diệp cười nói. Ngươi cũng không cần tự trách làm gì. Chuyện này là do bản thân ta gánh vác. Không có liên quan gì tới ngươi. Hơn nữa,
ta ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, lần đầu có thể phong quang thế này. Tông chủ Cổ Kiếm Tông, danh hiệu này rất tôn quý đấy. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa. Từ nơi này, hắn vẫn có thể nhìn thấy khu vực màu đen kia. Xung quanh Cổ Kiếm Tông đã bị khu vực màu đen này bao trùm. Dương Diệp mỉm cười, sau đó cười nói. Giúp ta triệu tập đệ tử Cổ Kiếm Tông. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Nửa khắc sau, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông đều đã tới trước mặt Dương Diệp. Dẫn đầu chính là 10 đệ tử chân truyền, mà đứng đầu đám đệ tử chân truyền này chính là Cổ Nghiệt. Ở trong đám đệ tử Cổ Kiếm Tông, Dương Diệp còn nhìn thấy đám người mặc nhã lục vân tiên. Dương Diệp cầm kiếm đứng đó, liếc mắt nhìn mọi người. Các ngươi cũng đã biết chuyện bên ngoài, ta cũng bất giấu các ngươi nữa. Cổ Kiếm Tông chúng ta thật sự bị hồn giáo phong tỏa. Ở trong khu vực này có siêu thần khí chấn giữ, ta tạm thời không có cách nào phá được. Mọi người im lặng. Dương Diệp cười nói. Các ngươi sợ sao? Ong ong. Từng tiếng kiếm ngân đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ. Đây là câu trả lời của đệ tử Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp mỉm cười. Không sợ lại được rồi. Bởi vì tiếp theo chúng ta có khả năng sẽ phải chết, ta không dối gạt các ngươi, tiếp theo bất kỳ người nào trong chúng ta cũng có thể sẽ chết. Ta muốn các ngươi nhớ kỹ điểm này. Chúng ta có thể sẽ chết, nhưng trước khi chết, chúng ta nhất định phải kéo một người chôn cùng mình. Cho dù tương lai Cổ Kiếm Tông ta sẽ biến mất khỏi Vĩnh Hằng Quốc, nhưng đệ tử Cổ Kiếm Tông chúng ta cũng muốn nói cho người đời biết chúng ta không nhát gan, chúng ta không khiếp sợ, chúng ta là chết đứng. Trước mặt Dương Diệp, nhiệt huyết của đám đệ tử Cổ Kiếm Tông lập tức sôi trào. Không nhát gan, không khiếp sợ. Đệ tử Cổ Kiếm Tông đều là kiếm tu, đối với kiếm tu, chỉ có kiếm gãy chứ không có kiếm cong. Nếu như Cổ Kiếm Tông đầu hàng hồn giáo, vậy kiếm của đệ tử Cổ Kiếm Tông lại cong, kiếm cong thì những kiếm tu bọn họ cũng phải gặp người. Chết trận. Dương Diệp tuyệt đối không lừa gạt bọn họ, nói Cổ Kiếm Tông bọn họ nhất định sẽ chiến thắng, cũng không nói những lời chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng tà ác. Hắn rất thẳng thắn nói cho mọi người biết tất cả có thể sẽ chết. Đập nồi dìm thuyền. Mục đích của Dương Diệp rất đơn giản, hắn muốn mọi người đập nồi dìm thuyền. Chỉ cần mọi người thậm chí không sợ chết, vậy trên đời này sẽ không có gì có thể làm cho kiếm trong tay bọn họ do dự. Trong lòng không sợ thì tất nhiên sẽ vô địch. Nhìn đám kiếm tu trước mắt này, Dương Diệp đột nhiên hiểu rõ vì sao mình lại ở chỗ này. Tín nhiệm. Những đệ tử Cổ Kiếm Tông, còn có Cổ Nam, Kiếm Kinh và những trưởng lão Cổ Kiếm Tông ở lại đều tín nhiệm hắn. Tuy rất nhiều người đều biết hắn trở thành tông chủ chẳng qua là âm mưu của đám người đại trưởng lão, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn giữ lại, đồng thời đứng ở bên phía hắn. Bởi vì mọi người tín nhiệm hắn. Tín nhiệm. Nhóm người này tín nhiệm hắn. Giống như lúc này, hắn bảo những người này quyết một trận tử chiến cùng hồn giáo, bọn họ hoàn toàn không do dự đối đấu với hồn giáo. Lúc này, Cổ Nghiệt đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp liếc nhìn hắn. Không thể không nói, người này đúng là một thiên tài kiếm đạo, hắn là người duy nhất trong các đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông đã giết được cường giả chủ cảnh. Cổ Nghiệt nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nếu như đại chiến bắt đầu, người sẽ chạy trốn không? Chay chón, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông đều nhìn về Dương Diệp. Bọn họ là biết rất rõ thực lực của Dương Diệp. Trong toàn bộ Cổ Kiếm Tông có một vài người có thể không quan tâm, có thể số di tiếp, ví dụ như Dương Diệp, ví dụ như Cổ Nam và đám cường giả chủ cảnh. Nếu như những người này một lòng muốn chạy trốn thì vẫn có cơ hội rất lớn. Dương Diệp liếc xê nhìn Cổ Nghiệt, cười nói. Sẽ không. Cổ Nghiệt nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Từ giờ trở đi, cái mạng này của ta chính là của ngươi, ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Cổ Kiếm Tông. Đối với rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông chính là nhà, đặc biệt là đối với những đệ tử lớn lên ở Cổ Kiếm Tông thì ở đây thật sự là nhà của bọn họ. Rất nhiều người bọn họ bằng lòng lấy sinh mạng ra bảo vệ cái nhà này. Đây là một loại ý thức trách nhiệm, cũng là điều Cổ Kiếm Tông giáo dục bọn họ từ nhỏ, nhưng không phải là tẩy não. Phải biết rằng ở trong vũ trụ như Vĩnh Hằng Quốc, các tán tu bình thường đều sống rất thảm. Lòng trung thành. Đám kiếm tu này đặc biệt trung thành với Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp liếc nhìn trước mặt Cổ Nghiệt và mỉm cười. Nói vậy, trước đây ngươi không thừa nhận ta là tông chủ sao?
Cổ Nghiệt thẳng thắn. Đúng, trước đây ta cảm thấy ngươi sớm muộn sẽ rời đi. Dương Diệp cười nói. Vậy bây giờ? Cổ Nghiệt nói. Là ta sai rồi, đám người đại trưởng lão cũng sai rồi. Đệ tử Cổ Kiếm Tông chúng ta dẫu có chết cũng không đầu hàng hồn giáo. Dương Diệp khẽ gật đầu. Mỗi người đều có ý chí riêng. Cổ Nghiệt quay đầu liếc nhìn phía chân trời xa xôi, im lặng không nói gì. Sau đó, Dương Diệp trở lại động phủ của mình và bước vào Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Bây giờ, không quan tâm tiếp theo hồn giáo sẽ có động tác gì, điều hắn có thể làm chính là tu luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau đó nghênh đón khiêu chiến của hồn giáo. Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn sẽ bớt thời gian ra đánh cờ, đá cầu cùng Kỳ Bỉ Thiên. Hắn nhất định phải ôm cho chắc cái chân lớn siêu cấp này. Kỳ Bỉ Thiên càng nhìn Dương Diệp càng thuận mắt, thỉnh thoảng sẽ chủ động chỉ điểm cho hắn. Điều này thật sự mang tới lợi ích rất lớn đối với hắn. Về phần hai cái cây trước nhà trúc, Dương Diệp lại làm như không nhìn thấy. Hắn không quản được chuyện này. Hơn nữa hắn cũng không muốn quản, bởi vì hắn phát hiện, Kỳ Bỉ Thiên trợ giúp rất lớn cho hai cái cây này. Nâng cao. Kỳ Bỉ Thiên cũng có loại năng lực này, nhưng khác với Tiểu Bạch, năng lực của nàng là nâng cao trên một phương diện cơ sở nào đó. Ví dụ như, làm ra cho chúng nó một không gian mới không có bất kỳ hạn chế nào, có thể cho bọn họ tự do trưởng thành. Nói một cách đơn giản chính là không có giới hạn cao nhất. Mà năng lực của Tiểu Bạch là nâng cao tốc độ trưởng thành của chúng. Nói tóm lại một câu, chỉ cần làm cho Kỳ Bỉ Thiên vui vẻ sẽ được rất nhiều lợi ích. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, giáo tôn hồn giáo lạnh lùng nhìn Cổ Kiếm Tông ở ngoài ngàn dặm, cười lạnh không nói gì. Ở bên cạnh hắn là nữ tử váy đen. Sau một lúc lâu, giáo tôn hồn giáo liếc nhìn nàng. Giáo anh, ta đã nói với người đừng nên tự ý ra tay, người lại không tin, giờ đã chịu thiệt lớn chưa? Nữ tử tên là Giáo Anh lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, im lặng không nói gì. Giáo tôn hồn giáo lắc đầu. Ở đây canh gác đi. Tới lúc nào chúng ta mới ra tay? Giáo Anh đột nhiên hỏi. Giáo tôn hồn giáo ngẩng đầu liếc nhìn qua chân trời phía xa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể lập tức tiến hành. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỉ trong giây lát, giáo tôn hồn giáo đi tới trong một không trung, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ra đi, giải quyết xong ngươi sẽ đến lượt Cổ Kiếm Tông. Giải quyết người phía sau của Dương Diệp. Đây là nguyên nhân vì sao hồn giáo không ra tay với Cổ Kiếm Tông. Mục đích của bọn họ là muốn giải quyết người phía sau Dương Diệp trước. Lúc này, ở phía sau giáo tôn hồn giáo vang lên những tiếng bước chân. Giáo tôn hồn giáo. Đã đến lúc kết thúc rồi. Một giọng nói vang lên ở phía sau giáo tôn hồn giáo. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, loại như ngươi, ta dùng một tay có thể bóp chết 10 người. Tiếng nói vừa dứt, một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện ở phía sau giáo tôn hồn giáo. Nàng chắp hai tay ra sau lưng, thần sắc bình tĩnh, trong mắt là sự coi thường tất cả. Giáo tôn hồn giáo xoay người, nhìn nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt và híp mắt lại. Ngươi xưng hô thế nào? Nữ tử này đi tới trước mặt giáo tôn hồn giáo. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Ta đang ở đây này. Giáo tôn hồn giáo nhìn dưới chân nữ tử một lát, đột nhiên, tay phải hắn hơi nâng lên, sau đó về phía ấn nhẹ về phía nàng. Trong phút chốc, từng khí tức linh hồn cường đại từ trong lòng bàn tay hắn chấn động ra. Không chỉ có vậy, cách dưới chân thiếu nữ không xa còn ra hiện hai cường giả hồn giáo mặc áo đen, hai người này chính là hai người mặc áo đen trước đây đã truy sát Dương Diệp. Vào giây phút giáo tôn hồn giáo ra tay, hai người này cũng theo đó lập tức biến mất. Ầm ầm, hai sóng linh hồn cường đại đột nhiên cuốn qua không trung này, mục tiêu sóng khí linh hồn chính là tiểu nữ hài này. Tiểu nữ hài đứng ở đó, sắc mặt không hề thay đổi. Rất nhanh, ba đường khí tức cường đại trực tiếp nhấn chìm nàng. Trong chớp mắt yên lặng. Ầm, một tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ngay sau đó, ba lực lượng linh hồn cường đại trực tiếp vỡ vụn và bị chôn vùi, mà lúc này, một tia sáng u ám chấn động ra. Suy 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 suy. Ở đó, từng tiếng xé rách khiến da đầu tê dại vang lên. Không gian ở đó bị xé rách từng tấc một. Giờ phút này, sắc mặt ba người giáo tôn hồn giáo đại biến, rất nhanh đã thấy đường ánh sáng u ám này tới. Ầm ầm ầm. Theo ba tiếng động vang lên,
ba người giáo tôn hồn giáo liền bị tia sáng u ám này chấn động bay ra ngoài, tất cả sự chống đỡ của ba người cũng chỉ là vô nghĩa. Nghiền nát tất cả. Giáo tôn hồn giáo nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Ngươi rốt cuộc là ai? Khủng hoảng. Giờ phút này, hắn đã cảm thấy có chút khủng hoảng. Tiểu nữ hài chậm rãi đi về phía giáo tôn hồn giáo đi đến. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đi thử một chút. Trong mắt giáo tôn hồn giáo lóe lên một sự tàn ác, trong phút chốc, cơ thể hắn trực tiếp nổ tung, chỉ còn linh hồn thể, khí tức của hắn càng thêm kinh khủng. Giáo tôn hồn giáo ở dạng linh hồn thể hơi nâng tay phải lên, sau đó ép về phía tiểu nữ hài. Một bàn tay linh hồn khổng lồ đột nhiên từ trên không trung rơi xuống, kèm theo áp lực mạnh mẽ giống như là trời sập, vô cùng kinh người. Cách đó không xa, tiểu nữ hài cũng không ngẩng đầu lên, theo tay vung lên, một mảnh ánh sáng u ám chấn động ra. Trong mắt ba người giáo tôn hồn giáo đầy kinh hãi nhìn bàn tay khổng lồ này ầm ầm vỡ vụn ra. Mà lúc này, giáo tôn hồn giáo đột nhiên hóa thành một ánh sáng màu đen bắn mạnh về phía tiểu nữ hài. Sắc mặt tiểu nữ hài không hề thay đổi, khi ánh sáng màu đen kia đi tới trước mặt nàng, nàng mới ra tay. Nàng bước về phía trước, một ánh sáng u ám thần bí đột nhiên bao phủ lấy cơ thể nàng, đường ánh sáng màu đen chạm tới ánh sáng u ám này thì giống như tuyết gặp dầu sôi, lập tức biến mất. Tiểu nữ hài thò tay phải ra, sau đó chộp lấy. Chỉ một chộp như vậy đã trực tiếp giữ lại cổ họng linh hồn thể của giáo tôn hồn. Trong nháy mắt, ở đó bình tĩnh lại. Hoàn toàn nghiền ép. Giáo tôn hồn giáo nhìn chằm chằm tiểu nữ hài trước mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu nữ hài không trả lời, nàng đang muốn dùng sức thì đúng lúc này, một lực lượng kỳ lạ đột nhiên từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Thoáng cái, tiểu nữ hài nhíu mày. Ngay sau đó, linh hồn nàng tự nhiên tự chủ rời khỏi thân thể. Nhưng đúng lúc này, theo một tia sáng u ám phóng lên cao, linh hồn nàng lại trở lại trong cơ thể của mình, chỉ có điều giáo tôn hồn giáo trong tay nàng cũng đã chạy trốn đến hơn mấy trăm trượng. Tiểu nữ hài không để ý tới giáo tôn hồn giáo, mà ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Nơi đó có một giọng nói chậm rãi vang lên. Người phá hỏng quy củ. Quy củ. Ở Vĩnh Hằng Quốc, vì duy trì cân bằng nào đó mà có vài cường giả bị hạn chế ra tay. Thực lực của tiểu nữ hài rõ ràng đã đạt đến tiêu chuẩn bị hạn chế. Muốn nói tới quy củ sao? Tiểu nữ hài cười lạnh. Thế nào, bây giờ bắt đầu nói quy củ à? Lúc này, một bóng đen mơ hồ xuất hiện ở trên không trung, ở bên cạnh có một cái rùi màu đen mơ hồ. Siêu thần khí. Nhìn thấy cái bóng đen này, đám người giáo tôn hồn giáo bên dưới vội vàng cung kính thi lễ. Không hề nghi ngờ. Bóng đen trước mắt này chính là giáo chủ hồn giáo. Sau một lúc lâu, giáo chủ hồn giáo đột nhiên mở miệng. Người từ bên kia đến. Tiểu nữ hài chậm rãi phóng lên trên không trung, chẳng bao lâu nàng đã đứng đối diện giáo tôn hồn giáo. Điều này không quan trọng. Giáo chủ hồn giáo nói. Tất cả mọi người đã đồng ý, đồng thời ủng hộ về chuyện của cổ kiếm tông. Mọi người này dĩ nhiên là chỉ mấy người đứng đầu Vĩnh Hằng Quốc. Tiểu nữ hài cười lạnh. Vậy thì tính sao, nếu không, mấy người các ngươi ra tay cùng lúc, xem có thể chặn giết ta hay không? Giáo tôn hồn giáo im lặng. Chặn giết. Nếu như mấy người bọn họ liên thủ có thể làm được, tuyệt đối có thể làm được, nhưng vấn đề là người khác sẽ liên thủ với hắn sao? Giết loại cường giả này tuyệt đối là chuyện hại người hại cả mình. Nếu như có thể giết vậy còn tốt, nếu chẳng may không giết chết được. Một khi loại cường giả này không để ý tới quy định mà làm loạn, vậy tuyệt đối sẽ khiến hất đổ Vĩnh Hằng vũ trụ. Trước đó, sở dĩ cổ kiếm tông bình yên không sao là vì cổ kiếm tông có một cường giả, cũng chính là tông chủ đời trước của cổ kiếm tông. Chỉ cần hắn còn sống, những thế lực Vĩnh Hằng Quốc cùng đám người hồn giáo này sẽ không dám làm loạn, chỉ cần người như thế không ngã xuống sẽ là một uy hiếp siêu cấp. Một khi hắn không để ý tới quy củ mà săn giết những đệ tử phía dưới của bọn họ, những người này sẽ chống đỡ như thế nào? Bởi vậy, trước đây hồn giáo không hề động vào cổ kiếm tông. Tới sau khi tông chủ cổ kiếm tông ngã xuống, hồn giáo mới không kiêng kỵ, những thế lực xung quanh kia cũng mất đi kiêng kỵ mà bắt đầu ra tay. Nhưng bọn họ không ngờ được lại xuất hiện thêm một bất ngờ như Dương Diệp. Đây còn không phải là vấn đề lớn nhất là tiểu nữ hài trước mắt này. Nhưng bây giờ mũi tên đã phát ra lại bảo hồn giáo thu tay lại. Vậy thì tuyệt đối không thể làm được. Sau một lúc lâu,
Giáo chủ hồn giáo nói, như vậy đi, việc này cứ để thế hệ bọn họ tự mình xử lý, chúng ta là người của thế hệ trước đều không nhúng tay vào, thành bại được quyết định bởi bản thân bọn họ. Ngươi thấy thế nào? Tiểu nữ hài im lặng. Giáo chủ hồn giáo lại nói, nếu như ngươi ra tay phá hỏng quy củ cũng không phải là chuyện gì tốt đối với ngươi. Hơn nữa, nếu như chúng ta đều không để ý tới quy định, hồn giáo không còn tồn tại, nhưng cổ kiếm tông cũng sẽ biến mất. Ngươi thấy thế nào? Tiểu nữ hài im lặng một lát, sau đó xoay người rời đi. Chẳng bao lâu, nàng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng giọng nói của nàng lại chậm rãi truyền tới. Nếu như các ngươi ra tay, ta bảo đảm nhất định sẽ làm cho Vĩnh Hằng quốc này gà chó không yên. Trong không trung im lặng rất lâu, đột nhiên, giáo chủ hồn giáo vung tay phải lên, cái rùi màu đen này lập tức rơi xuống bên cạnh giáo tôn hồn giáo. Giáo chủ hồn giáo xoay người biến mất ở cuối chân trời. Giáo tôn hồn giáo nhìn cái rùi màu đen trước mắt này và rất kích động. Siêu thần khí. Linh hồn trùy. Đây chính là siêu thần khí hiếm hoi ở Vĩnh Hằng quốc. Giáo chủ hồn giáo để lại vật ấy với dụng ý rất rõ ràng. Tiểu nữ hài đi tới trên không trung cổ kiếm tông và nhìn xuống bên dưới. Ra đi. Vừa dứt lời, một nữ tử váy màu đỏ xuất hiện ở phía sau tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài khẽ nói. Ngươi đều thấy được chứ? Nữ tử váy màu đỏ gật đầu. Tiểu nữ hài nói. Có vài quy tắc, ta cũng phải tuân theo. Ta không tuân theo, bọn họ cũng sẽ không tuân theo. Đến khi đó, cho dù ta tiêu diệt tất cả hồn giáo, nhưng cổ kiếm tông cùng hắn cũng sẽ bị người ta tiêu diệt. Bây giờ, ta đã khiến bọn họ tuân theo vài quy tắc, nhưng ta cũng không thể ra tay. Nữ tử váy màu đỏ khẽ nói. Như vậy đã đủ rồi. Tiểu nữ hài im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta phải rời đi một thời gian, về phần hắn, đành phải làm phiền ngươi rồi. Nữ tử váy màu đỏ không nói gì. Tiểu nữ hài lại nói. Ngươi đừng nên đi trêu chọc tiểu nữ hài trong cơ thể hắn, nữ tử này không đơn giản đâu, nàng cũng không có ác ý với hắn, như vậy là đủ rồi. Nữ tử váy màu đỏ trầm giọng nói. Tiểu cô nương kia rốt cuộc là ai vậy? Tiểu nữ hài lắc đầu. Ta không biết, nhưng chắc nàng là người thời đại thượng cổ hoặc sớm hơn nữa. Gần đây ta phát hiện những lão quái vật trong lịch sử trước kia đều xuất hiện, thời đại này sắp loạn rồi. Nàng lại liếc nhìn xuống phía dưới, sau đó xoay người rời đi. Chẳng bao lâu, nàng biến mất khỏi tầm mắt của nữ tử váy đỏ. Qua rất lâu, nữ tử váy đỏ cũng xoay người rời đi. Cổ kiếm tông trở lại như cũ. Trong động phủ của Dương Diệp, bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp vẫn đang tu luyện, bây giờ cơ thể hắn đã đạt được ngũ giới, cảnh giới đạt tới ngũ giới, kiếm vực cũng tăng lên rất nhiều. Có thể nói, ở mọi phương diện cơ hắn đã đạt đến đỉnh phong của mình. Đỉnh phong cũng là bình cảnh. Bây giờ hắn thật sự đã đạt tới bình cảnh của mình. Cơ thể và cảnh giới tạm thời đừng suy nghĩ tới. Bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm chính là tu luyện kiếm kỹ, bí thuật, còn có vận dụng thần khí của mình. Đặc biệt là Chu. Bây giờ Chu đã bị giải phong được 9 phần, tuy uy lực còn chưa được lớn nhất, nhưng trước đây không thể so sánh được. Bây giờ hắn cần phải thật sự nắm giữ thanh kiếm này, uy lực của kiếm tăng lên tới mức lớn nhất. Đương nhiên ngoại trừ tu luyện, hắn còn có thể làm một chuyện, đó chính là chơi cờ và đá cầu cùng Kỳ Bỉ Thiên. Hơn nữa, mỗi lần chơi cờ xong hắn đều sẽ luyện kiếm ở trước nhà trúc của Kỳ Bỉ Thiên. Bởi vì như vậy, Kỳ Bỉ Thiên thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút. Hắn được ích lợi không nhỏ. Kỳ Bỉ Thiên chỉ điểm, Dương Diệp thật sự được ích lợi không nhỏ, một ít cách nhìn và chỉ điểm của nàng có tác dụng rất lớn đối với hắn. Dưới sự chỉ điểm của Kỳ Bỉ Thiên, các phương diện của hắn đều được nâng cao rất lớn. Quan trọng nhất là tầm mắt của hắn được Kỳ Bỉ Thiên nâng cao hơn rất nhiều. Ngày này, Dương Diệp đang chơi cờ cùng Kỳ Bỉ Thiên, sau đó đi tới một bên tiếp tục luyện kiếm. Kỳ Bỉ Thiên vừa thua, nàng cố ý thua. Nàng cảm thấy mình thắng nhiều lần như vậy, chắc hẳn phải thua một lần, sau đó, nàng cố ý để lộ ra mấy sơ hở. Dương Diệp tất nhiên đã nhìn ra, vì vậy cũng thắng một ván theo tâm ý của nàng. Sau khi thắng, Dương Diệp nằm ở chỗ này cười to, hài lòng giống như một người béo mập 300 cân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lòng hư vinh của Kỳ Bỉ Thiên cũng được thỏa mãn. Nàng rất cao hứng, đặc biệt hài lòng. Nhìn thấy Dương Diệp tiếp tục luyện kiếm, Kỳ Bỉ Thiên vui mừng đột nhiên nói.
phi kiếm cùng kiếm kỹ này của ngươi có hơi lạc hậu, ta dạy cho ngươi một chiêu, ngươi có học không? Dương Diệp. Mừng như điên. Đây là tâm trạng của Dương Diệp vào giờ phút này. Đây thật sự là niềm vui bất ngờ. Kỳ Bỉ Thiên dạy có thể là rác rưởi sao? Tuyệt đối sẽ không, bởi vì nàng thậm chí còn không để ý tới cả siêu thần khí. Thứ có thể ở trong đầu nàng tuyệt đối đều là đồ tốt. Tuy trong lòng đã vui muốn nở hoa, nhưng ngoài mặt Dương Diệp vẫn còn có chút bình tĩnh. Lúc này hắn cũng không thể quá nông nổi, nếu không sẽ bị khinh thường. Dương Diệp ngây người một lát sau đó đi tới trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, cười nói. Chiêu gì vậy? Kỳ Bỉ Thiên ngồi ở bậc cầu thang bằng trúc, sau đó nói. Kiếm kỹ. Ngươi biết kiếm kỹ à? Dương Diệp có phần kinh ngạc. Kỳ Bỉ Thiên nói ni. Ta còn nhớ một chiêu, trước đây cảm thấy không tệ nên thuận tiện ghi xuống. Ta vốn cũng sắp quên rồi, nhưng khi nhìn thấy ngươi luyện kiếm, ta lại nghĩ tới. Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên nói. Phương thốn địa ngục. Phương thốn địa ngục. Dương Diệp nhíu mày. Kiếm kỹ. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Chiêu kiếm kỹ này cũng không tệ lắm, trước đây còn tổn thương được ta. Cái gọi là phương thốn địa ngục chính là trong một tấc vuông là địa ngục. Cái này có hiệu quả tốt như kiếm vực của ngươi nhưng cũng có điểm khác. Ngươi muốn học không? Dương Diệp liền vội vàng gật đầu. Học. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Phương thốn địa ngục chính là lấy bản thân sinh ra một tấc không gian, lại tương đương với bản thu nhỏ kiếm vực của ngươi. Ngươi thu kiếm vực đến chỗ mình đứng là được. Sau đó thì sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nói tiếp. Sau một tấc vuông chính là địa ngục, kiếm tu các ngươi đều biết dùng kiếm khí, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Đương nhiên. Kỳ Bỉ Thiên nói. Lúc này, người điên cuồng phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình, nhưng nhớ kỹ kiếm ý cùng kiếm khí không thể vượt quá không gian một tấc vuông, chỉ có thể ở phạm vi này. Nếu như ngươi có thể làm được thì luyện thành. Dương Diệp gật đầu. Đương nhiên. Kỳ Bỉ Thiên nói. Lúc này, người điên cuồng phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình, nhưng nhớ kỹ kiếm ý cùng kiếm khí không thể vượt quá không gian một tấc vuông, chỉ có thể ở phạm vi này. Nếu như ngươi có thể làm được thì luyện thành. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vẻ ngỡ ngàng, chỉ như vậy thôi sao? Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Ngươi cảm thấy rất đơn giản à? Dương Diệp cười gượng. Chắc hẳn là đơn giản. Kỳ Bỉ Thiên nhún vai. Thử xem. Dương Diệp đứng qua một bên, sau đó phóng ra kiếm vực đồng thời thu nhỏ lại phạm vi, rất nhanh, kiếm vực thu nhỏ lại đến không gian hắn đứng, cũng chính là một tấc vuông. Sau đó hắn dựa theo lời Kỳ Bỉ Thiên nói, bắt đầu điên cuồng phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình, nhưng kiếm khí cùng kiếm ý vừa ra đã trực tiếp lao ra khỏi kiếm vực của hắn. Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên dùng tay ra hiệu tiếp tục. Dương Diệp hít sâu một hơi, lần này, hắn nghiêm túc hơn, tiếp tục phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình. Ngay từ lúc đầu, kiếm ý cùng kiếm khí đều ở trong một tấc vuông, nhưng càng lúc càng nhiều kiếm ý cùng kiếm khí xuất hiện, hắn bắt đầu không khống chế nổi. Rất nhanh, kiếm ý cùng những kiếm khí kia lại phá vực một tấc vuông của hắn. Lần này, vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện đó không phải là một chuyện đơn giản. Điều này giống như một bình đựng nước. Nếu đổ quá nhiều thì nước dĩ nhiên sẽ tràn ra ngoài. Mà bây giờ, Kỳ Bỉ Thiên muốn hắn phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí vô hạn, nhưng không để chúng tràn ra. Ngay lúc đầu hắn còn nghĩ là đơn giản, nhưng sau khi làm, hắn mới phát hiện đây là chuyện rất khó khăn. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Không phải ngươi nói đơn giản sao? Tiếp tục đi. Dương Diệp cười gượng và đi tới trước mặt Kỳ Bỉ Thiên, khiêm tốn thỉnh giáo. Tiểu Kỳ, ta sai rồi. Ngươi chỉ điểm cho ta đi. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi có biết vì sao khó khăn như thế không? Dương Diệp lắc đầu. Kỳ Bỉ Thiên nói. Bởi vì đây là quy luật tự nhiên. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân thật sự chính là. Nói đến đây, nàng dừng lại một hồi, sau đó nói. Ta cũng không biết. Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên lại nói. Ngươi cứ thử đi. Ta sẽ xem là nguyên nhân gì. Dương Diệp đen mặt, người này đúng thật là. Dương Diệp không từ chối, lại thi triển ra kiếm vực, sau đó lại bắt đầu. Cứ như vậy kéo dài 3 lần, Kỳ Bỉ Thiên mới bảo hắn dừng lại. Dương Diệp đứng ở trước mặt Kỳ Bỉ Thiên và lặng lặng nghe. Kỳ Bỉ Thiên nói.
Ta biết vấn đề ở đâu rồi. Hai nguyên nhân, đầu tiên là ngươi khống chế kiếm vực một tấc vuông không đúng, nói một cách đơn giản chính là mức độ cường hãn không đủ, không đè ép được kiếm ý cùng kiếm khí. Nguyên nhân thứ hai là ngươi không đủ chăm chú, ngươi nhất định phải đặc biệt chăm chú mới được. Phương Thốn kiếm vực của ngươi giống như một cái bình, kiếm ý cùng kiếm khí của ngươi chính là nước, ngươi phải chứa kiếm ý cùng kiếm khí vào trong, nhưng bản thân ngươi chính là nắp bình, ngươi phải giữ chặt cái nắp bình lại. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể thật sự ngăn chặn được chúng. Sau đó thì sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, trước đây người kia sử dụng chiêu này đối phó với ta đã khiến ta bị thương. Đương nhiên, ta đã giết chết hắn, hơn nữa còn là một tay giết chết. Dương Diệp lại đen mặt, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi muốn bảo ta học giỏi cũng không phải đối thủ của ngươi à? Tuy nhiên, hắn vốn không phải là đối thủ của nàng dỗ ích. Kỳ Bỉ Thiên đứng lên. Biến chất, khi kiếm ý cùng kiếm khí của ngươi bị nén lại vô số lần, chúng sẽ biến chất. Sự thay đổi này rất khủng khiếp. Lại giống như cơ thổi khí vào trong cơ thể một người, cứ thổi mãi rồi nó sẽ nổ mạnh. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Vậy ta nén rồi lại nén, có thể nén chết chính mình không? Kỳ Bỉ Thiên suy nghĩ một lát. Ta không xác định được, nhưng có thể sẽ vậy, đương nhiên cũng có thể là không. Dương Diệp. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nghiêm túc nói. Nếu như ngươi có thể làm được, kiếm vực trong một tấc vuông của ngươi chính là địa ngục, người tới gần đều phải chết. Đương nhiên làm hay không làm là do bản thân ngươi, ta đi đá cầu với Lôi Lâm đây. Ngươi cứ từ từ mà chơi. Nói xong, tay phải của nàng vẫy một cái, một quả cầu mây bay đến trong tay nàng, sau đó nàng đi sang một bên và bắt đầu đá cầu. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó xử. Sao người này chẳng hề đáng tin tẹo nào vậy? Phương Thốn kiếm vực. Phương Thốn địa ngục. Thật không đáng tin, nhưng nàng nói rất hay, dường như cũng không phải không thể làm được. Hắn nên làm hay không làm đây? Suy nghĩ một lát, Dương Diệp cuối cùng vẫn quyết định làm. Hắn muốn đọ sức một trận. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn cũng không trở về đến phòng tu luyện của mình mà tiếp tục luyện ở trước nhà trúc, bởi vì nếu như lát nữa có gì bất ngờ xảy ra, có Kỳ Bỉ Thiên ở bên cạnh, hắn cũng yên tâm hơn. Nàng ít nhất sẽ không thể thấy chết mà không cứu được. Dương Diệp đi sang một bên và thi triển ra kiếm vực của mình, nén kiếm vực, sau đó bắt đầu phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí. Ban đầu còn tốt, kiếm ý cùng kiếm khí đều ở bên trong Phương Thốn kiếm vực, nhưng dần dần, Phương Thốn kiếm vực của hắn có phần không khống chế được những kiếm khí cùng kiếm ý. Lúc này, hắn lại không thể dừng lại, bởi vì kiếm khí cùng kiếm ý của hắn còn chưa đạt được biến chất. Phải tiếp tục. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn tiếp tục phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình, tuy nhiên lần này tốc độ hắn phóng ra đã chậm hơn, thứ này từ từ đến, cũng không thể gấp được, đặc biệt là lúc mới bắt đầu. Bên kia, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó thì thào khẽ nói. Ta chắc sẽ không nhớ nhầm chứ? Đúng, chắc là không nhớ nhầm đâu. Nói xong, nàng dường như có chút chột dạ, vội vàng đá cầu. Cách đó không xa, Dương Diệp tiếp tục nén. Nhưng đáng tiếc qua một canh giờ sau, hắn lại thất bại. Đồng thời lần này hắn còn bị cắn trả. Hắn bị chính kiếm khí cùng kiếm ý của mình cắn trả, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Thật may là Kỳ Bỉ Thiên vội vàng ra tay, giúp hắn vượt qua một kiếp này. Kỳ Bỉ Thiên nghiêm túc nói. Không có việc gì, từ từ sẽ làm được thôi. Ngươi nhất định là có thể làm được. Nghe thấy Kỳ Bỉ Thiên nói vậy, Dương Diệp cảm động, tiểu nữ hài này vẫn có lương tâm. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Dương Diệp tiếp tục luyện lại. Lần này, hắn có kinh nghiệm, ban đầu cũng làm rất chậm. Trước đó hắn đột nhiên đổ nước vào trong nháy mắt nên không khống chế được, hắn hiểu rõ đạo lý này. Bởi vậy, mới đầu hắn đã giảm tốc độ xuống, làm từng chút một. Lần này hắn kiên trì hơn lâu hơn trước. Dần dần, Dương Diệp phát hiện ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình đã bắt đầu phát sinh lột xác, dù rất nhỏ nhưng đúng là lột xác. Bởi vì hắn ở bên trong kiếm vực nên có thể cảm nhận được rõ ràng. Cảm nhận được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp mừng như điên, điều này thật sự là phát sinh lột xác. Tuy nhiên cũng càng lúc càng nguy hiểm, bởi vì hắn phát hiện mình có phần không khống chế nổi lực lượng này. Phải nói là lực lượng này đã có phần uy hiếp được hắn. Cũng may cách đó không xa có Kỳ Bỉ Thiên, nếu không hắn thật sự không dám tiếp tục hành hạ mình như thế.
tiếp tục. Dần dần, trên mặt Dương Diệp đã đầy mồ hôi. Nhưng ở trong phương thốn kiếm vực của hắn, kiếm ý cùng kiếm khí đã lặng lẽ phát sinh thay đổi, chỗ mảnh không gian qua hắn dần dần bắt đầu chấn động, rất không ổn định. Cách đó không xa, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, vẫn còn có chút chột dạ. Nàng sợ Dương Diệp sẽ chơi chết chính mình. Nhưng Dương Diệp tuyệt đối không làm vậy. Sau khi hắn ép lại cùng chấn áp từng chút một, bên trong phương thốn kiếm vực của hắn đã tràn ngập kiếm khí cùng kiếm ý, những kiếm khí cùng kiếm ý đã hoàn toàn khác trước. Lại giống như kiếm khí cùng kiếm ý bản tăng cường vậy. Thật sự là biến chất. Dương Diệp mừng như điên, lại tiếp tục. Hắn cẩn thận phóng ra kiếm ý cùng kiếm khí của mình, sau đó cẩn thận chấn áp, không cho những kiếm khí cùng kiếm ý rời khỏi phương thốn kiếm vực của mình, cứ như vậy mà tiếp tục. Kỳ Bỉ Thiên đã ngừng đá cầu, nàng ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn Dương Diệp, trên gương mặt đầy vẻ tò mò. Cuối cùng, không biết đợi ích rằng có bao lâu, Dương Diệp cuối cùng cũng cảm giác đạt tới cực hạn thật sự của mình. Sau đó có chuyện phát sinh. Lấy phương thốn kiếm vực của hắn làm trung tâm, không gian xung quanh chợt bắt đầu biến mất. Thật sự biến mất mà không phải là nghiền nát. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Loại lực lượng có thể hủy trời diệt đất, có thể giết chết tất cả trong nháy mắt. Vì vậy, hắn nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên, trong mắt đầy vẻ khiêu khích. Giờ phút này, Dương Diệp đã hoàn toàn quên mất lời Kỳ Bỉ Thiên đã nói trước đó. Năm đó chủ nhân của phương thốn địa ngục thi triển ra phương thốn địa ngục chỉ tổn thương được Kỳ Bỉ Thiên, nhưng nàng đã dùng một tay giết chết đối phương. Nếu như Dương Diệp còn nhớ rõ những lời này, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đáng tiếc, giờ phút này lòng tự tin của hắn tăng lên cao nhất từ trước tới nay. Giờ phút này, hắn cảm giác mình đã vô địch. Cách đó không xa, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp. Ta không muốn mất đi một người đánh cờ với mình. Ha ha, Dương Diệp điên cuồng cười phá lên, sau đó nhìn thẳng vào nàng. Tới, chiến đấu đi. Hắn vừa dứt lời. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài, kiếm ý cùng kiếm khí trong phương thốn địa ngục của hắn cũng lập tức biến mất. Dương Diệp bay đi đủ vạn trượng. Đây chính là bay ra khỏi kiếm tông. Trên vách núi đá ngoài kiếm tông có một cái lỗ lớn tối đen. Không biết qua bao lâu, một đôi tay từ bên trong cái lỗ kia thò ra ngoài. Rất nhanh lại có một cái đầu chui ra. Đó chính là Dương Diệp. Cứ như vậy, Dương Diệp chậm rãi bỏ ra. Bán thân bất toại. Giờ phút này, đầu óc Dương Diệp hoàn toàn tỉnh táo. Hồi tưởng lại chuyện mình đã làm lúc trước, lần đầu tiên Dương Diệp cảm thấy mình lại ngốc như vậy. Ngốc tới cực điểm. Dương Diệp trở lại trước nhà trúc, Kỳ Bỉ Thiên vẫn đang ở đây. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lại một lần nữa chứ. Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. Không cần, đừng tới. Kỳ Bỉ Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp và đặc biệt nghiêm túc nói. Không phải ngươi yếu, mà ta quá mạnh mẽ, cho nên ngươi không cần nổi giận, dù sao cho dù là người năm đó cũng bị ta dùng một tay giết chết. Dương Diệp đen mặt, ngươi đang an ủi hay là đang uy hiếp ta vậy? Kỳ Bỉ Thiên ngồi xuống, tiếp tục nói. Ta vừa mới nhìn xuống, ngươi thật ra không tệ, tuy nhiên ngươi còn chưa có thành thạo nắm giữ được phương thốn địa ngục, muốn vận dụng trong thực chiến thì nhất định phải rèn luyện thật nhiều vào. Hiểu chưa? Thành thạo. Dương Diệp nghiêm túc khẽ gật đầu. Ta hiểu. Như lời Kỳ Bỉ Thiên đã nói, hắn còn chưa vận dụng thành thạo phương thốn địa ngục này, căn bản không có cách nào thi triển ra trong nháy mắt, bởi vậy hắn phải tiếp tục luyện. Khổ luyện. Trong thời gian tiếp theo, cổ kiếm tông không sao, Dương Diệp vẫn ở bên trong Hồng Mông tháp tu luyện. Một thế giới khác. Nơi nào đó, một nữ tử đứng ở trên mặt sông, phía xa có một tiểu nữ hài đang đứng. Trên vai của nàng có một vật nhỏ trắng như nhung, mà ở đối diện bọn họ là ba chiếc chiến hạm cực kỳ khổng lồ. Chiến hạm. Ba chiếc chiến hạm cực mạnh. Trên mỗi chiếc chiến hạm đều cắm một cây cờ thật dài, trên cờ là một vòng tròn màu đỏ. Cách đó không xa là một hòn đảo. Tiểu nữ hài đứng ở trên nước biển, trên đầu nàng mang một vật kỳ quái, nó sẽ phát ra tiếng. Nếu như lắng nghe sẽ phát hiện bên trong sẽ truyền đến một giọng nói nhiệt huyết lại đầy đam mê. Tiểu nữ hài đạp chân nhịp nhàng, nước sông dâng lên từng đợt sóng. Mà vật nhỏ như nhung ở trên vai nàng cũng mang theo một thứ giống như của nàng, mắt nó chớp chớp theo nhịp. Mà ở trong móng nhỏ lại cầm một cái trống lắc.
thỉnh thoảng nàng sẽ đong đưa lay động. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, trên một chiếc chiến hạm dẫn đầu có một nam tử trung niên mặc trang phục màu xanh lam đột nhiên đứng dậy, trên tay hắn cầm một cái ống nhóm màu đen quan sát tiểu nữ hài cách đó không xa. Khi thấy tiểu nữ hài lơ lửng ở trên mặt nước này, nam tử trung niên này lập tức bị dọa cho giật mình. Hắn không thể tin được vào những gì mình nhìn thấy được, vội vàng nhìn lại. Qua rất lâu, hắn mới khẽ nói. Đây là ma thuật hay là ma pháp vậy? Phía xa, tiểu nữ hài rung đùi đắc ý, chân nhỏ đạp nhanh hơn, thỉnh thoảng còn có thể khẽ hát. Sông lớn chảy về đông, sao bắt đầu trên trời cao. Gặp chuyện bất bình hét một tiếng, một quyền ta đánh chết tiểu long cùng tiểu nghiêu. Trên vai tiểu nữ hài, vật nhỏ lông xù cầm trống bỏi lắc nhanh. Trên chiếc chiến hạm này, nam tử trung tuổi kia cất ống nhòm và im lặng một lát mới thốt ra những lời bằng tiếng Hoa không chính xác. Nhất định là người Hoa dở trò, không quan tâm tới nàng, lao hết tốc lực về phía trước, đảo này là của dân tộc Đại Hòa ta. Sau đó, nam tử trung niên nói không phải là tiếng Hoa nữa. Nhưng ba chiếc chiến hạm đã tăng nhanh tốc độ, lao về phía đảo nhỏ. Vĩnh Hằng Giới, Hoang Tộc. Ở trong một gian đại điện, thiếu tộc trưởng Hoang Tộc Hoang Doanh ngồi ở trước một cái tủ sách, ở trên bàn để từng cuốn sách cuộn. Lúc này, một ảo ảnh kỳ lạ xuất hiện ở đối diện Hoang Doanh. Hoang Doanh ngừng lại, nhẹ giọng hỏi. Hắn không muốn sao? Ảo ảnh khẽ gật đầu. Giống như thiếu tộc trưởng dự đoán, hắn tuyệt đối không rời khỏi Cổ Kiếm Tông, mà ở lại Cổ Kiếm Tông, dẫn theo đám kiếm tu kia đối đầu với hồn giáo. Hoang Doanh khẽ thở dài, nhưng không nói gì thêm. Ảo ảnh này do dự một lúc, sau đó nói. Thiếu tộc trưởng, theo chúng ta điều tra, hồn giáo rất không đơn giản, hơn nữa, bọn họ đã thỏa thuận cùng mấy thế lực Vĩnh Hằng Quốc, sau này cùng nhau đối đầu với hoang tộc chúng ta. Đối đầu với hoang tộc ta à? Hoang Doanh lắc đầu cười, vậy thì có chút thú vị đấy. Ảo ảnh trầm giọng nói. Thiếu tộc trưởng không nên khinh thường sơ suất. Hoang Doanh cười nói. Ta đương nhiên sẽ không khinh thường cùng sơ suất. Đúng rồi, chuyện tìm hiểu về tình hình trong hồn giáo thế nào rồi. Ảo ảnh nói. Người mạnh nhất là giáo chủ hồn giáo, người này có chút thần bí, không thể nào biết được thân phận cùng lai lịch thật sự của hắn. Trong tay hắn có một siêu thần khí tên là Linh Hồn Trùy. Trong số những siêu thần khí được biết tới ở Vĩnh Hằng Quốc, cộng thêm thanh chu trong tay của Dương Diệp thì tổng cộng chỉ có 5 món. Bây giờ, thanh chu của Dương Diệp đã không tính là siêu thần khí thật sự nữa, ít nhất trước khi nó hoàn toàn giải phong thì không phải. Nhưng 4 món siêu thần khí còn lại đều là siêu thần khí thật sự. Sau này, chúng đều có thể sẽ đối với hoang tộc ta. Hoang tộc ta không thể không đề phòng được. Hoang Doanh khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, người đi xuống đi. Ảo ảnh thi lễ rồi xoay người tính rời khỏi đó. Mà lúc này, Hoang Doanh lại nói. Sau khi trở lại Vĩnh Hằng Quốc, người nhớ chú ý nhiều tới Cổ Kiếm Tông cùng Dương Huynh, nếu như hắn có gì cần, người không được từ chối. Ảo ảnh do dự một lúc, sau đó nói. Thiếu tộc trưởng, thứ lỗi cho thuộc hạ lắm miệng, hoang tộc ta không thích hợp nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, nếu như chúng ta nhúng tay vào mà để cho thế lực Vĩnh Hằng Quốc biết được sẽ không có lợi cho hắn. Tới khi đó, những thế lực Vĩnh Hằng Quốc kia sẽ có lý do ra tay với hắn ngoài sáng. Hoang Doanh im lặng rất lâu, sau đó nói. Như vậy không tốt sao? Bọn họ càng loạn thì càng có lợi cho hoang tộc ta. Ảo ảnh ngây người, sau đó ôm quyền và xoay người rời đi. Sau khi ảo ảnh rời đi, Hoang Doanh từ từ nhắm hai mắt lại. Xin lỗi, ta là Hoang Doanh, nhưng ta cũng là thiếu tộc trưởng của hoang tộc. Vĩnh Hằng Quốc. Trung giới. Trung giới nằm ở chính giữa Vĩnh Hằng Quốc cũng là vị trí đầu rồng của thần mạch kia, ở đây là nơi phồn hoa nhất của Vĩnh Hằng Quốc, cũng là địa bàn của Hình gia, nơi người đứng đầu Vĩnh Hằng đang ở. Ngày này, Hình Bỉ Thanh đi tới cấm địa của Hình gia. Thật ra nơi đây chính là một vườn rau. Bình thường cho dù là gia chủ Hình gia cũng không thể tới đây. Trong vườn trồng các loại quả của các tộc, một nam tử trung niên đang bón phân cho vườn rau. Nhìn thấy Hình Bỉ Thanh tới, hắn mỉm cười. Tạm thời chờ ta một lát đã, sẽ xong ngay thôi. Hình Bỉ Thanh hơi thi lễ, cung kính đứng chờ ở một bên. Qua khoảng một canh giờ, nam tử trung niên dẫn theo Hình Bỉ Thanh đi tới trong sân nhỏ và ngồi xuống trước bàn đá, sau đó cầm chén trà trên bàn uống một hớp. Hắn đặt chén trà xuống, cười nói. Tuy không là linh trà thượng đẳng,
nhưng là loại ta trồng nên thích hợp với ta nhất, uống vào thoải mái nhất. Hắn nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Nhà đầu nhà ngươi rất hiêm đi mới tới gặp ta. Ngươi nói đi, có chuyện gì? Hình Bỉ Thanh ngồi ở đối diện nam tử trung niên. Thúc, vì sao thú lại mặc cho hồn giáo làm loạn như vậy? Hắn lắc đầu. Sai rồi, ta không mặc kệ bọn họ. Hình Bỉ Thanh liếc nhìn hắn, khẽ nói. Nếu như không được cho phép của thúc, bọn họ căn bản không dám đối xử với Cổ Kiếm Tông như thế. Nam tử trung niên cười nói. Ngươi tới là vì tiểu tử Cổ Kiếm Tông kia sao? Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói. Hắn là bằng hữu của ta. Nam tử trung niên nói. Gần đây tiểu tử này có danh tiếng quá lớn. Ta cũng biết một chút về hắn, hắn đúng là một người tốt. Hình Bỉ Thanh nhìn về phía nam tử trung niên, khẩn cầu. Thúc có thể tha cho bọn họ một lần không? Nam tử trung niên cười nói. Nhà đầu, ngươi vẫn không hiểu. Thế giới này có quy tắc của thế giới này. Có vài quy tắc mà chúng ta không thể làm trái được, nếu quy tắc không còn thì thế giới này lại rối loạn. Giống như sói muốn ăn dê, nếu như chúng ta cứu dê, vậy con sói này phải làm thế nào? Để cho chúng chết đói à? Vậy thì chắc chắn là không được rồi. Hắn chậm rãi đứng lên. Nếu như chúng ta phá bỏ quy định trước, vậy thế giới này sẽ rối loạn. Hình Bỉ Thanh im lặng rất lâu, sau đó nói. Hình ra ta thật sự phải tham dự vào việc chia cắt Cổ Kiếm Tông sao? Nam tử trung niên liếc nhìn Hình Bỉ Thanh, sau đó nói. Nếu như Cổ Kiếm Tông có tác dụng tới đối với Vĩnh Hằng Quốc chúng ta lớn hơn Hồn Giáo, ta sẽ lựa chọn Cổ Kiếm Tông, giống như trước đây, ta trấn áp Hồn Giáo, không cho Hồn Giáo đi ra vậy. Nhưng bây giờ, Hồn Giáo có tác dụng với chúng ta lớn hơn Cổ Kiếm Tông, cho nên ta lựa chọn Hồn Giáo. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cuối chân trời. Có tác dụng hơn thì giữ lại, ngươi hiểu chưa? Có tác dụng hơn thì giữ lại. Hình Bỉ Thanh im lặng rất lâu, sau đó nói. Hắn rất có thiên phú, không phải sao? Nam tử trung niên lắc đầu. Nếu như là bình thường, ta sẵn lòng chờ đợi, nhưng bây giờ, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian nữa. Hình Bỉ Thanh liếc nhìn trong nam tử, sau đó nói. Thúc, ta không muốn làm gia chủ Hình gia. Nam tử trung niên xoay người nhìn về phía Hình Bỉ Thanh, bởi vì hắn sao? Hình Bỉ Thanh gật đầu. Hắn là bằng hữu của ta, mà ta là người của Hình gia, ta không muốn sau này phải dãy dụa lựa chọn giữa hắn cùng gia tộc. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Ngươi vẫn chưa trưởng thành. Hình Bỉ Thanh cười nói. Có lẽ vậy, bây giờ, ta chỉ muốn cố gắng tu luyện thôi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Hình Bỉ Thanh thi lễ với nam tử trung niên, sau đó xoay người rời đi. Nam tử trung niên tiếp tục trồng rau của mình. Diệp gia. Diệp Chi Bắc đã là gia chủ của Diệp gia, nhưng thật ra quyền lợi của nàng lại không phải quá lớn. Bất kỳ lúc nào cũng phải để ý thực lực, quyền lợi cùng thực lực luôn đi kèm với nhau. Diệp Chi Bắc đi tới ngọn núi phía sau Diệp Phủ, nàng nhìn thấy lão tổ của Diệp gia ở đó. Vị lão tổ của Diệp gia trước mắt này mới thật sự là người cầm lái của Diệp gia. Diệp Chi Bắc đi tới bên cạnh lão tổ của Diệp gia, ông nói. Ngồi đi. Diệp Chi Bắc tuyệt đối không ngồi, vẫn đứng. Lão tổ của Diệp gia cười nói. Bởi vì chuyện của Diệp Dương sao? Diệp Chi Bắc gật đầu. Nói đi. Lão tổ của Diệp gia nói. Diệp Chi Bắc im lặng một lát, sau đó nói. Ta biết Diệp gia không có khả năng cuốn vào cuộc phân tranh này, càng không thể nào đi trợ giúp Cổ Kiếm Tông. Nhưng ta muốn cho Diệp gia buông tha phần lợi ích này. Ngươi biết lợi ích là bao nhiêu không? Lão tổ của Diệp gia đột nhiên hỏi. Diệp Chi Bắc gật đầu. Ta biết, nếu như Cổ Kiếm Tông bị tiêu diệt, chúng ta có thể được phần 1/4. Giới tinh ít nhất mấy vạn viên, thần khí cũng có ít nhất 5-7 món. Ngoài ra còn có thần linh linh mạch, để báo đáp lại. Hồn giáo cần phải trả cho chúng ta ít nhất 30.000 giới tinh. Những thứ này đều không phải là điểm chính là chúng ta có thể thành lập chi nhánh ở Tây Giới, khai chi tán diệp ở bên kia. Mà một khi chiếm một ít địa bàn ở bên kia, thu nhập hàng năm của Diệp gia chúng ta ít nhất sẽ tăng thêm 3 phần. Lão tổ của Diệp gia khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng, nhưng còn có một việc ngươi không biết, đó chính là Cổ Kiếm Tông bị tiêu diệt, hồn giáo sẽ gia nhập chúng ta. Khi đối đầu với hoang tộc, chúng ta sẽ thêm mấy phần nắm chắc. Hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Đương nhiên,
ngươi cũng có thể nói ra một vài lý do của ngươi, lý do để ngươi ủng hộ tiểu tử kia. Nếu như lý do của ngươi chỉ vì hắn là bằng hữu của ngươi, như vậy, ta sẽ rất thất vọng đấy. Diệp Chi Bắc im lặng rất lâu, sau đó nhìn thẳng vào lão tổ của Diệp gia. Vừa rồi ta nói là sau khi thành công, Diệp gia chúng ta sẽ có lợi ích nhiều như vậy. Nhưng lão tổ, nếu như thất bại thì sao? Lần này, lão tổ của Diệp gia im lặng. Diệp Chi Bắc ngồi xuống bên cạnh lão tổ của Diệp gia. Lão tổ, bất cứ chuyện gì cũng có nguy hiểm, đương nhiên mọi người thường cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng phải xem tình hình không phải sao. Lão tổ của Diệp gia ngắm nhìn hai quả cầu màu xanh lục trong tay. Tiếp tục đi. Diệp Chi Bắc tiếp tục nói. Diệp Dương, lão tổ chắc cũng biết hắn chính là Dương Diệp. Nhưng lão tổ hình như quên mất một việc, trên người hắn còn có một con linh tổ. Linh tổ. Nghe được điều này, tay của lão tổ của Diệp gia ngừng lại. Diệp Chi Bắc khẽ cười nói. Lão tổ biết cái gì gọi là bản tâm không? Lão tổ của Diệp gia liếc nhìn Diệp Chi Bắc, khẽ cười nói. Thế nào, người muốn luận đạo cùng lão tổ ta à? Diệp Chi Bắc lắc đầu. Ta từng tiếp xúc qua với Dương Diệp, lão tổ biết ta có cảm giác thế nào về hắn không? Lão tổ của Diệp gia cười nói. Ngươi nói thử xem. Diệp Chi Bắc nói. Hắn là một người trí tình trí tính. Hắn cảm thấy đúng, hắn sẽ đi làm. Giống như ban đầu khi ở chiến giới bước vào chiến thành để cứu bằng hữu của hắn vậy. Hắn làm việc, làm người đều không để ý tới lợi ích. Giống như Cổ Kiếm Tông, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Nhưng hắn vẫn ở lại nơi đó. Hắn làm vậy là vì tham vị trí tông chủ này sao? Hắn tham bảo vật của Cổ Kiếm Tông sao? Ta thấy không phải, quyền thế đối với hắn chỉ có thể nói là cặn bã. Về phần nói đến bảo vật của Cổ Kiếm Tông, trên người hắn muốn siêu thần khí có siêu thần khí, muốn thần khí có thần khí. Chút bảo vật của Cổ Kiếm Tông không quá quan trọng đối với hắn. Nói đến đây, nàng chậm rãi đứng lên và nhìn về phía trước. Bản tâm. Hắn làm việc vẫn luôn tuân theo bản tâm của mình. Đây là nguyên nhân khiến ta với Hình Bỉ Thanh bằng lòng làm bằng hữu của hắn. Bởi vì chúng ta tin tưởng hắn sẽ không ở sau lưng đâm chúng ta một đao. Hơn nữa, chỉ cần ta với Hình Bỉ Thanh cần, hắn nhất định sẽ lập tức tới giúp chúng ta. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười. Nhưng ta với Bỉ Thanh lại không thể làm được như vậy, bởi vì chúng ta phải lo lắng tới quá nhiều điều. Khi chúng ta làm việc gì? Điều đầu tiên nghĩ tới không phải là tình cảm, mà là lợi ích. Làm như thế có lợi cho gia tộc chúng ta không? Làm như thế có hại cho gia tộc chúng ta không? Lão tổ của Diệp gia im lặng. Diệp Chi Bắc tiếp tục nói. Hắn là kiếm tu, một kiếm tu hoàn toàn tuân theo bản tâm của mình. Hắn có thể không phải là một người tốt, nhưng tuyệt đối không thể tính là một người xấu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía lão tổ của Diệp gia. Lão tổ. Ta muốn tiếp tục làm bằng hữu của hắn, cũng muốn dẫn theo Diệp gia tiếp tục làm bằng hữu của hắn. Đương nhiên, gia tộc không phải là gia tộc của một mình ta, mà là gia tộc của mọi người, nhưng nếu như có thể, cho dù chúng ta không thể đi giúp hắn cũng không cần bỏ đá xuống giếng đối với hắn, điều này có thể chứ? Lão tổ của Diệp gia liếc nhìn Diệp Chi Bắc, cười nói. Nhà đầu, ngày hôm nay ngươi nói còn nhiều hơn cả bình thường nữa. Diệp Chi Bắc không nói gì. Nàng đang đợi câu trả lời của lão tổ. Lão tổ của Diệp gia nhìn trước sương mù trước mặt hồi lâu. Diệp gia do ngươi làm chủ, ngươi thấy làm thế nào mới tốt cho gia tộc thì cứ làm. Vẻ mặt Diệp Chi Bắc nhẹ nhõm, thi lễ với lão tổ của Diệp gia và xoay người rời đi. Lão tổ của Diệp gia từ từ nhắm hai mắt lại. Nhà đầu, người phía sau tiểu tử kia cũng không đơn giản đâu. Nếu như phía sau Dương Diệp không có người, tất cả cũng chỉ là mây bay. Tất cả đều trống rỗng. Muốn bóp chết hắn cùng Cổ Kiếm Tông sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Đáng tiếc là phía sau Dương Diệp có người, hơn nữa còn rất mạnh. Kết quả là bọn họ lại phải nói quy củ cùng Dương Diệp. Mà một khi tuân theo quy định, tất cả những chuyện ban đầu vốn đã chắc chắn giờ lại gặp biến số. Cổ Kiếm Tông, bên trong Hồng Mông Tháp. Sau khi trải qua vô số lần rèn luyện, phương thốn địa ngục của Dương Diệp cuối cùng đã có hiệu quả không tệ. Bây giờ hắn đã có thể dễ dàng thi triển ra phương thốn địa ngục, tuy nhiên vẫn có chút không ổn định, nếu không chú ý sẽ có khả năng tự mình hại mình. Mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng hiệu quả thật sự vô cùng tốt. Uy lực. Không thể nghi ngờ, uy lực của phương thốn địa ngục đặc biệt khủng khiếp, có thể nói,
cho dù là một cường giả chủ cảnh tới gần hắn, cũng không chịu nổi kiếm khí phương thốn kiếm vực này. Không cần nói đến ai khác, chính hắn cũng có phần không chịu nổi. Dương Diệp không tiếp tục tu luyện mà rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, hồn giáo tạm thời không có động tĩnh gì. Bên ngoài đại điện, Dương Diệp im lặng nhìn những vòng tròn màu đen bên ngoài. Ngồi chờ chết sao? Dương Diệp lắc đầu, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy là không được, bởi vì tâm tình càng lúc càng nặng nề sẽ tạo thành đả kích rất lớn cho khí thế của Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp nhìn vòng sáng màu đen rất lâu, sau đó nói. Truyền lệnh của ta, đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông đến trước mặt của ta. Chẳng bao lâu, đám đệ tử chân truyền Cổ Kiếm Tông đã đi tới trước mặt Dương Diệp, sau lưng 10 người này đều đeo một thanh thần khí. Những thần khí chính là của cải của Cổ Kiếm Tông. Ngoại trừ những đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông bên ngoài, mấy nàng minh nữ cũng đã đến phía sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người. Đi theo ta. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Sau lưng hắn có từng kiếm quang theo sát tới. Đám người minh nữ cũng vội vàng đi theo. Đám người Dương Diệp đi tới trước vòng sáng tối tăm, nhìn vòng sáng tối tăm, trong mắt hắn hiện lên một sự tàn ác. Trong phút chốc, vỏ kiếm bên thắt lưng của hắn đột nhiên run lên, ngay sau đó, thanh kiếm chu trực tiếp bay ra. Mà lúc này, siêu thần khí linh hồn chùy của hồn giáo đột nhiên chui ra khỏi trong vòng sáng tối tăm. Thanh linh hồn chùy đánh về phía chu của Dương Diệp hoàn toàn không yếu thế. Đây là trận quyết đấu giữa các siêu thần khí. Hai thanh siêu thần khí vừa mới tiếp xúc, phía chân trời lập tức cuộn trào lên, từng lực lượng cuồng bạo giống như gió lốc ép về bốn phía xung quanh. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau thanh kiếm chu, trong phút chốc, hắn cầm thanh kiếm chu trực tiếp bước vào trong vòng ánh sáng tối tăm. Minh nữ thoáng biến sắc và muốn vọt vào, mà vào lúc này, bên trong đột nhiên vang lên những tiếng nổ mạnh, ngay sau đó, rất nhiều kiếm quang liên tiếp chấn động ra, sau đó trong mắt của mọi người, vòng sáng tối tăm vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Rất nhanh, vòng sáng màu đen thần bí vây quanh Cổ Kiếm Tông dần dần biến mất. Phá trận! Mạnh mẽ phá! Lúc này, thực lực của Dương Diệp đã không còn như trước đây, phải biết rằng uy lực thanh kiếm trong tay hắn đã được giải phong tới 9 phần. Tuy uy lực của nó không được thể hiện ra hết, nhưng cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Phía xa, đứng đối diện Dương Diệp là một đám người mặc áo đen thần bí. Dẫn đầu chính là giáo tôn hồn giáo, phía sau hắn là hai người mặc áo đen trước đây đã truy sát Dương Diệp. Ngoại trừ hai người mặc áo đen này còn có nữ tử váy đen. Sau lưng mấy người bọn họ còn có ba gã áo đen cầm trường thương màu đen trong tay. Ba người áo đen này là hồn thể chứ không phải cơ thể thật sự. Giáo tôn hồn giáo nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, hắn cũng không ngờ được, người trước mắt này lại còn dám ra tay trước. Lại là hắn ra tay trước. Nhưng thật may, hồn giáo sớm có sự chuẩn bị toàn diện. Dương Diệp lắc lắc thanh kiếm trong tay, hắn cũng không muốn nói nhiều lại muốn ra tay, đúng lúc này. A a a a. Từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ phía dưới Cổ Kiếm Tông vang vọng lên. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Bên trong Cổ Kiếm Tông gặp chuyện không may. Cách đó không xa, giáo tôn hồn giáo đột nhiên cười nói. Không hổ danh là tổ chức sát thủ đứng đầu Vĩnh Hằng Quốc, hiệu suất này quả thật quá tốt. Cái quỷ gì vậy? Một, tổ chức sát thủ. Lúc này, một giọng nói vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Là tổ chức thiên hồn, đây là một tổ chức sát thủ thần bí ở Vĩnh Hằng Quốc, bình thường bọn họ cũng hết sức giấu mình. Không nhằm vào mấy thế lực lớn, không ngờ được lần này bọn họ lại có thể đứng ra giúp hồn giáo. Dương Diệp lập tức quay đầu lại nhìn về phía minh nữ khẽ gật đầu. Chúng ta tới giải quyết. Vừa dứt lời, đám người minh nữ trực tiếp xoay người bước vào Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp vẫn vô cùng yên tâm về đám người minh nữ. Hắn xoay người nhìn về phía đám người giáo tôn hồn giáo. Mà vào lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. Ở không gian phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một người trong suốt. Trong phút chốc, một tia sáng lạnh lẽo trực tiếp xuất hiện ở gáy của Dương Diệp ra, sát thủ. Hai mắt Dương Diệp híp lại và phản ứng rất nhanh, trong phút chốc, hắn xoay người chém xuống một kiếm. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, người trong suốt kia trực tiếp biến mất. Dương Diệp nhíu mày! Đó là sát thủ cấp bậc chủ cảnh. Xem ra này hồn giáo là bỏ ra cả vốn gốc rồi.
Dương Diệp không để ý tên sát thủ kia, mà quay đầu nhìn về phía đám người giáo tôn hồn giáo, giáo tôn hồn giáo cười lạnh. Bất ngờ vẫn ở phía sau. Vừa dứt lời, ở bên phải của Dương Diệp xuất hiện một nam tử đeo khăn che mặt, trong tay hắn là một thanh trường đao với đao ý đã đạt được chủ cảnh. Đao tu chủ cảnh. Mà chẳng biết từ lúc nào ở bên trái Dương Diệp đã xuất hiện một nữ tử trong tay cầm trường thương màu vàng mặc một chiếc váy màu vàng, đeo khăn che mặt nên không nhìn ra được gương mặt của nàng. Đây cũng là cường giả chủ cảnh. Hồn giáo biết rất rõ ràng, chỉ có cường giả chủ cảnh này mới uy hiếp được Dương Diệp, hơn nữa còn là cường giả chủ cảnh thật sự cường đại. Bởi vậy, lần này những người tới giúp đều là một ít người có thể khiêu chiến vượt cấp. Dương Diệp nhìn hai người kia, sau đó cười nói. Hai vị không phải là người của hồn giáo. Hai người im lặng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Xem ra, các đại thế gia đã không kịp chờ đợi, muốn đích thân ra tay rồi. Lúc này, tên nam tử đao tu kia đột nhiên biến mất, thoáng cái, không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp trực tiếp bị vỡ ra, một lực lượng khủng khiếp giống như thác nước vạn trượng trút xuống. Áp lực mạnh mẽ lập tức tập kích lên đầu của Dương Diệp. Thanh đao kia nhanh chóng đi tới cách đỉnh đầu Dương Diệp nửa tấc, nhưng lại bị một thanh kiếm đỡ lấy. Ầm, một tiếng nổ lớn rung trời vang lên. Dương Diệp cùng đao tu kia trực tiếp tách ra, hai người đều lui đủ lại trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, sau lưng hắn lại có một khí tức cường đại cuốn tới. Đó chính là nữ tử trong tay cầm trường thương kia. Thương nhanh như sấm chớp, kèm theo uy lực của trời đất cuốn tới. Dương Diệp vội vàng ổn định thân hình, trong phút chốc, kiếm hồ bên thắt lưng của hắn chấn động mạnh, hai thanh phi kiếm bay ra. Hai kiếm tới, nữ tử cầm trường thương trong tay lập tức bị đẩy lui. Nhưng nam tử đao tu kia lại vọt tới. Những đệ tử chân truyền cổ kiếm tông kia lại muốn ra tay, nhưng theo giáo tôn hồn giáo ra lệnh một tiếng, những cường giả hồn giáo phía sau hắn trực tiếp xông về phía bọn họ. Lấy nhiều đánh ít, những đệ tử chân truyền kia lập tức bị áp chế. Mà Dương Diệp giao đấu cùng hai người kia cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Rõ ràng hai người này đều không phải là người bình thường, bọn họ cũng biết được sự khủng khiếp của Dương Diệp. Sao có thể tìm hai người bình thường tới nhận lấy cái chết chứ? Giáo tôn hồn giáo vẫn chưa ra tay, bởi vì có một khí tức vẫn luôn phong tỏa hắn, nếu như hắn ra tay, đối phương cũng sẽ ra tay. Có thể nói, bây giờ hắn cùng đối phương đang kìm chế lẫn nhau. Giáo tôn hồn giáo quay đầu lại liếc nhìn hai người mặc áo đen bên cạnh. Bọn họ gật đầu, trong phút chốc, hai luồng khí tức cường đại trực tiếp phong tỏa Dương Diệp ở phía xa. Hai khí tức phong tỏa làm cho thân hình của Dương Diệp dừng lại, hắn trực tiếp bị nam tử cùng nữ tử kia ép cho bay ra ngoài. Mà lúc này, hai người mặc áo đen đã biến mất. Giờ phút này, Dương Diệp cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp trở nên mờ ảo. Phương Thốn kiếm vực. Ầm, cách đó không xa, theo một tiếng nghiền nát vang vọng lên, hai người mặc áo đen. Còn có nam tử kia cùng nữ tử cầm trường thương này trực tiếp bay ngược về bốn phía xung quanh. Sao? Giáo tôn hồn giáo nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, ở trên người Dương Diệp tản ra một kiếm khí cùng kiếm ý rất khủng khiếp. Ngay vừa rồi, hai người mặc áo đen cùng nữ tử cầm trường thương và đao tu kia vừa tới gần phía sau Dương Diệp lập tức bị chấn động bay ra ngoài. Trong đó, toàn thân đao tu kia giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, xuất hiện vô số lỗ kiếm. Mà nữ tử cầm trường thương phản ứng tương đối nhanh hơn nên lùi lại, bởi vậy nàng không quá thảm nhưng vẫn bị thương không nhẹ, một cánh tay phải đã biến mất. Bị thương nhẹ nhất là hai cường giả hồn giáo. Hai người có thực lực cao nhất, khi Dương Diệp phóng ra phương thốn kiếm vực, hai người liền rút lui khỏi đó, bởi vậy bị thương cũng ít nhất. Nhưng lúc này trong lòng hai người đều rất kinh hãi. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Nếu như vừa rồi bọn họ tới quá gần, cho dù không chết chỉ sợ cũng sẽ bị tàn phế. Kiêng kỵ. Giờ phút này, đám người hồn giáo đặc biệt kiêng kỵ Dương Diệp. Cách đó không xa, Dương Diệp thu hồi phương thốn kiếm vực của mình, một chiêu này tuy rất mạnh, nhưng không dễ khống chế. Một khi khống chế không tốt, sợ là sẽ phải chơi cho chính mình bị tàn phế trước. Sau khi thu hồi phương thốn kiếm vực, Dương Diệp lập tức phát động bí pháp thuấn tức, thoáng cái. Mấy thanh phi kiếm đã bay qua. Sắc mặt bốn người đại biến, tất cả đều lui về phía sau, nhưng mục tiêu của bốn thanh phi kiếm này cũng không phải là bọn họ,
mà là đám cường giả hồn giáo đang giao chiến với các đệ tử cổ kiếm tông ở cách đó không? Xa. Phi kiếm bất thình lình bay tới mà không có dấu hiệu nào, những cường giả hồn giáo căn bản không kịp đề phòng, trong nháy mắt liền có vài cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi phun ra như vòi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt giáo tôn hồn giáo lập tức trở nên thâm trầm. Thế nào, bốn người các ngươi còn bắt không được hắn sao? Lúc này, nữ tử cầm trường thương trong tay đột nhiên phẫn nộ hét lên một tiếng, ngay sau đó, thanh trường thương này giống như một tia sét trực tiếp bắn về phía Dương Diệp, phía sau trường thương là từng lôi điện chói lòa. Nghiền nát tất cả. Nam tử đao tu bị thương nặng kia không ra tay, mà xoay người biến mất ở phía chân trời. Hắn chỉ tới giúp, hắn sẽ không lấy mạng mình ra hỗ trợ. Cách đó không xa, Dương Diệp nhìn thanh trường thương này bắn nhanh đến bèn cười lạnh, chu trong tay hắn đột nhiên bay ra. Suy! Một tiếng xé rách chói tai bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Trong mắt của mọi người, thanh kiếm chu trực tiếp cắt qua thanh trường thương, sau đó lao đi với tốc độ không giảm, nhắm thẳng vào nữ tử kia. Vẻ mặt nữ tử thoáng biến đổi. Nhưng lúc này cũng may là hai cường giả hồn giáo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, ngay sau đó, hai lực lượng linh hồn cường đại chấn động ra, ép thanh kiếm chu của Dương Diệp trở lại. Tay phải của Dương Diệp thò ra phía trước, thanh kiếm chu lập tức bay trở về đến trong tay hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ tử cầm trường thương phía xa càng thêm kiêng kỵ. Thực lực của Dương Diệp này mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều. Dương Diệp liếc nhìn hai người hồn giáo mặc áo đen và đang muốn ra tay. Đột nhiên, không gian ở trước mặt hắn vặn vẹo một cách kỳ lạ. Không gian vực. Hai mắt Dương Diệp híp lại và đang muốn ra tay, mà lúc này, một làn gió thơm truyền đến, rất nhanh đã thấy có một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Minh nữ. Minh nữ liếc nhìn Dương Diệp. Phía dưới có hai sát thủ chủ cảnh và bảy tên sát thủ ngũ giới. Dương Diệp trầm giọng nói. Tỷ đi xuống phía dưới đi, ở đây ta có thể giải quyết được. Minh nữ khẽ lắc đầu. Đám người chư muội có thể giải quyết được. Nàng nhìn về phía trước mặt. Lần trước chưa phân sống chết, lần này chúng ta tới đi. Vừa dứt lời, hai tay minh nữ giơ lên, thoáng cái, không gian trước mặt nàng dần dần trở nên mờ ảo. Dương Diệp không để ý tới minh nữ cùng nữ tử váy đen nữa, hắn có lòng tin vào minh nữ, cho dù là chính hắn cũng không dám nói chiến thắng được minh nữ. Dương Diệp nhìn về phía hai cường giả hồn giáo cùng nữ tử kia. Hắn cầm kiếm chậm rãi đi về phía ba người, kiếm ý giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Đối mặt với Dương Diệp, ba người kia cũng vô cùng nghiêm trọng, không dám có chút sơ suất nào. Ong ong! Lúc này, theo ba tiếng kiếm ngân vang lên, hai thanh phi kiếm đột nhiên bay qua, mục tiêu của chúng chính là hai người mặc áo đen, nhưng vẫn có một thanh phi kiếm vô hình lại chém về phía nữ tử kia. Ba thanh kiếm đều xuất hiện. Cùng lúc đó, Dương Diệp cũng lập tức biến mất. Ong! Tiếng kiếm ngân mạnh mẽ xé rách không trung. Bây giờ Dương Diệp có bí pháp thuấn tức gia tăng, ở tốc độ của hắn nhanh hơn trước vài phần, không chỉ tốc độ, vào giờ phút này lực lượng cũng nhận được nâng cao rất lớn. Hai thanh phi kiếm tất nhiên không có cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hai người mặc áo đen. Chúng vừa tiến tới gần liền trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Nhưng Dương Diệp lại đi tới trước mặt bọn họ. Kiếm vực ra. Kiếm hạ xuống. 13 kiếm vực chồng chất. Một kiếm cuối cùng hạ xuống, không gian xung quanh không chịu nổi lực lượng này, lập tức đổ nát, thực lực nữ tử kia yếu hơn, sau khi ngăn cản thanh phi kiếm lập tức bị chấn động bay ra ngoài. Hai người mặc áo đen hồn giáo không lui lại, cũng không né tránh. Ở trước mặt hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện hai vòng xoáy linh hồn màu đen, thoáng cái. Từng linh hồn thể từ trong đó chấn động ra. Rất nhiều linh hồn thể. Những linh hồn thể này cứng rắn ngăn cản một kiếm kinh thiên động địa của Dương Diệp, không chỉ ngăn cản, còn muốn cắn nuốt hết kiếm quang và kiếm ý của hắn. Ầm. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp và kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dương Diệp ngừng lại ngoài mấy trăm trượng, vào giờ phút này, ở trong mấy trăm trượng xung quanh hắn đầy những linh hồn thể. Linh hồn thể vô cùng vô tận. Mà trong không trung bên kia có một lão già tóc trắng liếc nhìn Dương Diệp ở trong vòng xoáy linh hồn, sau đó nói. Chút lực lượng như vậy, sợ rằng còn chưa đủ để giết chết hắn. Người đi giúp một tay đi. Lão già vừa dứt lời, một con quái vật khổng lồ màu đen lặng lẽ hiện ra phía sau lưng hắn. Lúc này,
Kỳ Bỉ Thiên ở bên trong Hồng Mông Tháp đang đá cầu đột nhiên ngẩng đầu và nhíu mày. Cái quỷ gì vậy? Bên trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên nhíu mày lại ngẩng đầu nhìn không trung, nhưng thật ra là nhìn ra bên ngoài, thì thào khẽ nói. Thâm Uyên Hống. Tỷ tỷ nhận ra tên to lớn kia sao? Kỳ Bỉ Thiên bên cạnh, Lôi Lâm tò mò hỏi. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Trước đây khi ta đi qua địa bàn của nó đã muốn ra tay với ta. Sau đó thì sao? Lôi Lâm lại hỏi, Kỳ Bỉ Thiên nói. Sau đó địa bàn của nó lại là của ta, nhưng nể tình nó là con cháu của vị kia nên ta không có giết nó. Lôi Lâm chớp chớp mắt. Nhưng nó muốn giết Dương Ca. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Cũng không phải giết chúng ta, để ý tới nó làm gì. Lôi Lâm. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói. Ta nể tình gợi ý một chút, tiểu tử kia thật ra không đơn giản, ngoại trừ nhị nha có thể ép nó ở trên phương diện huyết mạch, các yêu thú còn lại nhìn thấy nó đều phải nhường bước. Đặc biệt con rồng bên trong cơ thể ngươi, nó chính là khắc tinh của rồng, cũng là khắc tinh của rất nhiều yêu thú, đừng để bọn chúng ra ngoài tự tìm chết. Nói xong, nàng kéo Lôi Lâm đi về phía xa đá cầu. Không có chuyện gì có thể quan trọng hơn so với chơi cờ cùng đá cầu cả. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Lúc này, Dương Diệp bị vô số hồn thể vây quanh cũng cảm nhận được khí tức yêu thú cường đại kia. Hắn quay đầu liếc nhìn, thấy cuối chân trời có một bóng đen khổng lồ đang lao vọt về phía hắn. Theo bóng đen này trùng kích, tất cả không gian phía chân trời trực tiếp cuộn trào, căn bản không chịu nổi lực lượng của nó. Hồn thể. Dương Diệp căn bản không có cách nào né tránh, bởi vì xung quanh hắn là vô cùng vô tận. Lúc này, con Thâm Uyên Hống càng lúc càng gần. Bây giờ, Dương Diệp nhìn thấy sơ qua hình dáng của đối phương, hình thể của nó rất lớn, trên đầu có một sừng dài một trượng, miệng đặc biệt lớn, giống như một bồn máu vậy. Bên trong tối tăm giống như vòng xoáy. Đột nhiên, một lực cắn nuốt mạnh mẽ bao phủ lấy Dương Diệp, cả hắn và không gian xung quanh chợt bắt đầu chuyển động về phía cái miệng máu kia. Đối phương muốn nuốt sống hắn. Cẩn thận! Nếu bị nó nuốt vào thì cho dù là siêu thần khí của ngươi cũng không phá nổi bên trong cơ thể của nó đâu. Lúc này, giọng nói Kỳ Bỉ Thiên lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp đen mặt. Vậy ngươi nói cho ta biết phải làm thế nào mới có khả năng không bị nó nuốt vào đi. Kỳ Bỉ Thiên nói. Ngươi ngu thế, chém nó đi. Chỗ thật sự lợi hại của nó là ở bên trong cơ thể, bên ngoài cũng chỉ bình thường mà thôi. Chém. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong phút chốc, một kiếm ý cùng kiếm khí cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra, thoáng cái, một đường kiếm quang xé rách nơi này và lao qua. 13 đường kiếm vực chồng chất. Nhưng đường kiếm quang này vừa tới trước mặt Thâm Uyên Hống liền trực tiếp bị nó nuốt xuống. Nuốt sống. Dương Diệp. Lúc này, phía sau Dương Diệp có hai đường khí tức cường đại cuốn tới. Rất nhiều hồn thể giống như cuồng phong mưa rào tầng tầng lớp lớp tràn tới nhấn chìm Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sự tàn ác, trong phút chốc, trường kiếm trong tay hắn vung nhanh, từng kiếm quang chấn động ra. Xuy 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 xuy, từng tiếng xé rách không ngừng vang vọng. Nhưng những hồn thể này lại giống như vô cùng vô tận, chúng điên cuồng cắn nuốt kiếm khí cùng kiếm ý của Dương Diệp, cũng cắn nuốt thanh kiếm kia trong tay hắn. Có thể nói, nếu như kiếm này không phải là siêu thần khí, cho dù là một món thần khí cũng không tồn tại nữa. Mà ở bên kia, Thâm Uyên Hống vẫn đang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sẵn sàng di chuyển bất kỳ lúc nào. Nhưng chẳng bao lâu, Thâm Uyên Hống đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cổ Kiếm Tông. Phát hiện ra cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức đại biến. Thâm Uyên Hống trực tiếp lao về phía Cổ Kiếm Tông bên dưới. Một khi để cho nó tới gần Cổ Kiếm Tông, cả Cổ Kiếm Tông đều sẽ trở thành vật trong bụng của nó. Mà vào lúc này, ở đó lại có biến hóa khác thường đột nhiên xuất hiện, mấy khí tức cường đại xuất hiện ở trên không trung Cổ Kiếm Tông. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vẫn có cường giả chủ cảnh nữa sao? Nhưng chẳng bao lâu, hắn sửng sốt. Bởi vì hắn nhận ra chủ nhân của mấy khí tức này. Đó chính là Tuyết Trưởng Lão và cả đám người đại trưởng lão trước đây đã rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Nhìn thấy những người này, Dương Diệp nhíu mày, bọn họ lại trở về. Đám người Tuyết Trưởng Lão cũng không để ý tới Dương Diệp, mà trực tiếp lao về phía Thâm Uyên Hống. Bọn họ đều là cường giả chủ cảnh, hơn nữa còn không phải là chủ cảnh bình thường, ở dưới kiếm khí cường đại của mấy người bọn họ chấn động, Thâm Uyên Hống bị ép phải rời khỏi Cổ Kiếm Tông.
nhưng điều này đây chỉ càng kích thích Thâm Uyên hống điên lên. Trong phút chốc, một cái miệng máu rộng khoảng chừng nghìn trượng xuất hiện ở trên không trung Cổ Kiếm Tông. Cùng lúc đó, một lực hút cường đại từ trong đó cuốn ra ngoài. Giờ phút này, tất cả đệ tử Cổ Kiếm Tông bên dưới đều cảm giác bị hút lên cao, cuốn về phía cái miệng máu này. Cho dù là đám người Tuyết trưởng lão cũng không chống đỡ được lực hút cường đại này. Tuyết trưởng lão cùng đại trưởng lão dẫn đầu liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, hai người cùng các trưởng lão Cổ Kiếm Tông phía sau bọn họ đột nhiên giơ trường kiếm lên. Trong phút chốc, từng kiếm quang như điện chớp lướt về phía trên không trung Cổ Kiếm Tông. Lúc này, Tuyết trưởng lão đột nhiên gầm lên đầy phẫn nộ. Vạn kiếm trận. Vừa dứt lời, kiếm trong tay nàng đột nhiên rời tay lao ra. Những trưởng lão chủ cảnh Cổ Kiếm Tông ở sau lưng nàng cũng làm vậy. Ngoài ra, kiếm trong tay rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông ở bên trong Cổ Kiếm Tông phía dưới cũng trực tiếp phóng lên cao. Trong phút chốc, rất nhiều kiếm quang cùng rất nhiều kiếm ý phóng lên. Cao. Trong không trung, hai tay Tuyết trưởng lão kết thủ ấn kỳ lạ. Chẳng bao lâu, phía sau Thâm Uyên hống xuất hiện một vòng kiếm thật lớn, trong đó có rất nhiều kiếm quang trút xuống giống như mưa xối xả. Mà phía dưới cũng có rất nhiều kiếm quang phóng lên cao. Nhưng Thâm Uyên hống lại hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Rất nhiều kiếm quang trực tiếp bị nó cắn nuốt, một ít kiếm quang đánh vào trên người nó cũng không tạo thành chút tổn thương gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Tuyết trưởng lão hoàn toàn trầm xuống. Mà bên kia, Dương Diệp bị hai cường giả hồn giáo quấn chặt, căn bản không thể phân thân. Nhưng tồi tệ hơn là ở phía sau giáo tôn hồn đã xuất hiện chừng 20 người áo bào đen từ lúc nào, trên thân những người này tuyệt đối không có khí tức hồn giáo, rõ ràng bọn họ không phải là người của hồn giáo. Mà những người này đều là cường giả chủ cảnh. Trong đó, người mặc áo đen cầm quải trượng trong tay còn là một cường giả chủ cảnh tam phẩm. Mấy thế lực còn lại đã ra tay. Lúc này, chừng 20 người này đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt đám người Tuyết trưởng lão. Bọn họ không nói một lời, trực tiếp ra tay. Chém giết, nghiền ép toàn diện. Giờ phút này, ở dưới sự liên thủ của các thế lực, Cổ Kiếm Tông hoàn toàn bị nghiền ép. Bên dưới, rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Tông bắt đầu ngã xuống. Hết người này tới người khác ngã xuống. Bên trong Cổ Kiếm Tông, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Lúc này, Dương Diệp hắn bị hai cường giả hồn giáo quấn lấy. Mặc dù chúng không cách nào giết được hắn, nhưng hắn cũng không thể giết được chúng. Mà bây giờ, nhiệm vụ của hai cường giả hồn giáo rõ ràng chính là ngăn chặn Dương Diệp. Chỉ cần ngăn chặn Dương Diệp, Cổ Kiếm Tông căn bản không ngăn cản được hồn giáo cùng các thế lực khác liên thủ. Lại giống như bây giờ, ở dưới sự liên thủ của bọn họ, Cổ Kiếm Tông đã toàn diện tan tác. Lúc này, bên trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài. Tiểu Long tập trung tất cả đại yêu, không nói một lời chỉ dùng long chảo chỉ vào không trung. Đám yêu khẽ gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Thoáng cái. Ầm ầm ầm. Ở trên không trung Cổ Kiếm Tông đột nhiên xuất hiện khí tức của từng yêu thú khủng khiếp. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều bị thu hút qua. Đại yêu thái cổ. Các đại yêu đều khôi phục lại bản thể, quả thực chính là che khuất bầu trời Cổ Kiếm Tông. Đặc biệt là Tiểu Long, nó xoay quanh trên không trung gần như che phủ cả phía chân trời. Mà lúc này, ánh mắt Thâm Uyên hống lập tức nhìn về phía Tiểu Long, trong mắt nó đầy tham lam cùng hưng phấn. Thâm Uyên hống. Có thể nói nó là khắc tinh trời sinh của Long tộc. Rất lâu trước đây, bộ tộc Thâm Uyên hống chính là nuốt rồng mà sống. Tiểu Long cũng nhìn Thâm Uyên hống, trước đây nó đã cảm nhận được sự tồn tại của Thâm Uyên hống, nó chọn đối thủ chính là Thâm Uyên hống này. Bởi vì, nếu để cho Thâm Uyên hống đi đối phó với đám người Tiểu Ngưu, bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng. Nhị nha không ở đây thì nó chính là đại ca, nó phải đi đánh con mạnh nhất kia. Giờ phút này, thật ra nó rất nhớ nhị nha, bởi vì khi có nhị nha, nó không cần đối mặt với kẻ mạnh nhất kia. Tiểu Long không có chút do dự nào, trực tiếp lao về phía Thâm Uyên hống. Mà trong mắt Thâm Uyên hống đầy hưng phấn cùng tham lam, lại giống như nhìn thấy một bữa tiệc lớn vậy. Cứ như vậy, hai loại yêu thú cường đại chiến đấu với nhau. Bên trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Tiểu Long. Ta có chút bất ngờ. Lôi Lâm chớp chớp mắt, nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười. Theo đạo lý, nó nhìn thấy khắc tinh trời sinh của mình thì phải sợ mới đúng,
nhưng nó lại có thể không sợ, còn dám ra tay trước. Tốt, con rồng này còn có chút tiền đồ. Lôi Lâm chớp chớp mắt. Tuy tên to lớn kia đáng sợ, nhưng ta cảm giác Nhị Nha tỷ tỷ càng đáng sợ hơn. Nhị Nha. Thật ra, ở trong lòng đám đại yêu tiểu long, đại yêu khủng khiếp mấy cũng không bằng Nhị Nha. Mỗi ngày bọn họ bị Nhị Nha đánh, có thể nói ngoại trừ Nhị Nha ra, trong lòng bọn họ, các đại yêu còn lại đã không đáng sợ nữa. Cho dù là Thâm Uyên Hống này cũng vậy, sau khi so sánh nó cùng Nhị Nha, nó cũng không có đáng sợ như vậy nữa. Ngoài ra, đám đại yêu tiểu long theo Nhị Nha cùng Dương Diệp, tính cách ít nhiều gì cũng bị Dương Diệp cùng Nhị Nha ảnh hưởng. Đánh không nổi cũng không sao. Nhưng tuyệt đối không thể khiếp sợ. Tiểu Long vừa nghĩ tới chuyện nếu mình khiếp sợ mà để sau này Nhị Nha biết được sẽ khinh bỉ thế nào, trong lòng nó liền không còn khủng hoảng nữa. Trước đây, sở dĩ nó được Nhị Nha tán thành, cũng bởi vì nó không sợ chết mà bảo vệ Tiểu Bạch. Chết còn không sợ, còn sợ một kẻ địch trời sinh sao? Theo những đại yêu xuất hiện, cục diện của Cổ Kiếm Tông đã khá hơn một chút. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Cách Cổ Kiếm Tông mấy ngàn dặm có mấy đại lão đang nhìn xuống Cổ Kiếm Tông. Trong đó có gia chủ Hình gia chủ Lãnh gia chủ Lục gia và có một người thần bí mặc áo đen. Người này chính là người dẫn đầu tổ chức sát thủ thiên hồn. Ngoài ra còn có hai người khác, một nữ tử mặc cung trang và vẫn có một nam tử trung niên mặc áo gai. Các thế lực ngoài sáng và trong tối của Vĩnh Hằng Quốc đều đã tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 176.